Nhưng bởi vì có Triệu Tuyền Tân xen vào, hơn nữa ví dụ mà Hạ Tưởng đưa ra quả thật cũng tỉ mỉ xác thực, Trình Hy Học chỉ đành nhận thua. Cách nói của đồng chí Hạ Tưởng có thể tin được, tôi phải cảm ơn cậu đã kiên nhẫn trả lời. Tôi còn một nghi vấn nữa liên quan đến thành phố Đan Thành, muốn nhờ đồng chí Hạ Tưởng giải đáp một chút. Trình Hy Học quả thực có lòng kiên nhẫn, tà tâm không chết, dây dưa không ngớt. Hạ Tưởng cũng kiên nhẫn 10 phần, mỉm cười nói. Mời nói. Thành phố Đan Thành có 3 xí nghiệp bông sợi đã phá sản, còn 3 xí nghiệp sắp rơi vào trạng thái đóng cửa, cũng có cơ sở để cải cách. Xin hỏi trưởng phòng Hạ, vì sao chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lại không ưu ái đến những xí nghiệp bông sợi đang cần trợ giúp? Trình Hy Học nhắc lại chuyện cũ, hiển nhiên là lần trước Hạ Tưởng không trả lời thẳng vào vấn đề của ông ta khiến cho ông ta nhớ mãi không quên. Hạ Tưởng cố ý sửng sốt, sau đó hứng thú hỏi lại một câu. Ai nói là không tiến hành cải cách thay đổi đối với xí nghiệp bông sợi? Vấn đề của giáo sư Trình có chút kỳ lạ. Trình Hy Học thật sự ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Cải cách xí nghiệp bông sợi đã tiến hành như thế nào? Hạ Tưởng cười nói. Thật ra sớm đã bắt tay vào làm rồi, chẳng qua bởi vì vấn đề của xí nghiệp bông sợi khá nhiều, liên quan phức tạp, cho nên công tác giai đoạn đầu kéo dài hơn một chút. Cải cách xí nghiệp bông sợi trước đến nay vẫn do trưởng phòng Bành phụ trách, nếu giáo sư Trình có hứng thú, có thể do trưởng phòng Bành giải đáp cụ thể cho ngài. Chương 500, trận chiến thứ hai, thừa thắng xông lên. Trình Hy Học thật sự quan tâm không phải là vấn đề cải cách xí nghiệp bông sợi mà là muốn mượn đề tài này để chứng minh ánh mắt của Hạ Tưởng không dùng được, từ đó gián tiếp nâng lên mục đích đả kích điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Vừa nghe nói cải cách xí nghiệp bông sợi đã bắt đầu, giật mình thêm vài phần tiếc nuối, nào còn tâm tình mà nghe trưởng phòng Bành giải đáp nữa, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng đành phải hàm hồ nói. Cải cách xí nghiệp bông sợi là một nước cờ hay, bởi vì xí nghiệp bông sợi là tượng trưng của xí nghiệp nhà nước cũ, nếu như cải cách thành công sẽ mang tính tượng trưng và được phổ biến rộng rãi, có thời gian tôi sẽ cùng thảo luận với trưởng phòng Bành một phen. Trước mắt còn có vấn đề muốn thảo luận với đồng chí Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy Trình Hy Học vẫn kiên trì không chịu bỏ qua, vậy cũng tốt, hôm nay trước mặt Phó Thủ tướng, Bí thư tỉnh, sớm đem trận quyết thắng sau cùng bày tại văn phòng tổ lãnh đạo cũng tốt, xem như là một thắng lợi mang ý nghĩa sâu xa. Trình Hy Học tiếp tục đặt câu hỏi. Nhà máy máy photocopy, nhà máy rượu tương đài của thành phố Đan Thành và xí nghiệp năng lượng mặt trời vừa và nhỏ, xí nghiệp ắc quy của thành phố Bảo đều có tương lai vô cùng tươi sáng, tôi muốn hỏi đồng chí Hạ Tưởng một chút. Xuất phát từ ý nghĩ nào mà không đưa những xí nghiệp nhà máy này vào trong kế hoạch điều chỉnh kết cấu sản nghiệp? Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là kế hoạch lớn, người cầm đầu không phải chỉ có ánh mắt nhìn xa trông rộng mà cần phải có khả năng thực thi kế hoạch và năng lực làm cho người khác tin phục. Nếu không chỉ có lòng nhiệt tình, ánh mắt tầm nhìn năng lực có hạn sẽ thu được hiệu quả ngược lại. Chẳng hạn như việc tận lực cải cách những xí nghiệp không muốn cải cách sẽ không thu được bao nhiêu thành công. Những xí nghiệp đã cải cách sẽ bị bài xích bên ngoài. Chỉ có thể nhìn vào than thở. Chính sách tốt thật ra là một con dao hai lưỡi. Ám chỉ của Trình Hy Học không thể nói là không rõ ràng được, mọi người đang có mặt ở đây đều không trải qua sự kiện ở Đại học Trung Sơn, không nhìn thấy Trình Hy Học châm chọc khiêu khích Hạ Tưởng. Hiện tại nghe Trình Hy Học nói như vậy, mỗi người đều tức giận nói không nên lời. Chẳng qua Hạ Tưởng đã quen với việc bị Trình Hy Học gõ, bộ dạng như không có gì xảy ra. Triệu Tuyền Tân xen vào nói. Hy Học nói đúng, chính sách tốt chỉ có người có năng lực chấp hành cụ thể, hơn nữa phải thực thi quán triệt công bằng công chính mới có thể thật sự tạo phúc cho dân. Nếu giao vào tay một người có tầm nhìn hạn hẹp hoặc năng lực có hạn, nói không chừng sẽ mang lại những hậu quả rất xấu. Đồng chí Hạ Tưởng, nếu như cậu có thể thông qua vấn đề của giáo sư Trình, tôi có thể mượn lần này kết luận cậu là người đủ tư cách chấp hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Nếu như không thông qua... Suy nghĩ một chút có nên cố gắng đề cao năng lực trình độ lý luận chính trị của mình hay không? Lời này của Triệu Tuyền Tân vừa chính thức vừa tùy ý nói ra, khiến cho người khác nhìn không ra ý đồ thật sự của ông. Nhưng bởi vì thân phận phó thủ tướng của ông, tiếng nói rất có sức nặng tương đương với việc tạo áp lực cho Ủy ban Chính phủ tỉnh Yến, ý là, nếu như Hạ Tưởng đồng ý, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng không còn đường thối lui. Chỉ cần Hạ Tưởng mở miệng đồng ý. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng chỉ còn biết thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận câu nói của Triệu Tuyền Tân. Nhưng nếu như Hạ Tưởng không đồng ý vậy thì có vẻ không thức thời vụ, quả thực một sát chiêu lợi hại.
Phía trước có Trình Hy học dùng chiêu thảo luận học thuật từng bước ép tới, phía sau có Triệu Tuyền Tân lôi kéo Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng dùng góc độ chính trị trợ trận, trận quyết chiến hôm nay quả thực vô cùng nguy hiểm, hơn nữa nguy cơ trùng trùng. Ngay trước mặt Phó Thủ tướng nói ra những lời này, tuyệt đối không có khả năng thu hồi, Hạ Tưởng biết hắn không mở miệng còn được, một khi mở miệng lập tức đưa sự việc này nâng lên thành sự kiện chính trị tầm cao. Điều đáng buồn cười nhất là ở chỗ, Trình Hy học rõ ràng là nhân vật chính trị, lại dùng danh nghĩa trao đổi học thuật để tiến hành công kích hắn, còn đường hoàng lấy cớ tham khảo học thuật. Trình độ chính trị của các nhân vật trong nước thật sự lợi hại, muốn dồn người khác vào chỗ chết quả nhiên có đầy đủ thủ đoạn quang minh chính đại. Hiện tại Hạ Tưởng không còn đường lui, Trình Hy học vì báo mối thù ở Đại học Trung Sơn mà hôm nay hạ đủ vốn gốc. Nếu hôm nay không thể đánh bại hắn trong lần giao phong chính diện, vậy sau này Trình Hy học có thể còn tìm cơ hội khác gây phiền toái cho hắn, phải tìm về cái gọi là đạo lý công bằng. Hạ Tưởng nhớ tới đoạn quảng cáo sắp tung ra tuyên truyền rượu tương đài và hạng mục góp vốn năng lượng mặt trời đã ký kết hiệp định, trong lòng dâng lên một ngọn lửa căm hận và quyết chiến. Hạ Tưởng liền cung kính nói với Triệu Tuyền Tân. Phó Thủ tướng Triệu, tôi chưa từng học qua hệ thống lý luận kinh tế học, nhưng quan điểm của tôi là, có lý luận cao thâm chưa chắc đã có năng lực làm việc. Nếu không trực tiếp đưa các giáo sư ở các viện trong cả nước trực tiếp phân phối vào các ban ngành chính phủ các địa phương theo chuyên môn của họ, chẳng lẽ sẽ khiến cho sự nghiệp khoa học xã hội chủ nghĩa của chúng ta tiến thêm vài bước hay sao? Lý luận cao hơn thực tiễn, nhưng lý luận chỉ có thể kết hợp với thực tiễn mới có thể nghiệm chứng được là lý luận trống rỗng hay là lý luận thật sự có thể hữu dụng. Giáo sư Trình vốn là nhà kinh tế học có tiếng ở trong nước, lý luận tri thức của ông ấy rất cao. Tôi tự nhận ở trình độ lý luận còn kém giáo sư Trình rất xa, nhưng tôi tin tưởng vài hạng mục tôi đang chỉ đạo ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, đạt đến sự thống nhất cao độ giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời phù hợp với quy luật phát triển của kinh tế thị trường. Lúc này, tôi nguyện ý tiếp thu bất kỳ nghi vấn nào của giáo sư Trình, cũng tận hết khả năng trả lời tỉ mỉ xác thực, hơn nữa chấp nhận sự giám sát của ngài và Bí thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm. Triệu Tuyền Tân quay sang nhìn Diệp Thạch Sinh. Vẻ mặt không vui nói. Đồng chí nhỏ Hạ Tưởng này thật có cá tính nhỉ? Diệp Thạch Sinh cười nói. Đồng chí Tiểu Hạ tuy rằng có khuyết điểm nhỏ nhưng tổng thể mà nói vẫn là một đồng chí tốt. Phạm Duệ Hằng cũng cười nói. Người trẻ tuổi có cá tính là chuyện tốt, thật ra đồng chí Tiểu Hạ so ra vẫn trầm ổn, có sự thành thục không đúng tuổi, tỉnh ủy chính phủ vẫn khá yên tâm với cậu ấy. Nếu như nói sự bảo vệ của Diệp Thạch Sinh đối với Hạ Tưởng mang tính hàm xúc, còn giữ lại chút rụt rè thân là lãnh đạo cấp trên nên có, thì lời nói của Phạm Duệ Hằng chính là lên giọng bảo vệ Hạ Tưởng mà không che giấu. Triệu Tuyền Tân đã sớm nghe nói hai người đứng đầu tỉnh Yến đều yêu thích Hạ Tưởng, ông còn không quá tin tưởng, trong lòng thầm nghĩ một tên cán bộ cấp phòng có được sự yêu thích của Phó Chủ tịch tỉnh đã là không tệ rồi, Bí thư và Chủ tịch tỉnh đều yêu thích thì sao có thể. Không ngờ vừa công kích Hạ Tưởng một câu, lại có Bí thư và Chủ tịch tỉnh trước sau bày tỏ thái độ. Hóa ra tin đồn hoàn toàn là sự thật. Hạ Tưởng này thật sự là thú vị. Vị trí của Triệu Tuyền Tân ở trong Quốc vụ viện có chút xấu hổ. Theo lai lịch, ông ta là già nhất, tuổi đời cũng lớn nhất, nhưng lại xếp ở gần cuối nhất. Hơn nữa năm tới Quốc vụ viện cải cách, trên cơ bản là Phó Thủ tướng Hà sẽ lên chức, làm chủ Quốc vụ viện, mà ông ta tiền đồ chưa biết, có khả năng vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Triệu Tuyền Tân trên quan niệm bảo thủ. Trên chính trị đi theo đường trung gian, cùng hậu đài phía sau Trình Hy học trên quan điểm chính trị có điểm gần nhau, nhưng ông ta không hề tán thành đầu sỏ lũng đoạn, bởi vậy cũng không quá thân cận với hậu đài sau lưng Trình Hy học. Lần này đi đến tỉnh Yến là do Trình Hy học đứng giữa giật dây, sau khi truyền đạt vài ý của cao tầng phía sau hắn, ông ta nhận được ám chỉ mới đưa ra quyết định thị sát tỉnh Yến. Đã là phó thủ tướng, tiến lên một bước nữa gần như là không thể. Nhưng nếu như điều chỉnh một chút công tác cũng không tệ, tương ứng cũng có thể tăng lên một chút quyền lực, hơn nữa thanh danh cũng dễ nghe hơn một chút, dẫu sao so với dậm chân tại chỗ vẫn là tốt hơn. Đương nhiên Triệu Tuyền Tân cũng biết, người sau lưng Trình Hy học là một trong số những kẻ có quyền lực cao nhất ở trong nước, câu nói cũng đủ sức nặng, song tình hình cao tầng quá phức tạp, phải cân bằng rất nhiều mặt. Cần thỏa hiệp ở khắp nơi. Mà ông cũng không đủ vốn chính trị để khiến cho người đó vì ông mà hy sinh lợi ích ở phương diện khác. Chẳng qua bản thân ông ta rất phản cảm với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, cũng rõ ràng là bút tích của Hà Đông Thần, muốn mượn cơ hội thị sát để bới móc tật xấu, trở về cũng dễ lý luận với Hà Đông Thần. Thật không ngờ,
Trình Hy học nỗ lực cả nửa ngày vẫn không bắt được Hạ Tưởng, một tên Hạ Tưởng nhỏ bé cũng trở thành chướng ngại vật. Triệu Tuyền Tân không khỏi đánh giá cao Hạ Tưởng, thầm nghĩ người trẻ tuổi này quả thực không đơn giản, bị Trình Hy học truy hỏi như vậy mà không ngã, được bí thư và chủ tịch tỉnh coi trọng thiên vị, xem ra quả thực là cũng có chút bản lĩnh. Triệu Tuyền Tân ánh mắt sâu xa nhìn Phạm Duệ Hằng, không nói gì nữa, phất tay để cho Trình Hy học và Hạ Tưởng tiếp tục. Hạ Tưởng trịnh trọng trả lời. Giáo sư Trình trong hoàn cảnh khác nhau đã nhiều lần nói ra những lời giống nhau, đặt ra nghi ngờ đối với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, đồng thời hoài nghi năng lực cá nhân tôi. Đối với thái độ của giáo sư Trình tôi cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Giáo sư Trình đối với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp có sự hiểu lầm hoặc là có cái nhìn khác, điều này có thể hiểu được. Nhưng có thành kiến đối với cá nhân tôi thật khiến cho người khác không thể nào hiểu nổi. Tục ngữ có câu nhìn việc không nhìn người. Giáo sư Trình thân là giáo sư Đại học Trung Sơn, lại là học giả nổi danh trong nước, đối với một kẻ vô danh tiểu bối như tôi mà liên tiếp 2-3 lần tiến hành công kích, nguyên nhân trong đó thật khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi, hơn nữa khiến cho người ta cảm thấy thất vọng đối với danh vọng của giáo sư Trình. Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của Trình Hy học trước mà ở ngay trước mặt Triệu Tuyền Tân, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng trực tiếp tung ra một quả bom, nhằm thẳng vào nhân phẩm và tu dưỡng của Trình Hy học. Lời vừa nói xong tất cả mọi người đều giật mình khiếp sợ, không thể tin tưởng nhìn Hạ Tưởng, đều không hẹn mà cùng nghĩ, Hạ Tưởng trước giờ rất ít khi tức giận nhưng hôm nay tại sao lại thất thố như vậy, ngay trước mặt Phó Thủ tướng mà lại nói những lời như vậy, rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Đương nhiên Hạ Tưởng không phải thật sự thất thố mà làm bộ tức giận, cũng mượn cơ hội phát tác, cho Trình Hy học một giáo huấn. Bị Trình Hy học truy đánh nhiều lần, hắn vẫn luôn tôn ông là học giả có danh tiếng. Không muốn xé rách ra mặt ở trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay bị thủ đoạn của ông ta bước đến đường cùng, thật không thể nào kiềm chế được, không đánh trả lại sẽ khiến cho ông ta cảm thấy tính khí của mình quá tốt, sau khi bắt nạt ở thủ đô còn chạy đến tận nhà bắt nạt một lần nữa, lại còn muốn mượn quyền uy của phó thủ tướng ép hắn chịu thua, cuối cùng còn muốn không tổn hao gì bỏ chạy lấy người sao. Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt nào dễ dàng như vậy? Triệu Tuyền Tân không biểu hiện gì. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đưa mắt nhìn nhau cũng không bày tỏ thái độ gì. Trình Hy học vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lắc đầu nghiêm túc nói. Đồng chí Hạ Tưởng hiểu lầm tôi rồi, tôi quả thực là luận việc không luận người, chẳng qua là bởi vì cậu quá tài giỏi, vài chuyện lớn trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đều có bóng dáng của cậu trong đó, tôi chỉ muốn lấy ví dụ nói rõ, nên phải lấy cậu ra nói. Nếu cậu cảm thấy trong quá trình tôi đưa ra ví dụ có điều gì sai lầm, tôi trịnh trọng xin lỗi cậu. Trình Hy học cũng lợi hại, có hàm dưỡng, có thủ đoạn, kịp thời hạ thấp thái độ khiêm tốn lập tức hóa giải đòn công kích của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không trông mong vài câu nói là có thể khiến cho Trình Hy học phục, hắn chỉ mượn cơ hội gõ ông ta vài cái mà thôi, để cho ông ta biết mình cũng có lúc phát huy, lại cười nói. Nếu giáo sư Trình đã nói như vậy, tôi đây tin tưởng là được. Mới vừa rồi giáo sư Trình đưa ra vấn đề vô cùng hay. Có thể thấy được ngài không hổ danh là nhà kinh tế học đứng đầu ở trong nước. Đối với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, quả nhiên từng có xâm nhập nghiên cứu sâu. Tôi không thể không nói, cái nhìn của giáo sư Trình và tôi quả thực hoàn toàn giống nhau. Ý của tôi là nói, nếu như ngài tự thân chỉ đạo công tác tổ lãnh đạo, nói không chừng có thể làm tốt hơn cả tôi nữa. Câu nói của Hạ Tưởng nhiều ít có ý trêu chọc, Trình Hy học không cười hỏi lại. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói chúng ta có cùng một cái nhìn, cụ thể thế nào nói nghe thử. Nhà máy copy của thành phố Đan Thành trong lúc mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, từng là cái đầu tiên đi vào mắt tôi. Giống như giáo sư Trình đã nói, quả thực thoạt nhìn thì cần thiết phải cải cách, dường như sau khi đầu tư thêm tài chính và kỹ thuật tân tiến, sẽ tỏa sáng sinh cơ. Chỉ có điều trải qua phân tích và nghiên cứu thị trường, tổ lãnh đạo chúng tôi lại đưa ra kết luận, ngành nghề máy photo trong nước. Cho dù là kỹ thuật hay sáng tạo, đều không thể cạnh tranh được với máy nước ngoài cùng loại. Kinh tế thị trường chính là khôn thì sống mà dại thì chết. Không phải mỗi quốc gia đều chiếm ưu thế ở mỗi ngành kinh tế, không thực tế, cũng không có khả năng. Cuối cùng thông qua đàm thoại trao đổi với ban quản lý nhà máy copy Quang Hán, đúng rồi, việc này chủ yếu là do các đồng chí Vương Lâm Kiệt và Phương Cách phụ trách, nhận ra tình thế trước mắt, nhà máy copy Quang Hán quyết định thay đổi sách lược. Đổi từ chế tạo nguyên cả máy sang chế tạo bộ phận, hơn nữa đã cùng đàm phán với xí nghiệp liên quan của Đức, chuẩn bị nhập vào dây chuyền sản xuất phấn đen tiên tiến nhất.
Hạ Tưởng đã sớm có chuẩn bị, lưu loát nói ra phương án tốt nhất. Còn nữa, giáo sư Trình cũng để ý đến vấn đề đánh mất nhãn hiệu quốc gia, hiệp định sơ bộ mà xí nghiệp ký kết với bên Đức đã ghi rõ phải giữ lại quyền khống chế cổ phần và quyền sử dụng nhãn hiệu, giáo sư Trình xin hãy cứ yên tâm. Mặt khác lại bổ sung thêm một câu, tổ lãnh đạo chỉ đạo chủ yếu là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, là nhằm vào những xí nghiệp không tìm được phương hướng và tài chính. Có một vài xí nghiệp tự bản thân có năng lực sinh tồn rất mạnh, sớm đã chuẩn bị nghênh đón cơn bão thị trường, chúng tôi sẽ vô cùng tôn trọng lựa chọn của bọn họ, hơn nữa còn có trợ giúp đúng lúc. Không phải tất cả các xí nghiệp đều được chúng tôi tiến hành cải cách, điểm này xin giáo sư Trình nhất định phải nhớ kỹ. Trình Hy Học bị Hạ Tưởng phản bác, sắc mặt biến hóa vài lần, rốt cuộc cảm giác trên mặt âm ẩm phát sốt. Hạ Tưởng cũng không để cho ông ta có cơ hội thở dốc, tiếp tục nói. Cải cách nhà máy rượu Tương Đài đã hoàn thành, giai đoạn đầu đã đầu tư vào 100 triệu tài chính, hơn nữa chuẩn bị xong một loạt phương án tuyên truyền, chỉ đợi thời cơ đến sẽ toàn diện đẩy ra thị trường, rượu Tương Đài sẽ tạo cho thị trường một cảm giác mới mẻ. Giáo sư Trình quả nhiên có ánh mắt, hạng mục thứ hai vừa rồi đã nhắc đến rượu Tương Đài, cùng với sách lược của tôi không mưu mà hợp, xem ra, giáo sư Trình nghiên cứu vô cùng sâu đối với chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Tôi đề nghị Bí Thư Diệp và Chủ tịch Phạm có thể mời giáo sư Trình đến tỉnh Yến chúng tôi giảng dạy cho tổ lãnh đạo chúng tôi một khóa, hệ thống giảng giải tính thực thi và tất yếu của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng nghe xong, lại nhìn Trình Hy Học bị Hạ Tưởng nói đến quẫn bách không nói năng được gì, đều cười thầm trong lòng. Diệp Thạch Sinh thậm chí còn gật đầu nói. Bây giờ tôi có thể đưa ra lời mời với giáo sư Trình, nếu như giáo sư Trình có thể rút bớt chút thời gian bận rộn. Nói xong, Diệp Thạch Sinh cũng không đợi Trình Hy Học bày tỏ thái độ, đưa tay làm một tư thế để cho Hạ Tưởng tiếp tục nói. Xí nghiệp ác quy của thành phố Bảo Kỳ thật hiện tại hiệu quả lợi nhuận rất tốt, không cần thiết phải cải cách, hơn nữa năng lực sản xuất còn chưa bão hòa, hoàn toàn có thể thích ứng được với nhu cầu của thị trường, bây giờ mà cải cách thì có điểm nuông chiều làm hư. Đương nhiên hiệu quả có thể tăng lên tự nhiên càng tốt, có lẽ giáo sư Trình đã quên mất việc hùn vốn của nhà máy ô tô Vạn Lý. Nhà máy ô tô Vạn Lý sau khi hùn vốn, sản xuất tăng mạnh bởi vì sản lượng đề cao, là sản phẩm phụ kiện của ô tô, lượng nhu cầu bình ác quy cũng tăng lên không ít, thành thử kéo theo tăng sản lượng của xí nghiệp ác quy. Cho nên giáo sư Trình khi nhìn vấn đề, nếu có thể suy xét nhiều mặt, chuyển biến tư duy một chút, hoặc có thể so sánh từ đơn giản đến phức tạp, nhìn thấy được rất nhiều ngành có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Khi nghiên cứu thị trường kinh tế, có thể từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối chẳng những có thể đưa ra kết luận càng chân thật, mà còn có thể giảm thiểu đi rất nhiều sai sót. Hạ Tưởng không quên chấm cho Trình Hy Học vài câu, quả thật Trình Hy Học chỉ thấy rừng rậm mà không thấy cây cối, chỉ nhìn từ xa mà không xâm nhập suy xét cụ thể, có rất nhiều chuyên gia tự cho là kiến thức cao thâm thường mắc phải tật xấu này, dùng một câu để tổng kết là mắt cao hơn trán. Còn một tin tức tốt nữa cũng có thể tiết lộ cho giáo sư Trình, bởi vì đàm phán đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trên cơ bản sẽ ký kết hiệp định, cho nên cũng không xem như là tiết lộ bí mật kinh tế. Nhà máy ô tô Vạn Lý đàm phán với nhà máy ô tô Hiện Đại ở thủ đô, nhà máy ô tô Hiện Đại quyết định cùng nhà máy ô tô Vạn Lý góp vốn xây dựng một nhà máy linh kiện ô tô ở thành phố Bảo, đại khái vốn đầu tư khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Xuất phát từ suy xét tổng hợp tài chính, nhà máy ô tô Vạn Lý quyết định thu mua xí nghiệp ác quy làm một bộ phận của nhà máy linh kiện. Dù sao kết quả mà Hạ Tưởng muốn, một là hôm nay đánh một trận thắng Trình Hy Học, hai là đồng thời vì đợt cao trào thứ hai điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, trước mặt Phó Thủ tướng Triệu, báo cáo công tác với Bí Thư Diệp và Chủ tịch Phạm, cũng bớt được phiền toái sau này phải lần lượt báo cáo với hai người bọn họ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên nói điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là một công trình hệ thống, không phải tồn tại một mình, không thể nói chỉ nhìn thấy việc góp vốn của nhà máy ô tô Vạn Lý. Mà không nhìn thấy bởi vì sản lượng đề cao và mức độ tiêu thụ tăng mạnh của nhà máy ô tô Vạn Lý, từ đó kéo theo rất nhiều ngành sản xuất liên quan phát triển. Giáo sư Trình nếu khi nghiên cứu lý luận kinh tế, có thể đưa ánh mắt nhìn vào mối quan hệ phức tạp giữa các ngành kinh tế thì sẽ hiểu được có đôi khi lựa chọn ưu tiên cải cách xí nghiệp là một chuyện không dễ, phải tổng hợp rất nhiều nhân tố ở nhiều phương diện, không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị, vân vân. Hạ Tưởng chợt dừng lại, liếc nhìn Trình Hy Học một cái. Quyết định thừa thắng truy kích. Thường thì nghiên cứu lý luận nhìn vào dường như vô cùng dễ dàng, trên thực tế diễn ra lại vô cùng khó khăn.
Lý luận có lúc dù sao cũng là không tưởng, không tưởng không phải hiện thực cho nên tùy tiện nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng nếu giáo sư Trình đích thân tham dự vào công việc sẽ cảm thận được vô cùng chân thật sự khó khăn gian nan ở trong đó, so với lý luận nghiên cứu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu như có thêm lực cản ví dụ như hoài nghi của giới học thuật, công kích từ kẻ có ý đồ khác, mỗi một bước tiến lên đều phải trả một cái giá rất cao, khó có thể tưởng tượng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 501, cuộc chiến thứ 3. Gương mặt Trình Hy học đỏ lên, tức nghẹn nói một cách không cam lòng. Hạ Tưởng, có phải cậu không tin rằng xí nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời là không có triển vọng? Cậu đã sớm có ý nghĩ khác. Hạ Tưởng mỉm cười một cách mỹ mãn, hắn và Trình Hy học đã so chiêu với nhau mấy lần, ông ta vẫn còn tưởng rằng hắn không có hành động gì. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai, không cam chịu thất bại của ông ta thì trong lòng thầm nghĩ rằng, ông vẫn muốn có câu trả lời trước mặt sao? Được, hôm nay tôi sẽ trả lời toàn bộ trước mặt ông, bất cứ vấn đề gì cũng không trốn tránh, cũng không lánh nặng tìm nhẹ. Không tồi, giáo sư Trình liếc mắt một cái là đoán được suy nghĩ của tôi thì quả thật là lợi hại. Hiện tại, thành phố Bảo đã đi vào giai đoạn tập trung hơn 10 xí nghiệp năng lượng mặt trời nhỏ thành một nhóm và tạo thành một công ty năng lượng mặt trời với quy mô bậc trung. Đồng thời cũng đã ký kết về việc góp vốn với công ty tối Nhật Quang, một công ty năng lượng mặt trời lớn nhất ở Mỹ. Hai ngày trước, Chủ tịch Mai đã đích thân bay đến thành phố Bảo để ký kết hiệp nghị, lúc ấy tôi cũng đã dùng cơm trưa với Chủ tịch Mai. Như thế nào, giáo sư Trình không nghe được những tin tức từ Bộ Ngoại thương sao? Giọng điệu của Hạ Tưởng vừa thoải mái lại có chút khôi hài. Tất cả mọi người ở đây đều cố nín cười. Nếu như không có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Triệu thì chỉ sợ mọi người đã vỡ òa lên cười rồi. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tưởng giáo huấn một giáo sư nổi danh trong nước khiến cho ông ấy á khẩu, không thể trả lời được. Mỗi câu mỗi chữ đều làm cho sắc mặt giáo sư Trình biến đổi, giống như một mũi tên nhọn bắn trúng nội tâm bất an của giáo sư Trình một cách không thương xót. Vừa rồi, ông ta còn lên mặt giáo huấn người khác. Còn hiện tại thì tuy sắc mặt không thể nói là xám như cho tàn nhưng cũng là tái xanh, đóng lại quyển sổ trên tay, ông ta dường như là không còn đứng vững nữa. Phương Cách làm ra vẻ người tốt, đưa tay đỡ Trình Hy học một tay. Lúc này, Trình Hy học giống như người lao lực quá độ, có người giang tay ra đỡ nên theo bản năng mà muốn dựa vào. Tuy nhiên, khi toàn thân đang thả lỏng thì bàn tay đỡ sau lưng ông ta đột nhiên biến mất, nhất thời ông ta không giữ thăng bằng được nên lui về phía sau hai bước. Vương Lâm Kiệt thấy thế vội đưa tay ra đỡ Trình Hy học, ân cần nói. Giáo sư Trình đã lớn tuổi, đứng quá lâu nên não bộ không được cung cấp máu kịp thời. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Phương Cách, mau đem một cái ghế dựa đến đây cho giáo sư Trình ngồi nghỉ. Trình Hy học cho là người mới vừa trêu đùa ông ta chính là Vương Lâm Kiệt nên không khỏi tức giận, đẩy Vương Lâm Kiệt ra, bước về phía trước một bước, rằng giọng nói. Hạ Tưởng. Cậu đã chuẩn bị các công việc rất tốt. Vậy sao tại hội trường Đại học Trung Sơn lại tránh né không nói, chẳng phải là cố ý đùa giỡn tôi sao? Vẻ mặt Hạ Tưởng hiện lên nét kinh ngạc, nói. Thật kỳ lạ, lời nói của giáo sư Trình tôi thật không hiểu. Tôi không phải là người trong giới học thuật, cho nên không cần phải đem công tác cụ thể của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến ra làm báo cáo. Nếu là công việc báo cáo thì phải báo cáo cho Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm mới đúng. Không cần phải ở trong hội trường của trường Đại học Trung Sơn mà báo cáo với các chuyên gia học giả càng không cần phải báo cáo với giáo sư Trình, có đúng không? Nói sao thì đây cũng liên quan đến bí mật thương mại, cho dù suy xét từ góc độ nào thì tôi lại càng không thể tùy ý nói ra. Giáo sư Trình đường đường là một giáo sư giảng dạy của trường Đại học Trung Sơn, đồng thời cũng là một học giả danh tiếng, sao lại không nghĩ đến điểm này? Trình Hy học lại bị Hạ Tưởng làm cho nghẹn họng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy khí huyết đang dâng lên, thiếu chút nữa là khuỵu xuống. Ông ta đã khổ tâm tổ chức tất cả, trước tiên bị sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Tưởng ở hội trường Đại học Trung Sơn làm cho sự việc rối lên. Sau này lại nghĩ rằng Hạ Tưởng là lánh nặng tìm nhẹ mà trả lời vấn đề, tuy rằng có thể may mắn thoát khỏi nhưng cũng chứng minh rằng hắn không có tài hoa lại không có năng lực, chỉ có chút khôn vặt mà thôi, cho nên mới miễn cưỡng qua được. Ông ta đã muốn mượn Triệu Tuyền Tân đi thị sát tỉnh Yến để hoàn toàn đánh bại Hạ Tưởng. Thứ nhất là báo thù lại cuộc họp tại hội trường Đại học Trung Sơn. Thứ hai là đánh một dấu chấm hết cho chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Ông ta cũng không đến nỗi không có tài cán gì.
nhưng tuyệt đối thật không ngờ rằng lúc ấy Hạ Tưởng lánh nặng tìm nhẹ mà trả lời vấn đề không phải là không có năng lực hay là không có tài hoa mà là bày binh bố trận, cố ý răng ra cạm bẫy dành cho ông ta. Mà ông lại cứ cho rằng Hạ Tưởng vô năng, còn muốn ở trước mặt Thủ tướng Triệu và Bí thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm giáng cho Hạ Tưởng một đòn chí mạng, nhưng cuối cùng lại chỉ là mơ mộng hão huyền. Hạ Tưởng chẳng những có chiến lược phản kích mà còn âm thầm bố trí tất cả các sự việc, chờ đối phương lên tiếng thì lập tức phản bác, chẳng những cãi lại mà còn nói với giọng khiêu khích, châm chọc. Giống như ông ta chủ động đưa mặt ra cho Hạ Tưởng đánh bốp bốp vài cái trước mặt mọi người. Nghĩ đến thanh danh cả một đời bị hủy hoại trong chốc lát, lại nghĩ về việc sau khi về không thể giải thích được với cấp trên, tiếp đến là nghĩ về nỗi khổ tâm làm việc trong nhiều năm mới có cơ hội thăng tiến, nay lại bị Hạ Tưởng làm cho tan biến giấc mơ. Trình Hy Học chỉ cảm thấy từng đợt khí huyết quay cuồng trong cơ thể mình khiến lồng ngực thấy rất khó chịu, thân hình lảo đảo, rốt cuộc không trụ được nữa phải ngồi phịch xuống ghế. Sau khi ngồi xuống, ông ta cảm thấy đầu óc tỉnh táo một chút nhưng lửa giận trong lòng lại không áp chế được, cứ thế phun trào ra ngoài. Hạ Tưởng, cậu khinh người quá đáng rồi đó. Cậu rõ ràng là đã bố trí hết thảy, đối diện với những nghi vấn của tôi thì lại liên tục tránh né, cố ý khiến cho tôi phải nghi ngờ rằng cậu là người không có tài năng, tuổi trẻ hiếu thắng. Tuổi còn trẻ mà đã có mưu đồ sâu nặng như vậy thì sau này cậu có tiến lên địa vị cao trong xã hội thì tuyệt đối cũng không phải là phúc cho quốc gia và dân chúng. Chắc chắn cậu chỉ là một người tên quan liêu đùa bỡn quyền lực mà thôi. Nếu nói lúc trước Trình Hy Học luôn đeo cái mặt nạ học giả, phải văn công không cần võ đấu, lời nói ra luôn giáo huấn người khác, hiện tại thì quê quá hóa khùng, cố ý ở trước mặt Triệu Tuyền Tân, Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng châm ngòi ly gián, phá hủy tiền đồ của Hạ Tưởng. Điều này xem như là đã xé rách bộ mặt ngụy trang của mình, ra mặt chống đối Hạ Tưởng. Cái gọi là chuyên gia học giả, khi đối lý thì cũng không khác gì người thường, cũng đỏ mặt tía tai mà cắn bậy. Lời Trình Hy Học vừa thốt ra khỏi miệng, Triệu Tuyền Tân lập tức biến đổi sắc mặt, thầm nghĩ, đường đường là một học giả Thái Sơn bắt đầu chẳng lẽ là do dạy học quá lâu rồi hóa khùng, còn đấu không lại một người chỉ lăn lộn trong quan trường mới vài năm như Hạ Tưởng. Khi bị thua thì nên tĩnh tâm chờ về sau sẽ trả thù, thế mà lại nói ra những điều đại kiêng kỵ trong quan trường trước mặt mọi người như thế. Nếu cứ như vậy thì người mất mặt chính là Trình Hy Học. Hơn nữa, sau đó ông ta cũng không còn mặt mũi đâu mà mỉa mai Tỉnh Yến nữa. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng liếc nhìn nhau, đều cảm nhận được sự tức giận trong lòng đối phương. Chỉ là một học giả cáo mượn oai hùng, vậy mà ngay trước mặt Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh lại phá hủy tiền đồ của Hạ Tưởng như vậy thì thật là quá đáng. Hạ Tưởng là cán bộ của Tỉnh Yến. Đối với tiền đồ của hắn thì ngay cả Triệu Tuyền Tân cũng không dễ dàng tỏ thái độ gì. Ông ta chẳng qua chỉ là một nhân vật đứng lấp lửng giữa chính trị và học thuật mà lại có thể ăn nói ẩu tả như vậy, quả thật không biết lý lẽ là gì. Hạ Tưởng dù bị Trình Hy Học ngang nhiên công kích nhưng hắn vẫn nể mặt Triệu Tuyền Tân mà không dám nói những lời quá đáng. Dù sao thì hắn cũng xem Trình Hy Học là một giáo sư giảng dạy cho trường Đại học Trung Sơn và là một học giả danh tiếng nên không muốn ông ấy mất mặt. Thế mà Trình Hy Học lại thẹn quá hóa giận, ăn nói ngông cuồng, bộc phát cơn giận đã bị dồn nén từ lâu. Giáo sư Trình, không dám phiền ngài nói những lời khích lệ như vậy, cũng không dám ngắt ngang lời ngài. Ngài là một giáo sư có danh tiếng trong nước, luôn tự phong mình là Thái Sơn bắt đầu của giới học thuật, tôi kính trọng ngài không hết thì làm sao dám bình phẩm đạo đức và phẩm hạnh của ngài. Ngài đã chủ động khơi mào luận chiến trước mặt giới truyền thông thì tôi cũng bắt buộc chính mình phải tin rằng ngài hoàn toàn căn cứ vào học thuật để tranh luận. Điều đó là công tâm, cũng là vì dân vì nước mà hao tâm tổn trí muốn cho chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ngày càng hoàn mỹ và được chấp hành một cách nghiêm khắc. Bởi vậy trong bài báo của tôi về bài thuyết trình của ngài, tôi cũng luôn mang ý nghĩ cung kính và học tập. Ngoài mặt là tranh luận với ngài nhưng thực tế thì tôi luôn thể hiện sự tôn trọng với ngài. Chỉ có một điều khiến tôi không nghĩ đến là bài thuyết trình của ngài ngày càng cấp tiến, bắt đầu từ sự tranh luận ôn hòa sau lại chuyển biến thành chỉ rõ tên tuổi mà công kích người khác. Đến đây, tôi nghĩ là có lẽ giáo sư Trình là vì muốn quan điểm của mình càng thêm chân thật, luận chứng đầy đủ cho nên mới nhắc đến Tỉnh Yến và cũng nhắc đến tên của tôi. Tôi lúc ấy thật sự rất kinh ngạc, tôi chỉ là một hạng vô danh tiểu tốt nhưng lại được giáo sư Trình chú ý đến thì quả thật là rất vinh hạnh. Khi bình tĩnh mà suy xét lại thì lúc ấy còn có chút đắc ý. Nhưng thật không may, khi tôi tới hội trường của trường Đại học Trung Sơn, bất cần nghe được bài diễn thuyết của giáo sư Trình,
tôi mới phát hiện ra được giáo sư Trình không chỉ bất mãn với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến mà còn bất mãn đối với tôi. Hơn nữa trong bài diễn thuyết đã mấy lần ám chỉ nhân phẩm và năng lực của tôi có vấn đề. Thân là hậu sinh vãn bối, tôi cũng không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì mà giáo sư Trình lại bôi nhọ tôi như vậy. Tôi không hề đắc tội với giáo sư, lại cũng không thân thích gì mà lại được giáo sư để mắt đến một tên hạ tưởng nhỏ nhoi này, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì. Cho đến hôm nay, vào giờ phút này tôi mới hiểu được, hóa ra giáo sư Trình đối với tôi có sự bất mãn hoàn toàn là vì tôi đã dẫn dắt tổ lãnh đạo và trong quá trình mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã đạt được một chút thành tích không đáng kể. Dựa theo những gì mà giáo sư Trình đã tiên đoán và dựa theo lý luận học thuyết của ngài thì việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là không phù hợp với tình hình giai đoạn hiện nay trong nước và kết quả tất nhiên là sẽ thất bại. Đáng tiếc, việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến lại không thất bại như giáo sư Trình đã mong muốn, ngược lại càng ngày càng phát triển thuận lợi, đạt được thành tích mỗi ngày một cao. Thành công này giống như là đã giáng một cái tát vào mặt giáo sư Trình trước mặt mọi người. Bởi vì trong mắt giáo sư Trình thì việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến chỉ có thất bại thì mới chứng minh ngài biết nhìn xa trông rộng, tính toán chính xác, mới thích hợp với danh xưng Thái Sơn Bắc Đẩu của ngài. Hôm nay, trước mặt Phó Thủ tướng Triệu và Bí Thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm, thì ngài đây là một vị giáo sư rất danh tiếng nhưng sau khi chỉ trích tôi không thành, thì liền vội vàng mà công kích tôi, bôi nhỏ tiền đồ của tôi. Đến tận bây giờ, tôi xem như đã hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ học giả của ngài, ngài quả là vì tư lợi cá nhân mà giả nhân giả nghĩa. Bởi vì ngài không phải căn cứ vào lập trường khách quan, nghiêm túc để nghiên cứu học vấn, cũng không đứng ở góc độ học thuật để nhìn nhận việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà dốc hết sức để công kích và bóp chết chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Chỉ có điều kết quả không như ngài mong muốn, ngài từ Bắc Kinh đến tỉnh Yến, không để ý đến thân phận giáo sư cao quý của mình mà tiến hành truy đánh tôi. Hạ tưởng tôi thật là bất hạnh, vốn không thân thuộc với ngài lại bị ngài bị đẩy vào chỗ chết. Xin hỏi giáo sư Trình, với danh vọng và thân phận của ngài, ngài đã dùng ngòi bút làm vũ khí để công kích tôi còn chưa đủ hay sao mà còn theo tôi đến tận tỉnh Yến để mặt đối mặt chèn ép tôi? Hiện tại, kết quả không như ngài mong muốn thì ngài lại đỏ mặt tía tai mà phán cho tôi một câu, nói tôi không phải phúc của quốc gia và dân chúng. Bây giờ tôi có thể trịnh trọng nói với giáo sư Trình rằng, nói đến cuối, Hạ Tưởng không khỏi có chút kích động. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Hy Học, gần từng tiếng nói. Tôi từ huyện Bá đến tổ cải tạo thôn nội đô thành phố Yến, rồi tới huyện An đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện trong 2 năm, hiện nay thì ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến gần được 1 năm. Tôi đến chỗ nào, tuy không dám nói là đã cống hiến cho dân cho nước to lớn đến cỡ nào nhưng tôi có thể đứng trước mặt Phó Thủ tướng Triệu, Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm mà nói một câu xuất phát từ đáy lòng. Tôi, Hạ Tưởng luôn dùng hết khả năng của mình vì nước vì dân, tuyệt đối không tư lợi. Tôi có thể mời giáo sư Trình đến những nơi mà tôi đã từng công tác để hỏi thử xem có bao nhiêu người nói Hạ Tưởng tôi là quan tham, là một tên quan liêu chỉ nói láo không biết làm việc. Nếu thật sự có như vậy thì tôi cam lòng chấp nhận mọi xử phạt từ Phó Thủ tướng Triệu, Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm. Cuối cùng Hạ Tưởng bùi ngùi mà lại mạnh mẽ nói một câu. Thưa Đại giáo sư Trình, những gì mà ngài đã làm khiến cho tôi hiểu được một đạo lý, chính là giữa thanh danh và danh vọng chỉ khác nhau có một chữ nhưng người có thanh danh chưa chắc là người đã có danh vọng, giữa hai cái thì khác nhau một trời một vực. Câu nói cuối cùng của Hạ Tưởng chẳng khác nào là một cái tát vang giòn vào mặt của Trình Hy Học. Trình Hy Học ngồi trên ghế há hốc miệng không nói ra lời, ra sức chống tay lên bàn muốn đứng lên nhưng lại không đứng nổi. Vẻ mặt của ông ta vừa uể oải, tủi nhục, xót xa, phẫn uất, bất đắc dĩ, lại còn xấu hổ. Vô số những trạng thái tâm trạng khác nhau xuất hiện dồn nén trong lòng nhưng không phát tác ra ngoài được khiến ông ta cảm thấy trước mắt mình là một màu đen, suýt chút nữa là không trụ nổi mà té xỉu xuống đất. Cả một bầu không khí im lặng bao trùm, nếu không có sự hiện diện của Triệu Tuyền Tân thì ở đây đã sớm nổ ra một tràng pháo tay như sấm rồi, nhưng vẻ mặt của Triệu Tuyền Tân lại tức giận. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng không nói gì, tất cả mọi người không dám dục dịch, e sợ sẽ châm ngòi nổ trong lúc này. Bọn họ vừa cảm thấy hả giận lại lo lắng thay cho Hạ Tưởng, lo rằng dưới cơn thịnh nộ của Triệu Tuyền Tân thì không chừng Hạ Tưởng cũng sẽ bị vạ lây. Một lát sau, cuối cùng Triệu Tuyền Tân cũng đứng lên, vẻ mặt tức giận nói. Tuy rằng đồng chí Hạ Tưởng nói rất có lý nhưng thân là người trẻ tuổi theo lý phải có thái độ tôn trọng giáo sư Trình.
lời nói của cậu có phần hơi quá rồi, không được tốt cho lắm. Người trẻ tuổi thì không nên quá kiêu ngạo, có một số việc phải có chừng có mực, không nên hăng quá hóa dở. Tốt rồi, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời nói của Triệu Tuyền Tân xem ra không nhẹ cũng không nặng, hợp tình hợp lý nhưng cũng không có sự thiên vị Trình Hy học. Phó Thủ tướng đã lên tiếng dạy bảo, Hạ Tưởng chỉ có thể chấp nhận, cúi đầu nói. Phó Thủ tướng phê bình tôi rất đúng, quả thật tôi đã hơi kích động, tuổi trẻ mà kích động thì khó tránh khỏi có sự thất thố. Xin thành thật xin lỗi giáo sư Trình, hy vọng sau này có cơ hội thảo luận vấn đề với giáo sư Trình một cách bình tĩnh, hòa nhã. Đồng thời, tôi cũng hy vọng giáo sư Trình có thể công chính, công bình mà đối đãi với người và việc. Nói lời xin lỗi, nhưng trong đó Hạ Tưởng còn có ý không phục Trình Hy học. Triệu Tuyền Tân liền hừ một tiếng nói. Xem ra cuộc thảo luận ngày hôm nay nên chấm dứt tại đây. Thạch Sinh, Duệ Hằng, tôi nghĩ buổi hội nghị chiều nay không cần phải mở ra nữa, bây giờ nên quay trở về. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều lên tiếng giữ lại và nói những lời khách sáo nhưng Triệu Tuyền Tân cũng không nghe, nhất mực phải đi, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đành tiễn Triệu Tuyền Tân ra về. Hai người cũng nhìn thấy được Triệu Tuyền Tân cố ý làm ra bộ dạng của một phó thủ tướng cho Trình Hy học xem mà thôi. Một phó thủ tướng tuyệt đối sẽ không vì một cán bộ cấp cục nho nhỏ mà tức giận, đây chỉ là trình diễn cho người khác xem thôi. Nhưng Triệu Tuyền Tân luôn có thái độ phản đối việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng không ôm hy vọng về chuyến viếng thăm của Triệu Tuyền Tân sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, bọn họ cũng không để ý gì đến sự tức giận của phó thủ tướng, cũng không đến mức quá lo lắng phó thủ tướng sẽ làm gì bọn họ. Tuy nhiên, hôm nay Hạ Tưởng lại mượn việc phản bác lại Trình Hy học để báo cáo về đợt công tác thứ hai của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, khiến trong lòng hai người đều rất vui vẻ. Theo như lời Hạ Tưởng nói thì đã có một vài xí nghiệp thành công thay đổi chế độ xã hội, trên cơ bản có thể báo hiệu sự thành công của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Và lại Trình Hy học đã chỉ trỏ về việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp trên nhật báo của quốc gia. Hôm nay, trước mặt bọn họ, ông ta lại bị Hạ Tưởng phản bác đến mức không còn lời nào chống đỡ được. Phạm Duệ Hằng còn đỡ một chút chứ Diệp Thạch Sinh thì cảm thấy hãnh diện. Từ lúc Trình Hy học phát động cuộc luận chiến đến nay thì cảm thấy không vui chút nào, nhưng bây giờ lại cảm thấy thần thái sảng khoái, là một niềm vui từ trước đến nay chưa từng có. Trong nội tâm ông ta liền bật lên tiếng cười vui sướng. Nhất là những lời nói phản bác liên tiếp của Hạ Tưởng vào lúc cuối đã nói lên tâm trạng căm thù Trình Hy học đến tận xương tủy của Diệp Thạch Sinh. Ông ta chẳng những không cảm thấy khó chịu trước những lời lẽ kích động của Hạ Tưởng mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì đã khiến cho Trình Hy học á khẩu, không nói nên lời. Hơn nữa, ông ta còn thấy vui vì thấy được tính tình đích thực của hắn. Diệp Thạch Sinh liền quyết định, mau chóng công bố ra bên ngoài tin vui Tỉnh Yến đạt được thành công trong việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đồng thời cũng sẽ cho triển khai nhóm thành phố thí điểm thứ hai, và cũng cố gắng hết sức để trong thời gian ngắn nhất hoàn thành việc bố trí nhóm thành phố thí điểm thứ hai. Cứ như vậy thì trong vòng 2 năm nếu nền kinh tế tổng thể của Tỉnh Yến có thể phát triển đi lên thì bước tiếp theo cho dù ông ta không thể lên chức phó thủ tướng thì cũng có thể là một ủy viên của Quốc hội. Nghĩ đến điều này, Diệp Thạch Sinh mặt mày hớn hở, không để ý gì đến việc Triệu Tuyền Tân phất tay áo bỏ đi, trong mắt Diệp Thạch Sinh giờ này chỉ có vẻ mặt không cam lòng và tức giận của Trình Hy học cộng với dáng vẻ cô đơn, chán nản của ông ta. Hạ Tưởng đứng giữa đám người, nhìn theo Triệu Tuyền Tân và Trình Hy học rời đi. Hắn thừa nhận hôm nay hắn có hơi kích động, hắn tức giận Trình Hy học bởi vì ông ta không chịu buông tha cho hắn, hắn đã nói vài câu không nên nói trước mặt Triệu Tuyền Tân là vì hắn không có ấn tượng gì tốt với Triệu Tuyền Tân. Chủ yếu là vì chính sách sản nghiệp hóa giáo dục do Triệu Tuyền Tân đưa ra, về sau này càng ngày càng xuất hiện nhiều hậu quả nghiêm trọng làm cho rất nhiều người không kham nổi chương trình đại học. Mà đại học lại đào tạo một đám sinh viên tốt xấu lẫn lộn khiến cho những người sinh viên thật sự lại không được công nhận sức lao động của mình. Chương 502, thành công rầm rộ. Tuy rằng không thể nói sản nghiệp hóa giáo dục của Triệu Tuyền Tân là sai. Hắn chỉ là người chấp hành chứ không phải người quyết định, nhưng trong quá trình chấp hành hắn luôn uốn cong thành thẳng, gián tiếp thúc đẩy để có tác dụng lớn hơn nữa. Chẳng qua mỗi người đều chỉ là một bọt sóng nhỏ trên dòng sông lịch sử. Tuy nhiên có người lại ảnh hưởng sâu nặng đến tiến trình lịch sử nhiều hơn một chút, có người lại không chịu nổi một tí gợn sóng. Chính Triệu Tuyền Tân đã khơi dậy một đợt sóng cản trở lớn. Cách tiến hành chính sách sản nghiệp hóa giáo dục chủ yếu chỉ tập trung ở hai điều.
Thứ nhất là khuếch trương quy mô của trường đại học, thứ hai là tăng học phí. Thế nhưng hai điểm trên lại làm cho chất lượng sinh viên giảm xuống, đồng thời lại khiến cho những sinh viên ưu tú thuộc gia đình nghèo khó phải dừng bước trước cánh cửa trường đại học vì học phí tăng quá cao. Hạ Tưởng đã chính mắt thấy sản nghiệp hóa giáo dục từ khi bắt đầu mở rộng thì được ca tụng trên cả nước, tuy nhiên về sau lại làm cho sinh viên khó có thể tìm việc làm và các thí sinh dự thi vào các trường đại học bắt đầu có sự giảm sút rõ rệt theo từng năm. Một hậu quả nghiêm trọng khác của sản nghiệp hóa giáo dục chính là học thuật hủ bại, nảy sinh ra những con người giống như Trình Hy Học đều là giáo sư giả tạo khiến cho xã hội đang từ tôn sùng các vị học giả mà biến thành khinh thường, thậm chí là bè bỉu. Xét cho cùng sản nghiệp hóa giáo dục làm cho các trường đại học, cao đẳng không hề lấy việc giáo dục con người làm chính mà ngược lại đều tranh nhau ai là người kiếm tiền nhiều nhất, ai là người thu phí cao nhất v.v. Trong một khoảng thời gian ngắn, đạo đức bị mất hết, sinh viên không còn tôn sư trọng đạo nữa, chỉ biết tìm cách kiếm tiền, có tiền lấy lòng các giáo sư giảng dạy thì việc lấy chứng chỉ tốt nghiệp là vô cùng dễ dàng. Nếu không có tiền, không đóng nổi học phí thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Trong các trường đại học chỉ biết đến tiền thì những người thật sự có lòng với nghiên cứu học thuật thì đã ít lại càng ít, cho nên về sau sẽ xuất hiện hiện tượng giả danh học giả. Có người dùng tiền để mua bằng đại học nước ngoài giả. Sau bị người khác tố giác thì thẹn quá hóa giận thuê giang hồ đánh người, mà những người này đều là viện trưởng viện nghiên cứu các trường đại học, giáo sư, bác sĩ trưởng khoa, tiến sĩ, nhà nghiên cứu khoa học v.v. Toàn là những tên tuổi có tiếng trong xã hội. Danh vọng và thanh danh chỉ khác nhau một chữ nhưng lại khác nhau một trời một vực. Đại đa số những người có thanh danh nhưng lại có một khoảng cách xa với danh vọng, có thể nói đây một sự chua xót của xã hội. Hạ Tưởng cũng biết mình có thành kiến với Triệu Tuyền Tân thì cũng thật bất công, nhưng thứ nhất là vì sự việc sản nghiệp hóa giáo dục của ông ta đã làm cho nền giáo dục một phen long trời lở đất. Hai là hôm nay ông ta đã trợ giúp cho Trình Hy Học đã khiến Hạ Tưởng nhớ lại ký ức đời sau, Trình Hy Học chính là một nhân vật hủ bại trong giới học thuật, hai người kết hợp với nhau thì Hạ Tưởng lại có một chút khẳng khái. Tuy nhiên hắn cũng biết. Cho dù giọng điệu của ông ta có chút gượng gạo nhưng đường đường là một phó thủ tướng cũng sẽ không để mắt đến một cán bộ cấp phòng như hắn. Dù sao thì phó thủ tướng bận trăm công ngàn việc, đối với một chuyện nhỏ như của hắn thì quay lưng sẽ quên ngay, cho dù không quên thì một phó thủ tướng lại không thể nào gây khó dễ với một trưởng phòng, như vậy sẽ đánh mất thân phận. Sau khi tiễn một hàng người phó thủ tướng Triệu ra về, tuy ngoài mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy vẫn im lặng nhưng việc khẩu chiến giữa Hạ Tưởng và Đại giáo sư Trình đã âm thầm lan truyền ra ngoài. Có người thì tán thưởng việc Hạ Tưởng dám đối mặt với Trình Hy Học nhưng cũng có người lại không cho rằng những gì Hạ Tưởng đã làm là đúng. Họ cho rằng việc hắn gây náo động chắc chắn là sẽ không để lại ấn tượng tốt cho Phó Thủ tướng Triệu, cũng sẽ khiến cho Bí thư Diệp và Chủ tịch Phạm càng thêm khó xử. Hạ Tưởng cũng không có hứng thú nghe những lời đồn đại trên. Hắn cũng không có chút đắc ý với thắng lợi vừa rồi, cũng như không lo lắng Bí thư Diệp sẽ vì vậy mà bất mãn với hắn. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc của Diệp Thạch Sinh, lĩnh hội tinh thần chỉ thị của Bí thư Diệp. Tinh thần của Diệp Thanh Sinh sục sôi, trong toàn bộ cuộc chuyện trò vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười. Tiểu Hạ, việc tranh luận trong ngày hôm nay so với việc luận chiến trên các tờ báo thì phấn khích gấp 10 lần. Thật là tốt, chẳng những đã khiến cho Trình Hy Học không còn lời nào để nói. Ngay cả Phó Thủ tướng Triệu cũng không còn tâm tư nào để ra chỉ thị cho việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến mà đã vội vàng ra về. Hơn nữa, việc cậu làm ngày hôm nay cũng xem như là đã báo cáo công việc cho tôi và Duệ Hằng. Vừa rồi, tôi và Duệ Hằng đã trao đổi ý kiến với nhau và nhất trí thành tích của tổ lãnh đạo là rất tốt. Đồng thời việc làm của đồng chí Hạ Tưởng rất đáng tuyên dương. Được Bí thư tỉnh ủy đề xuất khen ngợi là một dịp hiếm có, Hạ Tưởng có hơi kích động. Chờ sau khi quảng cáo của nhà máy rượu Tương Đài được phát sóng, cùng với việc góp vốn thực hiện nhà máy năng lượng mặt trời tại thành phố Bảo, các phương tiện truyền thông của tỉnh Yến đều phải ra sức tuyên truyền, rầm rộ công bố chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã đạt được thành công như mong muốn, sắp tới sẽ tiếp tục trình lên nhóm thành phố thí điểm thứ hai. Tiểu Hạ, cũng đừng vì một chút thành tích mà tỏ ra đắc chí, con đường phía trước còn rất dài lâu, khó khăn cũng còn rất nhiều, chúng ta chỉ mới đi được một bước đầu tiên. Vẫn còn các thành tích lớn hơn đang chờ chúng ta gặt hái và còn có những khó khăn lớn đang chờ chúng ta vượt qua. Tôi tin rằng, cũng sẽ có những cương vị quan trọng hơn cần có sự góp mặt của cậu. Hạ Tưởng vốn đang ngồi trên ghế sofa, nghe xong những lời này thì vẻ mặt nặng trĩu, đứng lên nói. Tôi xin nhớ rõ những lời dạy của Bí thư Diệp,
chỉ có 2 thành phố được thí điểm thành công, so với toàn bộ tỉnh Yến có 11 thành thị thì vẫn chưa đến 1/5, thành tích đạt được rất nhỏ, còn cần phải cố gắng thêm mở rộng ra toàn tỉnh. Tôi nhất định sẽ không kiêu ngạo, không nóng vội và sẽ luôn hoàn thành những công việc mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã giao phó. Diệp Thạch Sinh gật đầu một cách hài lòng, không chút để ý hỏi một câu. Tiểu Hạ năm nay mới 27 tuổi phải không? Vẫn còn rất trẻ, thời gian đảm nhận chức vụ này vẫn chưa đến 1 năm phải không? Thời gian có hơi ngắn, như vậy đến cuối năm hoặc sang năm nếu gặp thời cơ thích hợp thì cậu sẽ đến học tại trường Trung ương Đảng một thời gian. Ồ, tôi quên mất cậu là học sinh của Lão Cốc, nhưng nhanh nhất thì cậu cũng phải mất hơn 1 năm mới có thể lấy bằng nghiên cứu sinh. Tốt lắm, thời gian vẫn còn kịp. Cụ thể là cái gì còn kịp thì Diệp Thạch Sinh sẽ không nói ra. Duy trì sự đúng mực trong nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo mà không đi xa hơn, để lại cho cấp dưới một ấn tượng và cũng thể hiện ân huệ của một cấp trên. Hạ Tưởng vừa quay trở lại phòng làm việc thì hắn phát hiện ra nhân viên của phòng tổng hợp 1 và 2 đang tụ tập lại một chỗ, hắn vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy những tiếng hoan hô long trời lở đất. Mọi người trong tổ lãnh đạo đều là lần đầu tiên nghe bài nói chuyện ném đá dấu tay của Trình Hy Học. Mới biết được lời đồn Hạ Tưởng làm náo động ở hội trường Đại học Trung Sơn hóa ra có những nguy cơ bên trong còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần so với những lời đồn đại. Hôm nay có thể tận mắt chứng kiến sự cay nghiệt và không hề có thiện ý của Trình Hy Học thì mọi người mới hiểu được, nếu đổi ngược là bọn họ khi đối mặt với sự công kích của Trình Hy Học thì chắc chắn là sẽ bị thua. Đừng nói là có thể làm rạng danh cho tổ lãnh đạo, nếu không bị thất bại thảm hại và mất mặt thì đã phải cảm ơn trời đất rồi. Trải qua chuyện này, Hạ Tưởng đã trở thành trợ thủ đắc lực trong mắt Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, đồng thời cũng trở thành anh hùng trong cảm nhận của toàn thể thành viên tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng nói nửa đùa nửa nghiêm túc để khiến tất cả mọi người trở về làm việc của mình. Hắn vào đến phòng làm việc, vừa mới đặt mông ngồi xuống thì điện thoại đã reo lên. Là Phạm Tranh gọi đến, ngay câu đầu tiên đã nói. Đáng tiếc là tôi không có mặt ở đó, nếu không tôi cũng phải ngửa mặt lên trời mà cười to một phen. Trình Hy Học cũng có ngày hôm nay. Nhớ tới ông ta tôi cảm thấy rất tức tối, đường đường là một giáo sư dạy học nhưng lại không lo giảng dạy giáo dục mà lại nhúng tay vào chính trị, nếu muốn nhúng tay thì cũng đừng đối nghịch với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến chứ. Ông ta không biết ở tỉnh Yến có 3 kiếm khách sao? Không biết là có Phạm Tranh tôi trấn thủ thì không được diễu võ dương oai à? Hơ hơ, đương nhiên với tình hình này thì không cần tôi phải ra tay. Chỉ cần sư đệ Hạ Tưởng của tôi ra tay thì cũng đủ để ứng phó với lão ấy. Hạ Tưởng liền bật cười, mắng gã vài câu rồi cúp máy. Sau đó điện thoại liên tục reo không ngừng, điện thoại của Lão Cao, Lão Cốc, Cao Tấn Chu V.V. Khiến cho Hạ Tưởng không trả lời kịp. Ngay sau đó lại là điện thoại của Mai Thái Bình, Tống Triều Độ, Tiền Cẩm Tùng và Trần Phong gọi tới chúc mừng và nói đùa vài câu. Trong nhất thời, phòng làm việc của Hạ Tưởng trở thành đường dây nóng của tỉnh Yến. Nếu có nhân viên nào làm công tác thống kê sẽ giật mình phát hiện, gần như tất cả những nhân vật quan trọng của tỉnh Yến đều gọi điện thoại đến phòng làm việc của Hạ Tưởng trong một khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, điện thoại của tỉnh ủy và thành ủy cũng rất bận rộn, đồng thời cũng có một đường dây nóng riêng để thông báo tin tức. Thôi Hướng, Mã Tiêu đều đang cùng trò chuyện, thảo luận biện pháp đối phó với Phó Tiên Phong và Đàm Long. Bọn họ sau khi nghe được tin tức về Trình Hy Học thì Phó Tiên Phong cảm thấy khiếp sợ. Còn Đàm Long thì lo lắng, tuy nhiên Thôi Hướng thì ngược lại đã điềm tĩnh hơn trước, không còn tỏ ra cuống lên mà kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của Phó Tiên Phong. Khác với sự sốt ruột của Mã Tiêu thì Phó Tiên Phong tuyệt không vội vã công bố mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạ mà vẫn cho rằng thời cơ chưa đến thì chưa thể hành động, Phó Tiên Phong nói. Theo như tin tức đáng tin cậy thì Liên Nhược Hạ sắp về nước rồi. Chờ khi cô ấy quay về thì mới tìm cơ hội thích hợp. Bây giờ cứ để cho Hạ Tưởng nở mày nở mặt đi. Hơn nữa, với thành tích mà hắn đạt được thì cũng có lợi. Mã Tiêu không hiểu ý của ông ấy, chỉ có Thôi Hướng là hiểu được ý tứ trong lời nói của Phó Tiên Phong liền nói. Tiên Phong nói cũng đúng. Bước tiếp theo thành phố Yến sẽ được chọn vào nhóm thành phố thí điểm thứ hai, đến lúc đó có thể cùng một lúc có được sự ủng hộ về chính sách và tài chính. Nền kinh tế của thành phố Yến được phát triển thì một phó bí thư như Tiên Phong cũng có được một phần công lao. Thôi Hướng cân nhắc từ các phương diện tổng hợp và cũng biết hiện nay chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đang có chiều hướng phát triển, đồng thời cũng tỏ vẻ ủng hộ thành phố Yến trở thành thành phố thí điểm. Trong nháy mắt, đã đến ngày 15 tháng 9,
Vào giờ quảng cáo vàng trên đài CCTV đột nhiên xuất hiện một thay đổi kinh ngạc, mẫu quảng cáo dầu gội đầu ban đầu không ngờ bị loại bỏ, thay vào đó là mẫu quảng cáo về nhà máy sản xuất rượu tương đài của thành phố Đan Thành mà chưa ai biết đến. Đối với một số người thì đây là lần đầu tiên được nghe nói đến loại rượu tương đài, nhưng đối với một số bợm rượu thì mẫu quảng cáo rượu tương đài xuất hiện trên CCTV một lần nữa nhắc lại hồi ức xa xưa, khơi gợi lại con sâu rượu trong bụng của họ, liền vội vàng chạy ra ngoài mua hai chai rượu tương đài được đóng gói hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, mục luận chiến của tờ Nhật báo Tỉnh Yến vốn sắp tan biến theo mấy khói thì trong một đêm lại có bài phát biểu của kiếm khách. Bài viết đã trình bày và phân tích một cách tỉ mỉ về cái lợi của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, và từ lúc đưa ra thực hiện đến nay đã mang đến những thay đổi lớn cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo. Đồng thời liệt kê những dự án du lịch văn hóa và những thành công trong việc thay đổi chế độ xã hội của nhà máy sản xuất rượu tương đài. Tỉ mỉ xác thực và chú trọng tuyên truyền dự án du lịch văn hóa cùng với tình hình hiện tại và tương lai của nhà máy rượu tương đài. Bài viết của Hạ Tưởng lấy việc giới thiệu thành tích là chính rồi nói đến những tranh cãi trong khoảng thời gian trước đó. Ở đoạn kết của bài viết có nói đến nhận xét về cuộc tranh luận trong chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Cho dù là xuất phát từ mục đích nào mà hoài nghi về chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến cùng với năng lực của tổ lãnh đạo, nếu căn cứ trên tinh thần tham khảo học thuật thì còn làm cho người ta có sự tôn kính. Còn nếu là vì tư lợi cá nhân mà không để ý đến tiếng nói của đại đa số người dân, và không màn đến sự cạnh tranh công bằng trên quy luật thị trường, chỉ biết phản đối và công kích thì chẳng những đã làm xấu đi tinh thần chân chính của giới học thuật mà còn làm tổn hại đến hình tượng của những nhà học giả chân chính, rất bất lợi cho việc duy trì tinh thần độc lập và công chính trong học thuật. Hiện tại, có rất nhiều lý do để chứng minh rằng việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến là phù hợp với quy luật của lịch sử, phù hợp với lợi ích của đại đa số quần chúng. Cách nói của Nghiêm Tiểu thì khiêm tốn hơn một chút. Thành công của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đã chứng minh một chân lý. Sự thật luôn luôn thắng những biện luận, bất cứ sự suy đoán và những kết luận không có căn cứ đều không thể trụ được lâu, đều là lý thuyết suông. Các học giả chuyên môn phải tiếp xúc với quần chúng nhiều hơn, đi sâu vào quần chúng để tìm hiểu xem quần chúng đang nghĩ gì, làm gì thì mới có thể làm tốt công việc học vấn, áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Nếu lời nói của Nghiêm Tiểu thì làm bẽ mặt một cách dịu dàng thì lời nói của Phạm Tranh lại làm mất mặt một cách trực tiếp vang dội hơn. Một số người nên cảm thấy hổ thẹn với danh hiệu học giả của mình. Đã làm như không thấy được thành tích của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà còn cố ý đâm bị thóc, chọc bị gạo, nói xấu những chính sách có lợi cho dân chúng, chẳng những gây khó dễ mà còn trăm phương ngàn kế tiến hành truy sát. Tôi muốn hỏi các nhà chuyên môn một chút. Giữa lợi ích cá nhân của các vị với lợi ích của quần chúng thì tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn lợi ích của quần chúng là sai hay sao? Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã đụng chạm đến các vị và lợi ích của các tập đoàn có lợi ở phía sau các vị thì các vị liền lập tức nhảy ra muốn bóp chết chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Các vị hãy để tay lên ngực tự hỏi xem thân là học giả thì có phải mình đã chạy theo cái lợi trước mắt hay không? Có hổ thẹn với danh hiệu những nhà chuyên môn hay không? Bài báo của ba người đồng thời xuất kích, lại một lần nữa làm chấn động cả tỉnh Yến, và một lần nữa có hiệu quả lan truyền rộng rãi. Chẳng những mắng xối xả vào các nhà học giả chuyên môn mà còn khiến cho bọn họ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa, bởi vì Hạ Tưởng có ý dẫn dắt nên dự án du lịch văn hóa và nhà máy rượu tương đài của thành phố Đan Thành đã đồng thời xuất hiện trước tầm mắt của dân chúng, đã mượn sự ra tay của các kiếm khách mà nhà máy rượu tương đài và du lịch văn hóa tại tỉnh Yến mới có được thành công. Nhất là vào buổi tối hôm đó đài truyền hình tỉnh Yến lại phát chương trình tuyên truyền của chính quyền thành phố Đan Thành. Mượn dự án du lịch văn hóa để gắn chặt với việc quảng bá nhà máy rượu tương đài, một lần nữa đã tạo cho người dân có ấn tượng sâu sắc đối với dự án du lịch văn hóa và rượu tương đài. Ngày hôm sau, tờ Nhật báo Quốc gia đã xuất hiện bài viết của Lão Cao và Cao Tấn Chu phân tích tỉ mỉ về việc thành công như mong đợi của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, và cho ra một kết luận, tỉnh Yến là một tỉnh đất liền. Không hề có những điều kiện thuận lợi của một vùng duyên hải nhưng cũng đã đạt được thành công như mong muốn, đã nói rõ một điều là chỉ cần có chính sách đúng đắn, chỉ cần chính phủ có đủ quyết tâm, chỉ cần chọn đúng người chấp hành, và người chấp hành một lòng vì công việc thì tất cả các tỉnh đất liền khác cũng đều có khả năng thành công. Như tỉnh Yến, cùng một ngày, Cốc Nho cũng đã có một bài phát biểu tại báo Thanh Niên, cùng hô ứng với bài viết của Lão Cao và Cao Tấn Chu. Vốn là lãnh đạo ở trên cũng có người lên tiếng không cho phép phát biểu những bài viết mang tính tranh luận như vậy,
nhưng sau khi lão Cao ra mặt thì bài viết cũng đã được phát hành đúng hạn. Ngày hôm sau, tỉnh Yến đã tổ chức một cuộc họp báo, rầm rộ tuyên bố việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ở giai đoạn thứ hai đã đạt được thành tích như mong muốn. Ngày thứ ba, tại thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đồng thời cũng tổ chức cuộc họp báo, cũng rầm rộ tuyên bố về việc được chọn làm nhóm thành phố thí điểm đầu tiên của tỉnh Yến và được hướng dẫn thực hiện chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nên nền kinh tế của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đã có sự điều chỉnh rất tốt. Đồng thời thu hút được vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước, thay đổi chế độ xã hội, đạt được thành tích to lớn. Trong cuộc họp báo tại thành phố Đan Thành, thị trưởng Vương Thiếu Mẫn nhấn mạnh vào thành công của dự án du lịch văn hóa, cùng với việc sau khi thay đổi chế độ xã hội của nhà máy rượu Tương Đài đã nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng và trở nên nổi tiếng trong một khoảng thời gian ngắn, có hy vọng trở thành một thương hiệu nổi danh tại thành phố Đan Thành. Hơn nữa thành phố Đan Thành cũng tự tin có thể tạo ra một xí nghiệp sản xuất rượu trắng nổi tiếng của riêng mình. Cuộc họp báo tại thành phố Đan Thành chẳng những mời rất nhiều giới truyền thông tại tỉnh Yến mà giới truyền thông tại Bắc Kinh cũng đến tham dự không ít, tạo nên một khung cảnh chưa bao giờ có ở tỉnh Yến. Tương tự, thành phố Bảo cũng tổ chức cuộc họp báo. Thị trưởng Nhậm Khánh Chi cũng nhấn mạnh vào chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã mang đến tin tức tốt lành. Bởi vì dưới sự dẫn dắt đúng đắn của tổ lãnh đạo mà trong thời gian nửa năm ngắn ngủi thành phố Bảo đã thu hút được hơn 1 tỷ rưỡi đô la của công ty Kodak và 500 triệu đô la của công ty Tối Nhật Quang, tổng cộng là có 2 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài. Công ty Kodak còn đầu tư vào kỹ thuật, đồng thời trong năm sau sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất máy ảnh kỹ thuật số ở thành phố Bảo. Công ty Tối Nhật Quang thì đầu tư vào sản phẩm năng lượng mặt trời, chẳng những có kỹ thuật tiên tiến mà còn là nguồn năng lượng sạch, là xu thế phát triển năng lượng trong tương lai. Ở phương diện bảo vệ môi trường và trân trọng nhân loại, cùng với việc tận dụng tất cả các nguồn năng lượng sạch, có thể nói thành phố Bảo đã đứng hàng đầu cả nước. Đồng thời, Nhậm Khánh Chi còn chính trọng tuyên bố, thành phố Bảo tuyệt đối nghiêm túc trong việc bảo hộ thương hiệu quốc hữu. Cho dù là Kodak đầu tư hay công ty Tối Nhật Quang đầu tư thì vẫn ký kết hiệp nghị dưới hình thức bảo vệ hết mức có thể các thương hiệu quốc hữu để không bị thâu tóm. Đã làm bẽ mặt một người nào đó ở Bắc Kinh một cách trắng trợn. Ánh đèn flash không ngừng chớp lên, câu hỏi liên tục được đưa ra. Nhậm Khánh Chi đúng là ngồi mắt ăn bát vàng, cả đời ông ta không hề có nhiều chiến tích nhưng giỏi nhất là về đấu tranh chính trị và nói những lời nói suông, khách sáo. Ông ta thao thao bất tuyệt với giới truyền thông, dùng những lời lẽ sắc bén mà nhằm vào một số người đã chỉ trích, phê phán và cười nhạo vào kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Sau đó, cũng không quên tuyên truyền tình hình hiện tại của nhà máy ô tô Vạn Lý và nhà máy Giao Ngâm. Tóm lại, cho dù là cuộc họp báo tại thành phố Đan Thành hay là thành phố Bảo thì cũng đều là những cuộc họp báo thành công, thiết lập nền tảng cho sự thành công lớn của hai thành phố thí điểm đầu tiên của tỉnh Yến. Không lâu sau, Hà Đông Thần đã đích thân gọi điện thoại chúc mừng Diệp Thạch Sinh. Trong lúc tỉnh Yến đang rầm rộ tuyên bố về thành công của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, theo sau là sự tuyên truyền của giới truyền thông tỉnh Yến và Bắc Kinh thì phe phái của Trình Hy Học lại im ắng, không lời nào đáp lại. Ngay cả những giáo sư chuyên môn của tỉnh Yến cũng lặng lẽ, không tiếp tục ứng chiến. Vậy cũng phải, thành tích của tỉnh Yến rõ như ban ngày, sự thật đã chiến thắng những biện luận, dù có ba hoa thì thành tích đã hiện ra trước mắt thì còn có thể nói cái gì nữa. Chương 503, mẹ con về nước. Trình Hy Học sau khi quay về Bắc Kinh rốt cuộc đã làm cái gì cũng không ai biết. Chỉ nghe thấy rằng đại giáo sư Trình từ tỉnh Yến trở về thì bị cảm cúm, khi sắp khỏi bệnh thì lại nghe tin thành phố Bảo và thành phố Đan Thành của tỉnh Yến đã tổ chức cuộc họp báo, nhất là sau khi xem xong nội dung cuộc họp báo của thành phố Bảo, bị Nhậm Khánh Chi nói những lời bóng gió, châm chọc khiêu khích khiến cho ông ta tức giận đến rơi cả tách trà, sau đó bị nhồi máu cơ tim lập tức được chuyển ngay vào bệnh viện. Nghe nói, ông ta nằm viện cả hơn nửa tháng vẫn không thấy khỏi bệnh. Bệnh ngoài thân thể thì có thể chữa được chứ tâm bệnh thì đúng là khó trị. Tỉnh Yến chú trọng vào việc tuyên truyền về thành công của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tạo nên ảnh hưởng rất lớn trên hai phương diện. Thứ nhất là có không ít tỉnh đất liền thấy được thành công của tỉnh Yến thì không khỏi hy vọng cho tỉnh mình, cũng đều lặng lẽ hoạch định bản chính sách điều chỉnh kết cấu kinh tế cho tỉnh mình. Thứ hai là trải qua một loạt công tác vận động và tuyên truyền, đã đem nhu cầu cấp bách trong việc khuếch trương tiếng tăm cho du lịch văn hóa và nhà máy rượu Tương Đài của thành phố Đan Thành, cùng với nhà máy ô tô Vạn Lý của thành phố Bảo, như đã bắn ra một phát súng lớn. Nhà máy ô tô Vạn Lý vốn đã có danh tiếng nên dựa vào việc tuyên truyền lần này thì hiệu quả cũng không mấy rõ ràng.
rõ rệt nhất chính là cung văn hóa những câu chuyện thành nữ và rượu tương đài của thành phố Đan Thành. Có thể nói trong một đêm đã lan truyền rộng khắp tỉnh Yến. Tiết kiệm được một số tiền quảng cáo đâu chỉ là mấy chục triệu. Nghiêm Tiểu Thì và Tề Á Nam mừng rỡ như điên, khi đã lĩnh hội được kế sách thần cơ diệu toán của Hạ Tưởng. Nhất là Tề Á Nam tỏ ra vô cùng khâm phục Hạ Tưởng, liền gọi điện thoại có nhã ý muốn tặng nhà và xe cho Hạ Tưởng. Nhà và xe Hạ Tưởng có không ít, Hạ Tưởng lái một chiếc Land Rover, còn Tào Thù Lê thì lái chiếc xe Audi. Nhà thì cũng đã có vài căn nhưng hắn không hề có lòng tham, không muốn dự trữ thêm vài cái. Tuy nhiên, thịnh tình của Tề Á Nam quả thật rất khó từ chối nên hắn yêu cầu tặng nhà và xe cho Phạm Tranh. Nhất cử lưỡng tiện, Phạm Tranh nhận được sự ưu đãi này sẽ vô cùng cảm kích hắn cũng như là Tề Á Nam. Hắn cũng trở thành một người tốt. Tề Á Nam liền cung kính không bằng tuân mệnh, tặng cho Phạm Tranh một căn nhà rộng 120m² và một chiếc xe ô tô trị giá 500 ngàn. Sau khi nhận được quà tặng, Phạm Tranh rất vui mừng mà gọi điện thoại cho Hạ Tưởng bày tỏ lòng biết ơn, nói. Giữa chúng ta cũng đừng khách sáo quá, nhưng Á Nam đã có lòng thì tôi cũng không thể từ chối, sau này sẽ nói với ba tôi chiếu cố về chính sách một cách thích đáng. Đừng có lộ liễu quá là được rồi, mấu chốt không phải là ở chính sách mà là phải có được hiệu quả và lợi ích trên thị trường, phải có sự giao lưu về tình cảm. Hạ Tưởng không muốn quan hệ giữa hắn và Tề Á Nam chỉ đơn giản là quan hệ giao dịch giữa tiền và quyền. Đối với Tề Á Nam, hắn cũng hy vọng về sau sẽ có một tình bạn đôi bên cùng có lợi. Lễ Quốc Khánh năm 2002, Hạ Tưởng đã có được một kỳ nghỉ thật thoải mái, nhàn rỗi. Hắn và Tào Thù Lê trước tiên là trở về Đan Thành một chuyến. Nghe tin Tào Thù Lê mang thai, vợ chồng Hạ Thiên Thành không khỏi tỏ ra vui mừng. Trương Lan vội trước vội sau. Việc gì cũng không cho Tào Thù Lê làm sợ cô mệt. Tào Thù Lê không đồng ý nói. Mẹ, con đâu có yếu ớt như vậy. Hơn nữa con cảm thấy vận động nhiều ngược lại sẽ tốt hơn. Mỗi ngày cứ ngồi không tĩnh dưỡng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi. Mặc cho Tào Thù Lê nói cái gì thì Trương Lan cũng không cho cô vào bếp, và không cho cô làm bất cứ cái gì, mọi chuyện đều bắt Hạ Tưởng làm thay. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải nói. Được. Sau khi về anh sẽ thuê một bảo mẫu, em bây giờ đang trở thành động vật quý hiếm cần được bảo vệ rồi. Sau khi từ thành phố Đan Thành trở về, hai người lại tổ chức một chuyến dã ngoại đến khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam Thủy. Đường Sơn Thủy đã được khai thông, từ khu du lịch Tam Thạch đi xuống có thể nối thẳng tới khu du lịch Tam Thủy, vô cùng thuận tiện. Khu du lịch Tam Thạch bây giờ bất luận là quy mô, hiệu quả hay lợi ích đều tốt hơn so với trước khi đường Sơn Thủy được đưa vào sử dụng. Không kể đến khu du lịch Tam Thạch mà toàn bộ huyện An cũng phát triển không ngừng. Khi Hạ Tưởng và Tào Thù Lê lên trên núi không cẩn thận bị các đồng nghiệp trước đây nhận ra, bị gọi một tiếng, Phó Chủ tịch huyện Hạ, khiến cho không ít người đến vây quanh. Rất vất vả mới thoát khỏi vòng vây, Tào Thù Lê nhìn Hạ Tưởng như người không quen biết và cười nói. Không ngờ anh vẫn còn được việc đấy chứ. Hạ Tưởng chẳng những không khiêm tốn mà còn tự mình mèo khen mèo dài đuôi. Đâu có. Anh đâu chỉ là làm được việc mà anh còn làm không ít việc tốt. Cho em một ví dụ chứng minh xem. Tào Thù Lê tò mò hỏi. Hạ Tưởng đặt tay nhẹ nhàng lên trên bụng của cô, cười ha hả nói. Chỉ cần công phu thâm hậu thì cái bụng này sớm muộn gì cũng bị to lên. Anh! Sau ngày Quốc Khánh, tỉnh Yến bắt đầu làm báo cáo về nhóm thành phố thí điểm thứ hai. Nhóm thành phố thí điểm thứ hai có 4 thành phố. Hai thành phố có nền kinh tế phát triển là thành phố Yến và thành phố Tần Đường, hai thành phố có nền kinh tế lạc hậu là thành phố Chương Trình và thành phố Ân Trạch. Thành phố Yến và thành phố Tần Đường là hai thành phố có nền kinh tế phát triển xếp nhất nhì của tỉnh Yến, còn thành phố Chương Trình và thành phố Ân Trạch là hai thành phố có nền kinh tế được xếp cuối cùng. Điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng chính là thành phố Yến đã được đề danh, chẳng những đã dễ dàng qua ải trong nội bộ thành phố mà ở tỉnh cũng không có nhiều sự phản đối. Có thể nói là thuận lợi vượt quá sức tưởng tượng. Phải nói là thành phố Yến có thể dễ dàng trúng cử vào danh sách nhóm thành phố thí điểm thứ hai cũng là vì thành phố Yến và tỉnh đều đặt lòng tin vào triển vọng của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Và đều cho rằng sự gia nhập của tỉnh Yến chỉ có thể thành công chứ không có khả năng thất bại. Hạ Tưởng lại bắt đầu bận rộn. Thứ nhất là gấp rút thành lập phòng tổng hợp 3. Thứ hai là chuẩn bị nghênh đón Liên Nhược Hạm về nước. Liên Nhược Hạm đã quyết định giữa tháng 11 sẽ quay trở về nước. Hạ Tưởng rất mong chờ hai mẹ con họ,
không biết đứa nhỏ bây giờ đã lớn thế nào rồi. Phòng tổng hợp ba được thành lập cũng không gặp trắc trở gì. Trên cơ bản Hạ Tưởng giao công việc này cho An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm để hai người họ phụ trách tuyển chọn tinh binh mãnh tướng, phải có kiến thức chuyên nghiệp và năng lực hơn người nếu không đừng hòng vào được tổ lãnh đạo. Tổ lãnh đạo hiện giờ không còn giống như ngày xưa, lúc mới thành lập thì ai cũng né tránh, cho rằng đây là một bộ phận bị bỏ quên, tương đương như bị tù đày sau này sẽ không có tiền đồ. Bây giờ tổ lãnh đạo được sự trọng dụng của bí thư và chủ tịch tỉnh nên đẳng cấp cũng khác hơn, tất cả mọi người phải tranh giành nhau để được gia nhập. Kỳ lạ nhất là việc thành lập phòng tổng hợp 3, Thôi Hướng không hề có sự ngáng chân, không hề nhắc đến việc muốn đưa người của ông ta vào, im ắng đến nỗi như không có sự tồn tại của phó bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng biết rõ kẻ thù im lặng mới là kẻ thù đáng sợ nhất, giống như Trình Hy Học vậy. Trong thời điểm Trình Hy Học làm ầm ĩ lên thì rất dễ dàng phát hiện ra khuyết điểm của ông ta. Nhưng khi ông ta trầm lặng không nói gì thì ta lại không biết ông ta đang chủ tính âm mưu gì sau lưng. Hạ Tưởng hiện nay cũng không rảnh để bận tâm Thôi Hướng và Trình Hy Học đang âm mưu gì đằng sau. Sau khi phòng tổng hợp 3 thành lập, toàn bộ tổ lãnh đạo bắt đầu bắt tay vào công việc, tiến hành chỉ đạo việc nghiên cứu cho 4 thành phố thí điểm. Tuy nhiên, bởi vì quen việc dễ làm nên Hạ Tưởng không cần tự thân làm, hắn chủ yếu phụ trách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Yến, 3 thành phố còn lại thì giao cho những người khác trong tổ lãnh đạo phân công phụ trách. Đối với thành phố Yến, Hạ Tưởng sớm đã có phương án tổng quát, sẽ chờ khi nào có thời cơ thích hợp sẽ đề cập với Trần Phong và Hồ Tăng Chu. Trong nháy mắt đã đến giữa tháng 11, Hạ Tưởng lái xe đến sân bay Bắc Kinh để đón mẹ con Liên Nhược Hạm. Năm nay mùa đông đến sớm, vẫn chưa đến tháng 12 thì thời tiết đã lạnh đến kinh người. Đi được nửa đường, thì tuyết đã rơi và rơi mỗi lúc một nhiều, khi đến được Bắc Kinh thì đất trời đã phủ một màu tuyết trắng. Hạ Tưởng vẫn lái xe đi trong màn tuyết trắng nhưng không thể không lái với tốc độ chậm lại, cũng may hắn xuất phát sớm nên có thể đến kịp giờ máy bay hạ cánh. Nhìn tuyết rơi mỗi lúc một giây, hắn đột nhiên nhớ đến mùa đông tại huyện Bá năm đó. Vào mùa đông năm ấy tại huyện Bá, sau một trận mưa tuyết lớn, Liên Nhược Hạm lái xe từ Bắc Kinh đến huyện An mà không hề màn đến nguy hiểm, chạy dọc theo đường núi, mà lúc đó hắn còn hiểu lầm cô ấy. Vì vậy mà đã phá vỡ bức màn ngăn cách giữa hai người, khiến hai người nảy sinh tình cảm và có một sự khởi đầu. Hôm nay, trên đường đến sân bay Bắc Kinh để đón mẹ con Liên Nhược Hạm cũng vô tình là một ngày đầy tuyết. Từ tuyết mà nảy sinh tình cảm và đón chào nhau cũng trong mưa tuyết. Hạ Tưởng rất thích nhìn tuyết rơi, nếu không vội vã thì hắn cũng muốn xuống xe để đùa nghịch một chút với tuyết. Khi đến sân bay thì cũng đã giữa trưa, Hạ Tưởng tùy tiện tìm một quán nào đó ăn tạm bữa trưa, rồi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, chuyến bay đã hạ cánh. Hạ Tưởng lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng lo lắng. Hắn trông ngóng ở cửa ra kiên nhẫn chờ gần 10 phút, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng không phải là Liên Nhược Hạm mà là Vệ Tân. Vệ Tân bồng đứa bé và cũng đã nhìn thấy hắn nên vội vẫy tay. Sau bóng dáng của Vệ Tân chính là Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng bình thường, vẫn là thân hình thon thả và xinh đẹp. Cô mặc một bộ quần áo bó sát, toàn một màu đen, có vẻ rất khỏe khoắn và giỏi giang, nét mặt toát lên vẻ dạng người quen thuộc như ngày nào. Phong thái mê người vẫn không thay đổi, vẫn là một Liên Nhược Hạm quyến rũ và to gan. Hạ Tưởng bước về phía trước chào hỏi với Vệ Tân rồi đưa tay định bồng đứa bé nhưng bị Vệ Tân không chút do dự đẩy tay hắn ra, giận dữ nói. Không vệ sinh sạch sẽ thì không được bồng đứa nhỏ. Liên Nhược Hạm cũng bật cười. Đúng là cũng khó cho cô ấy. Cô ấy quan tâm đứa nhỏ còn hơn em nữa, người nào không biết cứ tưởng cô ấy là mẹ của đứa nhỏ. Hạ Tưởng đưa mắt nhìn Liên Nhược Hạm, xúc động nói. Trở về là tốt rồi. Đỡ phải ngày đêm suy nghĩ mong ngóng nữa, cảm giác nhớ nhung thật là mệt mỏi. Anh phát hiện ra rằng, khoảng cách càng xa thì nỗi nhớ lại càng nhiều. Chẳng lẽ nỗi nhớ cũng phụ thuộc vào khoảng cách sao? Liên Nhược Hạm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng nói. Nói bậy bạ, miệng lưỡi ngon ngọt. Sao em cảm thấy anh chín chắn hơn trước và có vẻ nam tính hơn? Khai thật đi, có đi lăng nhăng ở ngoài không? Vừa thấy mặt nhưng lại không có ôm hôn. Hỏi han hay bày tỏ tình cảm mà lại là thẩm vấn và chất vấn. Đúng là phong cách của Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Mặc cho nước chảy muôn ngã, anh vẫn chỉ uống một nguồn nước. Liên Nhược Hạm nhân lúc không ai chú ý mà nhéo nhẹ Hạ Tưởng một cái.
đã uống hai nguồn nước rồi mà còn mặt dày mày dạn nói là chỉ uống một nguồn nước. Đàn ông trên thế giới này đều giống nhau, nói dối không bao giờ biết đỏ mặt. Quá khen, quá khen. Hạ Tưởng mặt mày hớn hở, đưa tay ôm lấy Liên Nhược Hạm, đi theo sau vệ tân. Không ngờ đi được vài bước thì thằng bé mà vệ tân đang bồng liền kêu la, đưa tay đòi Liên Nhược Hạm bồng, tỏ vẻ bất mãn trước hành động thân mật của Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền bất mãn nói. Con trai hư, con ghen cái gì? Mẹ con là vợ của ba, ba là ba của con, có biết không? Dám bất mãn với ba là ba sẽ đánh con đấy. Liên Nhược Hạm liền đẩy Hạ Tưởng ra. Tránh ra nào, có người cha nào lại hung dữ với con mình không? Ngay cả vệ tân cũng vội vàng dỗ Ngô Liên Hạ. Hạ Hạ ngoan, đừng sợ nha. Ba của Hạ Hạ không cố ý dọa con đâu, ba của con là người tốt mà. Đứa bé mới 6 tháng tuổi thì làm sao biết ai là ai? Nó mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, vươn cánh tay nhỏ bé về phía Hạ Tưởng như muốn hắn bồng nó. Tâm can của Hạ Tưởng giống như đã bị xuyên thủng, không biết diễn đạt sự yêu thích của mình như thế nào, liền đưa tay đón lấy đứa bé từ tay vệ tân. Ôm lấy đứa con, hắn nhìn thấy được cái mũi giống Liên Nhược Hạm, đôi mắt thì giống hắn, cái lỗ tai cũng giống hắn, nhưng màu da thì đẹp như Liên Nhược Hạm. Tổng thể mà nói, nét mặt của đứa bé giống hắn nhiều hơn, đây chính là một Hạ Tưởng con. Hạ Tưởng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cảm thấy trên thế giới này không còn gì quan trọng hơn đứa bé này nữa. Trong mắt hắn bây giờ ngoại trừ đứa con ra thì không còn bất cứ người nào hoặc sự việc nào đáng để vướng bận nữa. Hạ Tưởng lúc này mới hiểu được câu, máu mủ tình thâm, huyết mạch tương thông, đây đúng là một thứ tình cảm thiêng liêng khiến cho người ta khó có thể dứt bỏ được. Hắn ôm lấy đứa con liên tục hôn vài cái rồi quay lại nhìn Liên Nhược Hạm nói. Chỉ dựa vào việc con nó chủ động đòi anh bế thì chắc chắn anh là ba của nó không chạy vào đâu được. Nói chưa dứt lời thì đã bị Liên Nhược Hạm đấm một cái vào eo, thẹn quá hóa giận nói. Anh chỉ có giỏi nói bậy, em và con có thèm nhận anh đâu. Hạ Tưởng vội vàng làm ra vẻ oan ức nói. Đừng hiểu lầm, anh nghe nói là người Mỹ xem người Trung Quốc chúng ta đều giống như nhau. Anh chỉ lo lúc em sanh ở bệnh viện, nếu chẳng may lúc ấy cũng có một phụ nữ Trung Quốc nào cũng sanh con, lỡ họ vụng về trao lộn con cho mình thì sao? Suy nghĩ của anh rất trong sáng và lương thiện mà em lại cứ hiểu sai về anh. Liên Nhược Hạm tỏ ra không phục, nói. Ai mà biết suy nghĩ xấu xa của anh muốn cái gì? Muốn gạt em hả? Đừng có mà hòng. Cả nhà hòa thuận vui vẻ bước ra khỏi sân bay, đi đến bãi đỗ xe. Hạ Tưởng không biết được rằng. Cách đó không xa có hai người đàn ông ngồi trong chiếc Audi màu đen đang dùng máy chụp hình không ngừng chụp lấy mọi hành động của hắn và Liên Nhược Hạm. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Hạ Tưởng liền cởi áo khoác mặc vào cho Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đã nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, khen Hạ Tưởng một câu. Không uổng công em sanh cho anh một đứa con, rốt cuộc cũng biết thương em rồi chứ. Hạ Tưởng cất giọng ngọt như mật nói. Sự thật là em vẫn luôn ở trong tim anh. Chẳng qua là em không biết mà thôi. Anh không nói không phải là anh không yêu em, anh không bày tỏ không có nghĩa là anh không biết yêu. Liên Nhược Hạm cười híp mắt, vui vẻ ra mặt. Thật hiếm thấy, quen anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe anh nói những lời ngọt ngào như vậy. Em nhớ là hình như vệ tân đã từng nói với em rằng anh giống như khúc gỗ vậy, là một người đàn ông tốt. Em đã từng nghĩ rằng nếu như khúc gỗ là người tốt thì còn tìm đàn ông làm gì. Ven đường có thiếu gì khúc gỗ, bây giờ xem ra cho dù có tìm một người đàn ông đầu gỗ thì cũng tốt, sẽ có một ngày nào đó thì tượng gỗ cũng sẽ nở hoa. Hạ Tưởng liền đem đứa con dao cho vệ tân, vừa giúp hai người cất hành lý, vừa cười nói. Cây khô gặp mùa xuân, là vì gặp khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp thì sẽ nở hoa thôi. Cũng là do có sự dịu dàng của em tưới vào sẽ cho ra bông hoa tình yêu. Hạ Tưởng nói lên những lời ngon tiếng ngọt đúng là có trình độ không thấp. Chỉ mấy câu mà đã làm vui lòng Liên Nhược Hạm, khiến cho sự oán giận trong lòng của cô khi phải mang thai và sanh con một mình tan thành mây khói, một câu oán hận cũng không nói nên lời, giống như một con chim nhỏ nép vào người Hạ Tưởng, ôm lấy cánh tay của hắn, dịu dàng nói. Được rồi, em tạm tha thứ cho sự lạnh nhạt của anh đối với mẹ con em. Bây giờ nên đưa bọn em đi ăn cơm đi. Vệ tân thấy hai người ôm nhau thân mật, liền bồng Ngô Liên Hạ bước vào trong xe trước. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, Hạ Tưởng cũng không vội bước lên xe, đứng ngoài xe ôm lấy Liên Nhược Hạm nhìn những bông tuyết bay lất phất,
trong lòng xúc động nói. Một mùa đông nữa lại đến, anh vẫn là anh, em vẫn là em, chẳng qua cả hai chúng ta đã cùng nhau cố gắng phối hợp và dưới sự phân công hợp tác tốt đẹp cuối cùng cũng đã tạo nên một sinh linh bé nhỏ. Đúng thật là kỳ tích. Liên Nhược Hạm vừa giận vừa cười, nói. Em cứ nghĩ tưởng anh có cảm xúc gì trong lòng, nói cả nửa ngày hóa ra là vẫn không thay đổi được bản tính lưu manh của mình. Anh lưu manh ở chỗ nào đâu, anh đã không còn làm lưu manh nhiều năm rồi. Nhất là đối với em, anh vẫn không quên được mùi hương của em. Nào, cho anh ngửi tí nào. Hạ Tưởng làm bộ muốn ngửi mùi trên người Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm vội né tránh, cười tươi chui vào trong xe. Hạ Tưởng không tiếp tục ngắm tuyết nữa mà cũng chui vào trong xe, nổ máy chở Liên Nhược Hạm về nhà ở trong khu Đông Thành. Ở khu nhà yên tĩnh này, Liên Nhược Hạm có một căn nhà rộng 160m², bình thường vẫn để đó không dùng đến. Lần này trở về, Liên Nhược Hạm dự tính sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian. Bây giờ đứa bé còn nhỏ vẫn để nó mang họ Ngô, cô ấy muốn mang con đến ở với ông cụ một thời gian cũng để cho ông cụ hưởng thụ được một chút không khí hạnh phúc gia đình. Ông cụ Ngô trước đó đã làm một ca phẫu thuật, tình hình hồi phục sau phẫu thuật rất tốt nhưng do đã già cũng lo sợ bệnh tật nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Liên Nhược Hạm cũng vì lo cho ông cụ nên quyết định về nước ngay trong thời tiết lạnh giá. Nếu đã quay trở về thì cô phải mang theo đứa con ở lại với ông cụ để tận hiếu. Về phần Hạ Tưởng thì chỉ có thể tạm thời nhường vị trí, dù sao thì ông cụ đang có bệnh, Hạ Tưởng cũng nên lui về phía sau. Hạ Tưởng đối với sự sắp xếp của Liên Nhược Hạm không có gì bất mãn. Tận hiếu chính là cái gốc của luân lý con người. Lúc đầu, hắn đã đề nghị đứa bé sẽ mang họ Ngô cũng là vì suy nghĩ cho bệnh tình của ông cụ Ngô. Mặc dù hắn biết rõ cho dù ông cụ Ngô có biết là chủ ý của hắn, cũng chưa chắc đã nhận tấm thịnh tình của hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vì sự chăm sóc của ông cụ Ngô đối với Liên Nhược Hạm thì hắn đã cảm thấy ông cụ rất đáng để hắn kính nể. Đồ dùng trong nhà không nhiều lắm nhưng rất tinh tươm, sạch sẽ. Hạ Tưởng cảm thấy rất hài lòng. Vệ Tân sau khi để Ngô Liên Hạ xuống liền đề nghị ra ngoài mua một ít thức ăn, Liên Nhược Hạm suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Vệ Tân vừa đi, đứa bé như đã ngồi mười mấy tiếng trên máy bay có lẽ đã ngủ đủ giấc nên bây giờ hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Thấy vậy, Hạ Tưởng đành dẹp bỏ ý nghĩ đen tối liền ôm đứa con vào trong lòng, âu yếm hôn đứa bé, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, đứa bé do mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Hạ Tưởng liền quay sang ôm chầm lấy Liên Nhược Hạm, đúng lúc Vệ Tân quay về. Liên Nhược Hạm liền trừng mắt nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Đáng đời, cho bỏ tật. Hạ Tưởng lấy giúp đồ ăn từ tay Vệ Tân nói bóng gió. Quả thật là đói bụng rồi, cần khẩn trương bổ sung dinh dưỡng ngay. Ăn uống no đủ thì mới có sức, có đúng không? Nét ửng hồng trên gương mặt của Liên Nhược Hạm vẫn chưa tan hết, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái nói. Được. Được ăn cơm thôi, để chám cái miệng của anh lại. Chương 504, khởi điểm tiếp theo. Vệ Tân cũng biết tâm trạng xa cách lớn hơn cả tâm trạng của những người mới lập gia đình, huống chi là Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đâu chỉ xa cách trong một thời gian ngắn. Cho nên không muốn làm kỳ đà cản mũi, lấy cớ đi lên lầu nghỉ ngơi. Ngoài trời, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Bầu trời đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống đất, một không khí yên tĩnh đến mê người. Bởi vì thời tiết ảm đạm nên mới buổi trưa mà trời đã tờ mờ như sập tối. Trong bầu không khí như vậy, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm không nói một câu nào, chỉ hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước kia. Càng lúc, màn đêm càng buông xuống dày đặc. Trước khi trở về Liên Nhược Hạm cũng đã có nói với Ngô Tài Giang nhưng không nói cụ thể ngày nào về. Về phần cô có thêm một đứa con, cô cũng đã thông qua Ngô Tài Giang mà truyền đạt đến tại ông nội. Liên Nhược Hạm nói dối là lúc ở Mỹ có ăn ở với một người đàn ông người Mỹ gốc Hoa, sau khi cô mang thai thì hai người chia tay, cô một mình sinh con và nuôi con lớn lên. Sau khi ông cụ Ngô nghe xong thì tức giận đến tím mặt. Nhưng quyền lực của ông cũng có giới hạn, lại không thể đụng đến người Mỹ nên cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Sau khi nguôi giận, lại biết đứa trẻ được mang họ Ngô thì lại cảm thấy vui mừng hẳn lên, nôn nóng yêu cầu Liên Nhược Hạm mang đứa bé về nước. Ông phải giữ đứa bé bên mình để được trông thấy nó trưởng thành. Khi nhắc đến ông nội Liên Nhược Hạm nửa mừng nửa lo nói. Ông cụ thật ra là rất cố chấp. Em nói ba của đứa nhỏ là người Mỹ gốc Hoa, tay của ông cụ không thể với đến Mỹ nên đành bỏ cuộc.
nếu em mà nói cho ông biết anh là ba của đứa nhỏ mà anh lại là đàn ông đã có vợ thì anh sẽ phải chịu trận. Còn ba em thì chắc chưa biết tin này, nếu ông ấy mà biết thì sẽ còn phiền toái hơn là ông nội nữa. Dù sao thì em sẽ tiếp tục giấu là được nhưng không biết là sẽ giấu được trong bao lâu nữa. Với lại ông cụ thích nhất là trẻ con, nếu ông khăng khăng muốn giữ đứa bé bên cạnh thì anh sẽ không được gặp con của mình. Thế thì anh phải làm sao? Ông cụ đã 70 tuổi rồi lại vừa phẫu thuật, liệu có thể sống được trong bao lâu nữa? Hạ Tưởng liền nói. Trước tiên, chúng ta phải thỏa mãn cảm giác hạnh phúc gia đình cho ông cụ, anh sẽ âm thầm quan sát sự trưởng thành của con. Có những việc không thể lưỡng toàn, anh làm sao mà có thể đi tranh giành với một ông già chứ? Thời gian luôn phát triển theo hướng có lợi cho chúng ta, tương lai cũng vậy mà hiện tại cũng vậy. Hiện tại làm sao mà được? Liên Nhược Hãm nhất thời không có phản ứng nào, hỏi lại một câu. Cô nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa, trên người chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, tuy rằng bộ đồ rộng thùng thình nhưng do tư thế nằm nên có thể nhìn thấy cái mông hơi đầy đặn hơn một chút, vòng eo lại càng thon đẹp hơn. Bởi vì đã sinh một đứa con nên làn da lại càng thêm mịn màng hơn, nhất là bộ ngực của cô so với trước kia lại càng đầy đặn hơn, nếu không muốn nói là càng thêm hấp dẫn. Có những người phụ nữ sau khi sanh con xong thì thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác biệt so với trước khi sanh con. Còn có những người phụ nữ sau khi sanh xong thì rất nhanh lấy lại vóc dáng, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém, thân hình trở nên đẫy đà và gợi cảm hơn. Liên Nhược Hãm thuộc tuýp người thứ hai. Toàn thân cô tỏa ra một mùi hương mà đối với Hạ Tưởng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa có hương thơm thanh thoát vốn có và lại có chút hơi hướng của một người phụ nữ chín chắn. Lúc này Hạ Tưởng không tránh khỏi có chút suy nghĩ kỳ lạ, liền nhớ đến sự hấp dẫn trên người Liên Nhược Hãm trước kia thì không khỏi gợi nhớ nhu cầu dục vọng nơi chốn xưa. Có đôi khi, hưởng thụ lạc thú nơi chốn cũ còn hay hơn là ở một nơi xa lạ. Ở nơi xa lạ, mặc dù có chút mới mẻ và cảm giác khám phá phiêu lưu nhưng do ở nơi xa lạ nên không đạt được cảnh giới cao nhất. Ở chốn cũ, vừa gợi lại những ký ức xưa lại vừa quen thuộc, có lẽ sẽ khiến người ta phát hiện ra được những thứ trước kia mình chưa phát hiện ra. Hạ Tưởng hai mắt nóng lên, nhìn qua thân hình của Liên Nhược Hãm mấy lần rồi nói. Bây giờ trời cũng đã tối rồi lại yên tĩnh không có người, là lúc thích hợp làm chuyện tốt. Em nói thử xem, càng về đêm không phải là càng có lợi cho anh sao? Liên Nhược Hãm biết Hạ Tưởng đang nghĩ cái gì, liền ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt bỡn cợt nói. Anh có chuẩn bị sẵn sàng thì em cũng chẳng có hứng. Ngồi cả ngày máy bay, mệt chết đi được, nếu anh biết thông cảm thì chắc chắn sẽ để em được nghỉ ngơi thoải mái, có đúng không? Hạ Tưởng gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, anh phải thông cảm cho em chứ. Lát nữa anh sẽ phục vụ cho em, massage toàn thân cho em luôn. Chưa kịp dứt lời thì nghe tiếng khóc vang của đứa bé trên lầu. Liên Nhược Hãm vội vàng đứng dậy đi lên lầu nhưng không quên quay đầu lại khiêu khích Hạ Tưởng một câu. Không cần em phải trừng phạt anh. Giờ đã có con trai làm phiền anh rồi. Hạ Tưởng chán nản lắc đầu. Tiểu tử xấu, con trở về là được rồi đừng cản trở ba mẹ vui vẻ với nhau chứ. Nếu con còn quấy rầy lần nữa, ba sẽ đánh vào mông của con đấy. Tuy nhiên, cũng may là sau khi ăn xong bữa cơm chiều thì đứa bé cũng đi ngủ sớm. Vệ Tân chỉ ngồi nói chuyện một chút rồi lên lầu ngủ, trước giờ cũng là Vệ Tân ngủ cùng thằng bé. Điều này hoàn toàn đúng như những gì mà Hạ Tưởng mong muốn. Không cần phải lo đứa bé kia sẽ tỉnh giấc mà quấy rối. Xa cách nhau lâu ngày mới gặp lại nên dục vọng trong lòng còn nóng hơn cả lửa đốt, nhất là Liên Nhược Hãm lâu ngày vẫn chưa đụng đến chuyện đó, cô vô cùng khao khát. Sau khi bị Hạ Tưởng khiến cho trở thành phụ nữ, mặc dù đã có một đứa con trai bên cạnh nhưng cô hy vọng Hạ Tưởng cũng sẽ luôn ở bên mình. Phụ nữ dù mạnh mẽ, độc lập đến đâu nhưng đôi lúc cũng có sự yếu đuối, nhu nhược, cũng cần một vòng tay ôm ấp và bờ vai rắn chắc che chở. Lại một đêm mưa tuyết, một đêm mây mưa bão táp. Vào lúc trời hửng sáng thì tuyết đã phủ dày một thước. Hôm nay là ngày cuối tuần nên Hạ Tưởng liền gọi điện thoại báo cho Tào Thù Lê là hắn có thể sẽ về thành phố Yến trễ một ngày, do tuyết dày đường trơn quá nên không thể nào lái xe đi được. Tào Thù Lê như đang ăn thứ gì đó nên trả lời một cách không rõ ràng. Chỉ cần anh đừng trễ ngày đi làm là được rồi. Không cần phải lo cho em rất khỏe, có Lam Miệt theo giúp em mà. Cô ấy rất cẩn thận không kém gì Vệ Tân đâu. Hạ Tưởng rất kinh ngạc, thật ra cái gì cô ấy cũng biết, chỉ là bình thường không nói ra thôi. Cô ấy muốn thỉnh thoảng nhắc nhở đôi chút để hắn tỉnh táo lại, hắn cười ha hả nói.
Em à, thật tình anh cũng muốn về nhà với em nhưng tuyết ngoài trời quá lớn, nếu em không lo cho sự an toàn của anh thì anh sẽ lái xe về ngay. Hiện tại bây giờ anh đang gánh trọng trách trên vai, không thể có chút sơ suất được. Vì anh lại sắp làm cha nữa rồi, một mình anh mà liên quan đến hạnh phúc của rất nhiều người, đừng quá phô trương, có biết không? Cô dừng lại một chút, dường như là uống một chút nước rồi lại cằn nhằn tiếp. Anh nha, cũng đừng đa nghi quá, càng không nên quá hẹp hòi. Em cũng đâu có hẹp hòi, anh là một người đàn ông cho nên anh cần biết mình nên làm cái gì thì phải làm một cách nghiêm túc. Anh phải tin rằng anh còn có một người vợ tốt, cô ấy sẽ luôn âm thầm ủng hộ anh, cô ấy chẳng những hiền lành mà còn rất khoan dung, độ lượng, cũng thông hiểu rất nhiều đạo lý, sẽ không bắt buộc anh phải làm cái gì. Được lắm, nói một hồi lại khiến cho cô bé xúc động, Hạ Tưởng đành phải chịu thua. Anh hiểu rồi, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời và em cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này luôn. Không đúng. Cô bé bật cười khanh khách. Em đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này nhưng anh chưa chắc đã là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này đâu. Phải nói cho chính xác anh là người đàn ông đã kết hôn được hưởng cuộc sống hạnh phúc như lúc chưa cưới vậy. Một câu nói của vợ khiến cho Hạ Tưởng đổ mồ hôi hột. Cô nói những lời rất ư là sắc bén, tài tình khiến cho hắn đành phải lượn lờ, quanh co. Em cứ ở yên đó, đừng có đi đứng lung tung đấy. Bảo Lam Miệt chăm sóc em cho cẩn thận, nó vụng về lắm đấy. Chẳng may lại đụng phải em. Buông điện thoại, Hạ Tưởng cảm giác được sự nóng bức từ hệ thống lò sưởi tỏa ra khiến hắn đổ mồ hôi. Nhìn sang, thấy Liên Nhược Hạm đang ôm đứa con ngồi một bên cười trộm, hắn liền tức tối hùng hổ đến chất vấn. Ngay cả việc vệ tân ở bên cạnh em mà cô bé Lê cũng biết, quan hệ của hai người mật thiết quá đấy. Em nói xem, còn chuyện gì mà cô ấy không biết không? Việc này em sẽ không nói cho anh biết đâu. Là bí mật giữa em và cô bé Lê. Làm sao vậy, không phục à? Không phục thì cứ đi nói trực tiếp với cô bé Lê đó, nói chúng ta đã có một đứa con trai, xem anh có dám không? Liên Nhược Hạm tỏ ra không sợ Hạ Tưởng, nói chuyện cũng có vẻ hùng hồn. Cô bé Lê ấy biết nhưng cái gì cũng không nói, đó là đức hạnh. Anh biết mà không dám nói ra đó chính là dối trá. Hạ Tưởng vừa mới nhận thua trước Tào Thù Lê. Bây giờ cũng phải giơ tay lên chào thua Liên Nhược Hạm, đưa tay ôm lấy đứa bé, bất bình nói. Đi thôi, không thèm để ý đến các cô nữa. Ba và con ra ngoài nghịch tuyết nào. Đứa bé kia không biết lạ vội vàng ôm chầm lấy cổ của hắn, dùng sức bu lên người của hắn, đã làm tan chảy trái tim hai kiếp người của Hạ Tưởng, hắn vui đến không ngừng thốt lên. Con ngoan, chỉ có con là ngoan nhất thôi. Liên Nhược Hạm không chịu được tình cảm cha con sâu nặng giữa Hạ Tưởng và con của cô ấy liền bĩu môi. Anh làm như là đứa con có sẵn cho anh vậy nhỉ? Hừ, nếu không có em thì làm sao anh có đứa con này? Đúng là con với cái, mẹ cực khổ sanh con ra, nuôi con lớn lên như vậy, vậy mà vừa mới gặp ba của con liền đeo theo ngay. Đúng là đàn ông không thể tin tưởng được ngay khi còn nhỏ. Hạ Tưởng nghe những lời ngụy biện của Liên Nhược Hạm liền ôm đứa con đi ra cửa. Vừa đi vừa nói. Đi nào, con trai chúng ta cùng nói chuyện về đàn ông đừng cho mẹ con nghe. Liên Nhược Hạm và vệ tân đứng trước cửa sổ lớn được đặt sát mặt đất, nhìn cảnh tượng hai cha con Hạ Tưởng chơi đùa với tuyết ở bên ngoài, cả hai đều mỉm cười. Đôi mắt của vệ tân có chút long lanh, trong lòng vừa hâm mộ vừa cô đơn, lại có một chút cảm xúc khó lý giải. Hạ Tưởng ở với Liên Nhược Hạm hai ngày, ngày thứ ba hắn quay trở lại thành phố Yến. Chính thức bước vào mớ công việc bận rộn của mình. So với nhóm thành phố thí điểm đầu tiên hơi có chút hỗn loạn thì với nhóm thành phố thí điểm thứ hai này đối với tổ lãnh đạo mà nói thì là ngựa quen đường cũ rồi. Bận thì có bận nhưng mọi việc đều gọn gàng, ngăn nắp, vội nhưng không rối. Ngoại trừ thành phố Yến do Hạ Tưởng tự mình phụ trách, còn ba thành phố còn lại do Bành Mộng Phàm, Vương Lâm Kiệt và Cổ Bảo Ngọc phụ trách. Cổ Bảo Ngọc Nguyên là một trưởng phòng của văn phòng tỉnh ủy bị Tiền Cẩm Tùng điều đến làm trưởng phòng cho phòng tổng hợp 3. Kỳ thật, diện mạo của Cổ Bảo Ngọc cũng bình thường, không có gì đặc biệt nhưng bởi vì tên của y quá nổi tiếng nên rất dễ khiến người khác nhớ đến. Đối với việc xác định bước tiếp theo của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Yến, Hạ Tưởng ngoài việc liệt kê vài xí nghiệp hắn cho rằng cần thay đổi chế độ xã hội thì còn chú trọng đề nghị thành lập quận Hạ Mã mới, và viết một bản báo cáo có tính khả thi rất tỉ mỉ. Quận Hạ Mã là giấc mộng của Hạ Tưởng. Từ lúc thúc đẩy việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đến nay hắn vẫn ra sức, cố gắng đạt được mục tiêu,
gửi gắm lý tưởng lớn lao trong cuộc đời của hắn. Báo cáo mang tính khả thi của Hạ Tưởng được viết rất tỉ mỉ, chỉ mong được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đưa ra thảo luận và thông qua. Đợt xây dựng thứ nhất là từ phía đông của Nam Thủy Bắc Điều, phía tây đường cao tốc Kinh Châu, và phạm vi cách bờ nam sông Hạ Mã 1.000m về phía bắc, cách bờ bắc 2.000m về phía nam, ước tính khoảng 70 km vuông. Sẽ xây dựng khu hành chính, trung tâm hội chợ triển lãm, phát triển các hạng mục văn hóa, giáo dục, kinh tế, giải trí và khu dân cư. Mạng lưới đường truyền sẽ được hoàn thành trong 3 năm, cố gắng hoàn thành các dự án lớn như hệ thống thủy lợi của sông Hạ Mã và Nam Thủy Bắc Điều, cùng với sự phát triển trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm hành chính, trụ sở kinh tế, khu đào tạo nghiệp vụ, công trình văn hóa, và các phương tiện giải trí khác. Trong việc xây dựng quận mới đồng thời cùng lúc thúc đẩy việc thiết lập hệ thống thủy lợi hoàn thành trong vòng 3 năm, việc này sẽ mang đến một không gian xanh sạch cho thành phố Yến. Vì phải kiến tạo quận mới không những sẽ tạo một khối lượng công ăn việc làm mà còn có thể tạo một cơ sở vững chắc để biến thành phố Yến trở thành một thành phố mang tầm ảnh hưởng lớn. Khi quận mới được thành lập phỏng chừng có thể gia tăng 500.000 nhân khẩu, sẽ mang đến 50.000 cơ hội việc làm. Có thể nói không có việc thay đổi chế độ xã hội của một xí nghiệp nào có thể so sánh với việc thiết lập thêm một quận mới. Quận Hạ Mã dựa vào việc tổng hợp, chỉnh lý sinh thái hệ thống thủy lợi của sông Hạ Mã và hoàn thành, tạo nên một quận sinh thái có đầy đủ các chức năng chủ yếu sau, hội nghị triển lãm trụ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí. Diện tích quy hoạch là 55 km vuông, khu vực trung tâm có diện tích 10 km vuông. Khu công nghiệp Cao Tân ở khu Đông Nam và khu du lịch ở phía Tây của thành phố Yến có tác dụng bù trừ cho nhau và xây dựng nên quận Hạ Mã, có tác dụng giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt như bố cục không hợp lý giữa các khu trong thành phố Yến, các chức năng không hoàn thiện, không có năng lực tổng hợp, hạn chế sự phát triển nổi trội của tỉnh lỵ trong thời gian dài. Lợi dụng triệt để không gian rộng lớn ở khu Đông Bắc của tỉnh, và những điều kiện ưu việt của văn hóa lịch sử, phát triển ưu điểm về bố cục không gian thành phố của tỉnh, mở ra kết cấu phát triển thành phố, hoàn thiện chức năng của một thành thị phồn hoa, xây dựng một thành phố hiện đại nhất của tỉnh lỵ, đẩy mạnh việc lựa chọn trọng yếu trong việc phát triển khoa học của thành thị. Sau khi viết xong, Hạ Tưởng đã đọc lại 3 lần, cảm thấy rất vừa lòng và thở phào một cái. Về việc sắp xếp bước đi tiếp theo, trong lòng hắn đã có một hoạch định rất lớn. Đối với Hạ Tưởng, nhóm thành phố thí điểm thứ 2 so với nhóm thành phố thứ nhất thì đã không còn nhiều khó khăn và cảm xúc mãnh liệt. Bởi vì vạn sự khởi đầu nan, thành công của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đã khiến cho nhiều nhà đầu tư nhìn thấy được hy vọng, sinh ra niềm tin. Bước tiếp theo của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ càng vững chắc hơn, bước đi cũng lớn hơn, được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính sách về cơ bản sẽ thuận buồm xuôi gió, con đường sẽ rất dễ đi. Sau khi dẹp bỏ những dư luận hoài nghi và lực cản chính trị của tỉnh và Bắc Kinh thì việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã trở thành tiếng nói chung của mọi người trong tỉnh Yến. Không còn ai ngang nhiên đứng ra phản đối. Việc thi hành gần như rất thông suốt, ngoại trừ một số ít lực cản từ trong nội bộ của thành phố thì không còn gì làm cho Hạ Tưởng phải lo lắng. Hạ Tưởng đã có thể rút chân ra được, hắn chỉ tập trung vào xếp đặt bước tiến tiếp theo mà thôi. Việc xây dựng hệ thống thủy lợi hoàn thành và hình thành quận mới của thành phố Yến vừa được trình lên trên trước khi hắn tái sinh, vẫn chưa kịp thực thi nhưng đây cũng là việc sớm muộn mà thôi. Cho nên Hạ Tưởng mới có lòng tin thúc đẩy hình thành quận mới và hoàn thành hệ thống thủy lợi hoàn thành, mang đến một môi trường xanh sạch cho thành phố Yến trước dự định. Trong tất cả các tỉnh của cả nước, thành phố Yến có thể nói là một thành phố không có gì quá nổi bật. Không những là nền kinh tế không có gì nổi bật mà ngay cả vị trí cũng mơ hồ, không rõ. Đã từng có một khoảng thời gian, thành phố Yến được coi là thủ đô ngành dược của cả nước, bởi vì tỉnh Yến là nơi bào chế thuốc. Hơn nữa vùng phụ cận cũng còn một số khu vực mọc đầy rẫy cây thuốc. Ngoài ra, còn có học giả đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố rằng thành phố Yến sau này có thể phát triển thành một căn cứ bào chế thuốc lớn nhất trong cả nước. Lúc ấy, hiệu quả và lợi ích của việc bào chế thuốc của tỉnh Yến cũng không tồi, và cũng có sức kêu gọi và tầm ảnh hưởng đối với cả nước. Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đề nghị này cũng có quan tâm, đã đặc biệt mở một cuộc họp nghiên cứu trong một thời gian rất dài. Khi các chuyên gia, học giả vẫn còn xôn xao chưa đưa ra kết luận cuối cùng thì nền kinh tế trong nước có sự thay đổi, lợi ích và hiệu quả của việc bào chế thuốc của tỉnh Yến bị tuột dốc, tên gọi thủ đô của ngành thuốc bị bỏ mặc, về sau cũng không ai thèm nhắc đến. Tuy nhiên,
sau này lại có không ít người nhắc đến vị trí của thành phố Yến, kết quả là thảo luận đi thảo luận lại vẫn không có cách nào để xác định một vị trí chính xác cho thành phố Yến, là vì sao? Bởi vì thành phố Yến không có gì nổi bật, thậm chí có người còn trêu là không có gì nổi bật chính là điểm nổi bật của thành phố Yến. Ví dụ người của thành phố Yến thích ăn các món điểm tâm như bánh rán Thiên Tân, sủi cảo thịt bò và mì sợi của tỉnh Tây, mì miếng của An Huy, những món thích nhất là món ăn Bắc Kinh và món ăn Tứ Xuyên. Nếu hỏi thành phố Yến có những món đặc sản và những quán ăn địa phương nào thì thật sự là không có. Đề cập đến du lịch thì phía Tây thành phố Yến có điểm du lịch Thái Hành, có rất nhiều điểm để tham quan nhưng điều đáng tiếc chính là bất luận là có danh tiếng hay là chỉ mới là cơ sở hạ tầng đều không thể đưa ra được. Nên du lịch được khai thác trễ hơn so với tỉnh dự ở phía Nam, cũng không có danh tiếng bằng Ngũ Đài Sơn của tỉnh Tây ở phía Tây. Kỳ thật, vùng đất Yến Triệu chẳng những có nền văn hóa lịch sử từ lâu đời mà còn có nhiều di tích lịch sử đếm không xuể. Chỉ có điều không biết là do con mắt của chính quyền địa phương có vấn đề, hay là do nguyên nhân khách quan từ các phương diện khác mà rất nhiều ưu thế lại biến thành khuyết điểm. Ngoại trừ việc thành phố Ân Trạch thường xuyên quảng bá về lâm viên hoàng tộc, còn có rất nhiều những di tích có thể mượn cơ hội nổi danh nhưng ngược lại lại bị bỏ mặc, xếp xó, không ai nhắc đến. Không phải là người tỉnh Yến kín đáo, cũng không phải người tỉnh Yến có nét đẹp nội tâm mà người tỉnh Yến thật sự rất chất phác, rất lương thiện, không biết mượn cơ hội để làm giàu. Nhớ tới đời sau tỉnh Lân vì làm mộ giả của Tào Tháo đã tạo nên một không khí ngột ngạt, cuối cùng là thật hay giả thì dù sao cũng đã đạt được mục đích nổi tiếng. Ngẫm lại càng khiến cho người ta cảm thấy buồn cười và chán nản bởi vì muốn nói đến những anh hùng nổi danh nhất trong Tam Quốc như Lưu Bị, Trương Phi và Triệu Vân thì đều là những nhân vật có xuất thân từ tỉnh Yến mà ra. Mà Triệu Vân chính là người của huyện Thường Sơn, cách thành phố Yến hơn 10 cây em, người ta thường gọi là Thường Sơn Triệu Tử Long. Không cần phải nói đến thành phố Đan Thành từng là thủ đô của nước Triệu, từng hô mưa gọi gió trong 7 cường quốc thời chiến quốc, là một cổ thành lâu đời nhất trong lịch sử, rất có giá trị về mặt văn hóa. Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất để phát triển du lịch đã qua đi. Tỉnh Yến muốn trở thành một tỉnh du lịch lớn là điều không thể, nhưng hoàn toàn có thể nâng cao trong sự hạn chế. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản mà Hạ Tưởng cố gắng thúc đẩy nền du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành. Hắn hy vọng sự thành công của du lịch văn hóa thành phố Đan Thành sẽ kéo theo việc xem xét lại giá trị lịch sử của các địa phương khác trong tỉnh Yến, đồng thời phát huy được văn hóa lịch sử, khiến cho khúc ca bi tráng của vùng đất Yến Triệu một lần nữa khôi phục sức sống. Chương 505, Bức tranh Giang Sơn. Địa vị của thành phố Yến trong tỉnh Yến có chút xấu hổ, nói khó nghe một chút là không có lịch sử, không có văn hóa. Là một thành phố được hình thành từ một vài thôn xóm nhỏ, có lịch sử không hơn mấy chục năm, hơn 80% dân số đều là dân từ nơi khác đến, không hề có nền văn hóa bản địa, cũng không hề hình thành nên một đặc điểm địa phương của riêng mình, thậm chí còn sắp phải đối mặt với sự xấu hổ vì bị các thành phố khác qua mặt. Thành phố Yến chẳng những là một thành phố không có sự vinh quang, mà còn có nền kinh tế kém phát triển, cũng không hề có những nét văn hóa đặc sắc. Nói tóm lại là một thành phố không có gì nổi bật. Thậm chí trong mắt một số người, thành phố Yến có tiếng mà không có miếng, ngay cả lên thành phố cấp phó tỉnh cũng không đủ tư cách. Chỉ sợ trong mắt của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Yến giống như là một chứng tâm bệnh dai dẳng. Sau khi Cao Thành Tùng thất thế, từng có một khoảng thời gian bầu không khí chính trị của toàn bộ tỉnh Yến vô cùng căng thẳng mà thành phố Yến cũng thần hồn nát thần tính. Đúng vào thời điểm đó, có một phóng viên Bắc Kinh đã viết một bài báo tổng hợp phân tích về thành phố Yến, xây dựng hình ảnh một thành phố bi thương, dùng con mắt lý trí để đánh giá về thành phố Yến, bởi vì tiến trình đô thị hóa và đào tạo con người không đồng bộ, cùng với sự khó khăn trong điều chỉnh kết cấu và nền kinh tế bị suy thoái. Chủ tịch tỉnh cũng từng đau khổ trước sự đe dọa của các thành phố khác. Tất cả mọi khó khăn đều quấn lấy một thành phố trẻ, việc này cũng ảnh hưởng đến người dân làm cho bọn họ cảm thấy hậm hực và bất an. Trên thực tế khiến cho người dân thành phố Yến hậm hực và bất an không chỉ vì việc xác định vị trí thành phố không được rõ ràng mà còn vì nền chính trị bấp bênh. Bởi vì chịu ảnh hưởng của vụ án Cao Thành Tùng, hơn nữa có rất nhiều vị quan to ở thành phố Yến vì thế mà bị giáng chức hoặc điều chuyển đi nơi khác, gây nên một nỗi đau âm ỉ cho cả thành phố. Do đó, một loạt những chương trình thảo luận của cấp trên về việc xác định lại vị trí cho thành phố Yến cũng bị gián đoạn, đến nay cũng đã hơn một năm. Thành phố Yến một lần nữa lại đánh mất cơ hội phát triển cho mình. Bây giờ đã đến cuối năm 2002,
đến năm sau cả nước sẽ nghênh đón một cuộc cải cách trọng đại, không chỉ có sự thay đổi nhiệm kỳ mới của các quan chức cấp cao mà còn có sự cải cách trong Quốc vụ viện, cùng với việc mở rộng điều chỉnh kết cấu kinh tế toàn diện. Tỉnh Yến và thành phố Yến có thể mượn cơ hội lần này để vươn lên vị trí dẫn đầu, tiến hành một cuộc lột xác hay không? Đều liên quan đến sự phát triển và cơ hội của thành phố Yến sau này. Kỳ thật thành phố Yến đã ý thức được vấn đề của mình. Tuy nhiên phải đợi 7, 8 năm sau mới bắt đầu thực thi cụ thể, thật sự là rất trễ. Hạ Tưởng đã có dự kiến trước, đồng thời cũng có trách nhiệm thúc đẩy thành phố Yến bước lên một chiếc xe tốc hành, chiếm lấy thời cơ. Bởi vì bây giờ thành phố Yến đã hội tụ đầy đủ các điều kiện này. Trần Phong không bị Cao Thành Tùng lật đổ, cục diện chính trị của thành phố Yến có thể cân bằng lại, lại có Hồ Tăng Chu lên đảm nhiệm chức thị trưởng. Hồ Tăng Chu có tính cách ôn hòa, từ khi bước chân vào Ủy ban Nhân dân thành phố đến nay mọi bước tiến đều rất vững chắc. Hơn nữa, cục diện chính trị của tỉnh Yến đã đạt tới thời kỳ vững vàng nhất, có thể nói là đạt được thành công. Bước tiếp theo phải mượn gió đông để mở rộng việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp một cách mạnh mẽ, nếu thành phố Yến không bắt lấy cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa, Hạ Tưởng và Trần Phong cùng Hồ Tăng Chu đều có cùng quan điểm và Hồ Tăng Chu cũng có một khát vọng phát triển, cho dù thái độ của Trần Phong có chút tiêu cực thì hắn tin tưởng rằng với sự xúc tiến mạnh mẽ của hắn và sự ủng hộ của Hồ Tăng Chu thì Trần Phong cũng sẽ có thái độ ủng hộ. Hạ Tưởng muốn biến thành phố Yến trở thành thành phố Dương Quang. Thành phố Dương Quang được xác định là ánh mặt trời, là sức sống và tuổi trẻ, cho nên môi trường sinh thái và dân cư phải được chuẩn bị rất công phu. Nếu là một thành phố có sức sống thì phương diện đầu tư sẽ được mở rộng, thoát khỏi việc bị người khác gọi là thành phố chậm phát triển một cách đáng xấu hổ. Nếu là một thành phố có tuổi trẻ thì sẽ có khả năng phát triển thành phố ở mức cao nhất. Thành phố Yến bị người khác gọi là thành phố chậm phát triển đã tồn tại từ lâu. Đối nghịch lại những thành thị phía Nam, thậm chí là những thành phố khác trực thuộc tỉnh, việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ở thành phố Yến ít nhất cũng chậm hơn nửa nhịp, ảnh hưởng đến nền kinh tế của thành phố. Mà trước đây, ông chủ của các doanh nghiệp tư nhân về quan niệm, chính sách phát triển thể chế kinh tế cũng có phần ngại ngùng với hình tượng, thành phố chậm phát triển mà dẫn đến tư tưởng lệch lạc. Điều này đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của cả thành phố. Do không có thổ nhưỡng, ít ánh sáng mặt trời nên đã bỏ lỡ thời kỳ phát triển tốt nhất, tạo thành nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, quy mô kinh doanh thật sự ở trong nước có ảnh hưởng của số ít doanh nghiệp tư nhân là hiện thực không thể chối cãi, thậm chí còn dẫn đến việc phát sinh sự kỳ thị và hãm hại của các doanh nghiệp tư nhân bản địa cùng các doanh nghiệp bên ngoài, ví dụ như vụ của giám đốc công nghiệp Giai Thành bị bắt buộc bỏ trốn, hay sự kiện ác liệt của ông chủ Khai Nguyên bị giam giữ đến 100 ngày trời. May mắn là Trần Phong không bị Cao Thành Tùng hãm hại đến mức đi tù. So sánh với việc tiếp nhận chức vụ thị trưởng, Trần Phong xem như tiến bộ hơn. Mà Hồ Tăng Chu cũng nhờ việc này mà năng lực được phát huy không ít. Ý tưởng của Hạ Tưởng là tháng 3 sang năm hắn sẽ được điều tạm đến Bộ Ngoại giao, cho nên hắn cần phải thiết lập thêm quận mới cho thành phố Yến và khởi công xây dựng hệ thống thủy lợi. Cho nên, hắn đã dùng tài năng của mình để hoạch định ra một kế hoạch phát triển vẹn toàn. Hạ Tưởng lái xe đến thành ủy, lên lầu tìm Trần Phong, đem bản báo cáo kế hoạch khả thi đệ trình lên Trần Phong. Trần Phong cũng không khách khí, gật đầu với Hạ Tưởng một cái rồi nói. Ngồi đi. Nói xong liền xem qua bản kế hoạch. Hơn 10 phút đồng hồ, Trần Phong mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười đầy thâm ý. Tiểu Hạ, không thể không nói ý tưởng của cậu rất bao la rộng lớn. Thiết nghĩ trong đó cũng ẩn chứa sự can đảm rất lớn. Tôi rất ủng hộ bản kế hoạch này. Tuy nhiên, có hai điểm tôi còn không rõ. Cậu có thể giải thích cho tôi được không? Hạ Tưởng lập tức cung kính, cười nói. Trước mặt bí thư Trần, tôi chưa từng nói dối bao giờ. Đừng nói với tôi những lý thuyết suông, vô dụng thôi. Trần Phong cười mắng một câu, nói thêm. Về việc hoàn thành hệ thống thủy lợi, lần trước cậu cũng đã nói qua với tôi. Lúc ấy tôi cũng hiểu được tính khả thi của việc này. Thành phố Yến thiếu hệ thống thoát nước, một khi phát sinh trời mưa to thì sẽ dẫn đến việc lụt lội. Một khi hệ thống thủy lợi được hoàn thành thì có thể cải thiện được tình hình của thành phố Yến, giảm thiểu được khả năng ngập nước. Mặt khác, từ góc độ du lịch mà suy xét, đây cũng là một sáng kiến hay, không sợ không có nhà đầu tư vào đầu tư. Từ đó nền kinh tế sẽ có thể thu được hiệu quả và lợi ích. Bí thư Trần thật biết nhìn xa trông rộng, thấy được mấu chốt của sự việc. Đúng là đã gãi trúng chỗ ngứa. Hạ Tưởng lập tức buông lời nịnh bợ.
Trần Phong khoát tay, rút ra một điếu thuốc nói tiếp. Về việc hoàn thành xây dựng hệ thống thủy lợi, tôi và thị trưởng Hồ cũng đã thảo luận qua vấn đề này. Chúng tôi đều nhất trí cho rằng đây là một kế hoạch khả thi. Vừa lúc thành phố Yến được chọn làm nơi thí điểm lần hai, thị trưởng Hồ cũng đang chuẩn bị đem bản kế hoạch xây dựng hệ thống thủy lợi đệ trình lên trên, tin tưởng rằng nhất định hội nghị thường vụ bên trên sẽ thông qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Dù sao đây cũng là một việc hoàn toàn có lợi cho thành phố Yến. Tuy nhiên, vẫn có một phiền toái lớn, đó chính là cho dù trên tỉnh có phê duyệt, thành phố bắt đầu thúc đẩy việc xây dựng quận mới nhưng chính sách thi hành thì dễ nhưng việc thu hút đầu tư lại là vấn đề nan giải. Không có xí nghiệp nào làm chủ thì không ai có hứng làm. Chẳng lẽ chỉ dùng một đống đất đá mà thành lập nên quận Hạ Mã sao? Trần Phong đề cập đến vấn đề mặc dù là khả thi nhưng quả thật việc xây dựng quận mới đích thực là cũng có chỗ khó khăn. Khi quận mới được hình thành thì nội trong 3 đến 5 năm phải gầy dựng được 500.000 nhân khẩu, phải dựng lên vô số các loại hình trung tâm lớn. Ủy ban nhân dân thành phố tự nhiên sẽ đưa ra một phần đầu tư nhưng phần lớn tài chính thì cần phải thu hút kêu gọi đưa vào. Mấu chốt là phải có xí nghiệp đầu tư vào, có nhà đầu tư xây dựng các loại cơ sở hạ tầng. Nếu không thì việc hình thành chính sách thì dễ dàng nhưng không ai cổ động thì cũng chỉ là những lời nói suông. Còn là một chuyện cười. Có thể nói Trần Phong rất thông minh, đem vấn đề nan giải này chuyển giao cho Hạ Tưởng. Trước mặt Hạ Tưởng, Trần Phong không chú trọng đến cái gì là kỹ xảo nói chuyện, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thành lập thêm một quận mới là một chuyện tốt. Đồng thời chuyện này cũng không tránh khỏi có nhiều người cản trở. Hơn nữa, đệ trình lên tỉnh cũng sẽ nảy sinh không ít tranh luận. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi và Tăng Chu sẽ ra mặt ứng phó là được. Vế sau mà Trần Phong nói ra mới chính là điểm mấu chốt cần biểu đạt và cũng là khó khăn lớn nhất. Hạ Tưởng tự nhiên hiểu được ngụ ý của Trần Phong. Việc thông qua kế hoạch hình thành quận mới của thành phố là không khó, trên tỉnh cũng không hề gì. Cho dù có lập hồ sơ đến quốc vụ viện cũng là điều dễ dàng mà thôi. Nhưng vấn đề nan giải là ở chỗ, hình thành quận mới thì dễ đó nhưng nếu về sau quận mới có tiếng mà không có miếng thì thành phố cũng mất mặt mà trên tỉnh cũng mất mặt luôn. Nếu về sau Hạ Tưởng giải quyết được vấn đề đầu tư cho quận mới thì hết thảy đều không thành vấn đề. Còn nếu không có đầu tư thì hết thảy sẽ là nói suông. Hạ Tưởng biết rằng, muốn giấc mơ của hắn trở thành hiện thực thì nhất định phải thuyết phục cho được Trần Phong. Hơn nữa đã thuyết phục thì phải đủ sức thuyết phục mới được. Hạ Tưởng có một ưu điểm lớn nhất đó chính là không đánh nếu như không có sự chuẩn bị sẵn. Hắn đề nghị việc thành lập quận mới cũng không phải chỉ là để lo châm lửa bỏ mặc pháo nổ. Thật sự hắn đang chờ câu hỏi vừa rồi của Trần Phong. Trần Phong đã hỏi vấn đề nằm trong dự tính của hắn đã chứng minh một điểm, đúng là Trần Phong thật tâm muốn thúc đẩy việc thành lập thêm quận mới. Thái độ của Trần Phong cũng phù hợp với dự đoán của Hạ Tưởng. Bởi vì việc thúc đẩy thành lập thêm quận mới chính là sáng kiến tuyệt vời nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phải cam đoan duy trì sự phát triển bền vững như lời đã nói. Nói thông tục một chút chính là phải có sự đầu tư lớn mới được. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, đánh bạo hỏi một câu. 10 tỷ đầu tư có đủ hay không? Trần Phong ngồi trên ghế, nhìn Hạ Tưởng cười tủm tỉm. Vừa nghe những lời này, lập tức vẻ mặt nghiêm túc lại, đứng lên nói một cách thận trọng. Tiểu Hạ, đây không phải là chuyện giỡn chơi. 10 tỷ, không phải là 1 tỷ 2 tỷ. Mặc dù tôi luôn nói chuyện với cậu một cách tùy tiện nhưng đối với chuyện chính sự thì không thể vui đùa được. Hạ Tưởng nghiêm nét mặt lại. Bí thư Trần, ngài quen biết tôi đã nhiều năm. Có thể có lúc tôi ngẫu hứng nói chuyện tùy tiện một chút nhưng trước mặt ngài, tôi chưa bao giờ dám ăn nói lung tung. Tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu, có phải có 10 tỷ thì đại sự sẽ thành hay không? Trần Phong vẻ mặt tươi cười nói. Nếu cậu có 10 tỷ, tôi cho cậu chức bí thư quận ủy cũng không hề gì. Chỉ cần cậu có thể kéo được nguồn vốn hơn 10 tỷ thì tất cả những lực cản chính trị và khó khăn tôi sẽ giải quyết êm đẹp. Và tôi còn đề xuất thêm việc cho cậu đảm nhận chức bí thư quận ủy của quận mới. Nói xong, ông ta cười đắc ý. Tôi nghĩ, đây cũng là một tâm tư riêng khiến cậu mạnh mẽ thúc đẩy việc hình thành quận mới phải không? Hạ Tưởng bị Trần Phong nói toạc tâm sự. Nhưng tuyệt không xấu hổ mà còn đường đường chính chính nói. Tôi một lòng chỉ vì chuyện công, mong muốn cho thành phố Yến ngày mai tốt đẹp hơn thôi. Trần Phong cười ha hả. Tôi mới chính là bí thư thành ủy, lời nói vì thành phố Yến ngày mai tươi đẹp hơn có lẽ nên do tôi nói thì đúng hơn phải không? Tuy nhiên, nói gì thì nói, trong chốn quan trường,
công tư trọn vẹn đôi đường cho dù làm khá tốt, nhưng có rất nhiều người một lòng vì tư, phải đứng ngoài những tâm tư tạp niệm, mới có thể suy xét tới việc vì nước vì dân làm một số việc thật tế. Nói xong, Trần Phong dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Hạ Tưởng, rồi đứng lên đi đến trước mặt Hạ Tưởng, vỗ vai hắn nói. Tiểu Hạ làm rất tốt, tôi thật không có nhìn lầm cậu. Mặc kệ là tranh cãi với Trình Hy Học hay là Chu Toàn cho Thôi Hướng thì cậu đều kiên trì với nguyên tắc của chính mình. Điều này thật sự là rất khó. Khen Hạ Tưởng xong, ông ta lại nhắc lại đề tài vừa nãy. Tôi muốn biết 10 tỷ của cậu từ đâu mà có. Trần Phong thay đổi sắc mặt cực nhanh, có thể nói là trong nháy mắt nhưng cũng may là Hạ Tưởng đã sớm thích ứng với phong cách thật thật giả giả của Trần Phong. Vốn không giấu giếm điều gì nên hắn nói ra tính toán của mình. 10 tỷ khẳng định không thể đưa vào một lần, chỉ có thể đầu tư từng đợt một. Nhưng tôi rất lạc quan mà phỏng đoán rằng 10 tỷ chỉ là một con số rẻ rặt, trong vòng 3 đến 5 năm thì con số đầu tư sẽ vượt qua 10 tỷ. Điểm mấu chốt chính là khi bắt đầu thành lập thì cần phải có một tập đoàn đầu tư có tầm nhìn, có quyết đoán và có thực lực, vốn đầu tư phải một lần ít nhất phải 1 tỷ trở lên, mới có thể hoàn toàn thúc đẩy nền kinh tế của quận mới. Trước mắt, có rất nhiều công ty trong tỉnh Yến có thực lực như vậy nhưng có tầm mắt tinh tường và đầu óc quyết đoán thì chỉ có một, đó chính là tập đoàn Đạt Tài. Cách nói của Hạ Tưởng không phải là ăn nói lung tung mà là căn cứ vào kinh nghiệm của hai thế giới đưa ra kết luận. Sở dĩ Hạ Tưởng dám khẳng định tập đoàn Đạt Tài sẽ động lòng với quận mới, sẽ bỏ ra ít nhất 10 tỷ đầu tư lớn, chính là căn cứ vào những hiểu biết của hắn về thành Đạt Tài. Có thể nói toàn bộ phương hướng phát triển của toàn bộ tập đoàn Đạt Tài, ý nghĩ của thành Đạt Tài chính là ý nghĩ duy nhất, chính bởi vì thành Đạt Tài quá thông minh, rất có tài năng trong phương diện mua bán. Thế nên tập đoàn Đạt Tài có thể che khuất hào quang của tất cả những người có mưu trí. Hạ Tưởng đối với thành Đạt Tài cũng có hiểu biết đầy đủ. Cho nên hắn tin tưởng có thể đả động được thành Đạt Tài. Quận mới thành lập, hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ kinh doanh bất động sản của thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài tuyệt đối sẽ động tâm. Hạ Tưởng thậm chí không cần phải suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục thành Đạt Tài. Chỉ cần đem cơ hội này bày ra trước mặt ông ta thì ông ta sẽ giơ tay bắt lấy ngay. Bởi vì thành Đạt Tài rất muốn thực hiện kế hoạch kinh doanh bất động sản của mình tại thành phố Yến. Đời sau của thành Đạt Tài cũng muốn ôm giấc mộng mở rộng sản nghiệp kinh doanh bất động sản tại thành phố Yến, muốn mượn phía đông nam của thành phố Yến là thành phố Dương Quang để đầu tư bất động sản. Chẳng qua là thời vận không tốt. Đầu tư vào thành phố Dương Quang thật ra là rất tốt nhưng sau khi nhiệm kỳ mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh được thành lập đã phủ định toàn bộ ý định phát triển phía đông nam ban đầu của thành phố Yến, ngược lại lại đề xuất chiến lược phát triển hướng Tây Bắc, khiến cho giấc mộng của thành phố Dương Quang theo dòng nước cuốn trôi. Rơi vào đường cùng, thành Đạt Tài mới dẫn dắt người của mình hối hả ngược xuôi, khảo sát vùng Hải Nam và rất nhiều thành thị vùng Duyên Hải. Cuối cùng cũng đã xác định được một huyện Duyên Hải nhỏ để thực hiện giấc mộng sản nghiệp của mình. Rốt cuộc, ở địa phương phê duyệt một mảnh đất hoang hơn 32.000 hecta, dựng lên một quận mới với khu trung tâm sinh hoạt, khu nghỉ dưỡng, tổng vốn đầu tư lên đến 60 tỷ. Kỳ thật nếu có thể thực hiện kế hoạch bất động sản tại thành phố Yến thì cần chi phải đi tỉnh ngoài. Dù sao thì ở địa phương của mình cũng có ưu thế hơn, lại có sẵn một số lượng lớn tài nguyên để vận dụng. Thành phố Dương Quang tuy rằng có đầu tư nhưng so với tập đoàn Đạt Tài khổng lồ, không thể thỏa mãn được dã tâm thật sự của thành Đạt Tài. Chỉ có một quận mới với bản kế hoạch bất động sản trên mấy chục cây M2 mới có thể khiến cho thành Đạt Tài phải cam tâm mà rơi vào kế hoạch lớn của hắn. Tính toán của Hạ Tưởng giống như một bức tranh sơn dầu, đưa cho thành Đạt Tài một cây bút. Chỉ cần ông ta vẩy mực múa bút thì một bức tranh giang sơn sẽ hiện ra. Đó cũng chính là bức tranh giang sơn trong lòng Hạ Tưởng. Niềm tin của Hạ Tưởng không phải là niềm tin mù quáng mà là hắn căn cứ vào ý nghĩ phát triển của tập đoàn Đạt Tài đời sau cùng với những hiểu biết của hắn về thành Đạt Tài. Ông ta là một thương nhân có chủ nghĩa tinh thần nhân văn, là một nhà doanh nghiệp của chủ nghĩa lý tưởng. Hắn cũng là có một khí chất văn nhân, cũng có dũng khí dám vì thiên hạ. Nói tóm lại là cùng chung một lý tưởng. Hạ Tưởng và thành Đạt Tài kết giao không nhiều nhưng có nhiều chuyện không cần phải giáp mặt nhau mới nói được. Hắn có thể thấu hiểu nội tâm của thành Đạt Tài bởi vì thành Đạt Tài đã xuất bản mấy quyển sách tự thuật, ghi lại tiếng lòng chân thật của ông. Trước kia, Hạ Tưởng có suy nghĩ là thành Đạt Tài tiêu tiền để xuất bản mấy quyển sách rác rưởi, tạo nên hư danh. Nhưng sau này khi hắn biết rõ thành Đạt Tài thì hắn mới hiểu người này đối nhân xử thế rất chân thật.
Khi đọc kỹ tác phẩm của ông ấy thì mới càng thật sự hiểu rõ những suy nghĩ đăm chiêu của một học giả thành đạt tài. Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải là một người chắc hẳn phải vậy, sẽ không chỉ bằng phán đoán của hắn mà dám tùy tiện đưa ra hứa hẹn nguồn vốn đầu tư 10 tỷ với Trần Phong. Bởi vì trước đó vài ngày, lúc liên hệ với Thẩm Lập Xuân, uyển chuyển mà đưa ra rằng nếu tại thành phố Yến xuất hiện một mảnh đất mới để cho Chủ tịch Thành thỏa thích thực hiện giấc mộng đầu tư bất động sản của ông, thì Chủ tịch Thành sẽ xuất ra bao nhiêu tiền để hoàn thành giấc mộng đó. Thẩm Lập Xuân không hề do dự mà nói ra con số 10 tỷ. Hoàn cảnh của thành phố Dương Quang có hạn, bị vây giữa nội thành và các huyện nên mặc dù được coi như là hình thức bất động sản đầu tiên nhưng đối với khát vọng trong lòng thành đạt tài mà nói thì đây là một giới hạn quá lớn, không có đủ không gian để phát triển. Hạ Tưởng biết rằng, thành đạt tài tất nhiên sẽ nguyện ý vì quận mới thanh toán hóa đơn, và điều kiện tiên quyết là sẽ cung cấp đầy đủ chính sách ưu đãi cho ông. Trước khi gặp Trần Phong thì Hạ Tưởng cũng đã gọi điện thoại cho thành đạt tài hẹn xong thời gian gặp mặt. Tuy nhiên, hắn không nhắc đến vấn đề của quận mới, chỉ nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thành đạt tài không hỏi nhiều, chỉ cười sảng khoái mà đáp ứng. Hạ Tưởng cũng ít nhiều có điểm tự hào. Hiện tại Thành Đạt Tài là nhân vật hàng đầu của giới doanh kinh tỉnh Yến mà không phải ai muốn cũng có thể gặp được. Thậm chí là một phó thị trưởng muốn gặp Thành Đạt Tài cũng chưa chắc chỉ bằng một cuộc điện thoại là có thể hẹn xong thời gian gặp mặt. Vậy mà hắn vừa mới mở miệng, Thành Đạt Tài không chút do dự mà cho giờ hẹn, xem ra rất coi trọng hắn. Cho nên hắn mới 10 phần tin tưởng nêu ra tập đoàn Đạt Tài với Trần Phong. Tập đoàn Đạt Tài. Trần Phong nghe Hạ Tưởng nói xong, trầm ngâm không nói. Qua một lúc sau mới lên tiếng. Đúng là chỉ có tập đoàn Đạt Tài mới có thực lực và quyết đoán. Nhưng vấn đề là, cậu có dám chắc chắn tập đoàn Đạt Tài sẽ giúp chúng ta không? Chắc chắn. Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột. Trần Phong không rõ lắm về sự phát triển của tập đoàn Đạt Tài, càng không biết về sự nóng bỏng của vấn đề kinh doanh bất động sản của tập đoàn đó, càng không hiểu về khái niệm bất động sản. Tuy nhiên, lúc này Hạ Tưởng cũng không vội vã giải thích cho Trần Phong hiểu làm gì. Chỉ cần nói cho Trần Phong biết hắn có thể khiến cho tập đoàn Đạt Tài chấp nhận đầu tư là được. Tôi cam đoan có thể thuyết phục tập đoàn Đạt Tài. Chương 506, bố cục và báo cáo cuối ngày. Trần Phong sảng khoái nói. Cậu phụ trách đầu tư, còn tôi phụ trách bản kế hoạch mà thành phố đã duyệt. Nếu như vẫn chưa có sự đảm bảo của thành Đạt Tài trước thì tôi sẽ không trình lên tỉnh và thành phố đề nghị hình thành thêm quận mới. Tuy nhiên, về vấn đề hệ thống thủy lợi thì có thể đệ trình lên trên trong vòng một ngày. Hạ Tưởng thấy sự việc đã thông suốt liền cười nói. Nếu việc xây dựng quận mới khả thi thì chẳng phải ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ góp thêm ít tiền, phải hay không? Đừng cứ chằm chằm vào số tiền đó của ủy ban nhân dân thành phố. Trần Phong mỉm cười, tính ra một khoảng lớn với Hạ Tưởng. Cái tòa nhà quận ủy và ủy ban nhân dân quận, không phải là được thành phố ra tiền sao? Mở đường cho cầu, rất nhiều trang thiết bị thị chính, còn tăng thêm tiền lương cho không ít nhân viên nhà nước, v.v. Có hạng mục nào không tốn ít tiền, ở thành phố ít nhất cũng phải chi ra hơn 1 tỷ mấy. Không thể chỉ tính chi mà không tính thu vào. Sau khi quận mới được thành lập thì nói không chừng chỉ sau 2 năm thu nhập từ thuế thì đã có thể tự thu tự chi. Về sau sẽ có khả năng đáp ứng ít nhiều yêu cầu mà bên trong cần, mang đến ít nhiều cơ hội nghề nghiệp. Bí thư Trần. Mặc kệ là phương diện tính toán như thế nào thì đối với ngài đều là sự kinh doanh có lời. Hạ Tưởng trước mặt Trần Phong luôn nói đùa một cách tự nhiên, ít khi làm ra vẻ. Đây cũng chính là điểm khiến cho Trần Phong có đôi chút thích hắn. Trần Phong cười ha hả. Tốt lắm, cậu cũng nên báo cáo với Tăng Chu một chút, giải thích cho ông ấy được rõ. Khi nào có tin tức chính xác về tập đoàn Đạt Tài thì lập tức nói cho tôi biết. Hạ Tưởng gật đầu đồng ý. Hắn cũng đã sớm tính toán sẽ báo cáo lên Tăng Chu, nếu không sẽ khiến cho Tăng Chu có ý kiến đối với hắn. Khi chưa kịp ra đến cửa đã nghe tiếng Hồ Tăng Chu bên ngoài. Bí thư Trần có ở trong phòng không? Tôi có việc cần báo cáo với ngài một chút. Vừa lúc Hồ Tăng Chu không mời mà đến, Hạ Tưởng đỡ mắc công đi một chuyến. Sau khi chờ cho Hồ Tăng Chu báo cáo xong với Trần Phong thì hắn cũng sẽ đem chuyện vừa rồi báo cáo lại cho ông ta. Lúc trước Hồ Tăng Chu đã nghe qua ý tưởng về việc hoàn thành hệ thống thủy lợi và xây dựng thêm quận mới của Hạ Tưởng thì trong lòng luôn tràn trề hy vọng nhưng do điều kiện vẫn chưa chín mùi. Khi thành phố Yến được lựa chọn làm thành phố thí điểm thứ hai, ông ta trong lòng âm thầm chuẩn bị nhưng dù sao đây cũng là một sự việc trọng đại.
giai đoạn trước đầu tư chính là giai đoạn mấu chốt nên vẫn không có gì tiến triển quá lớn. Ông ta cũng muốn đề cập qua việc này với Hạ Tưởng. Còn chưa kịp chủ động tìm Hạ Tưởng thì hắn đã xuất hiện. Hồ Tăng Chu chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung tâm trạng của ông ta là hỉ xuất vọng ngoại, vui mừng quá đỗi, và 4 chữ để hình dung hành động của Hạ Tưởng là tuyết trung tống than, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khi ông ta nghe được tin Hạ Tưởng chuẩn bị ra mặt thuyết phục tập đoàn đạt tài đầu tư 10 tỷ thì rất kích động, cầm lấy tay Hạ Tưởng nói. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến với cậu. Hiện tại, Hạ Tưởng chính là người của tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, thân phận cũng là lãnh đạo của tỉnh. Mặc dù cấp bậc không cao nhưng sự việc Hồ Tăng Chu bày tỏ sự trịnh trọng đối với hắn cũng không phải là chuyện lạ. Tuy hơi khoa trương một chút nhưng cũng không phải là tình huống đặc biệt. Chủ yếu là suy xét của Hạ Tưởng rất chu đáo khiến cho Hồ Tăng Chu mừng rỡ đến hơi thất thố một chút. Hạ Tưởng vội vàng nói mấy lời khách sáo. Trước mặt Hồ Tăng Chu, hắn cũng không dám tỏ ra tự cao tự đại. Trần Phong đứng một bên buông lời trêu ghẹo. Tăng Chu và Tiểu Hạ không cần phải khách sáo. Nói không chừng sau này hắn sẽ là cấp dưới của chúng ta. Hồ Tăng Chu đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra, cười ha hả. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hạ Tưởng rời khỏi tòa nhà thành ủy nhưng không hề chú ý đến có hai ánh mắt đang chăm chú theo dõi bóng dáng của hắn. Hạ Tưởng đang ra sức thúc đẩy việc hoàn thành hệ thống thủy lợi và xây dựng thêm quận mới. Chúng ta có cần phản đối hay không? Đàm Long vẻ mặt âm trầm nói. Phản đối? Vì sao lại phản đối? Chẳng những chúng ta không phản đối mà còn phải ủng hộ mạnh mẽ. Phó Tiên Phong nét mặt có ý cười, nhìn ô tô của Hạ Tưởng biến mất khỏi cổng tòa nhà liền đưa ra những tấm ảnh mới chụp cho Đàm Long. Hạ Tưởng đã thay chúng ta làm tốt các công việc giai đoạn đầu. Chúng ta sẽ ngồi yên mà ngư ông đắc lợi. Đàm Long tiếp nhận những bức ảnh mừng rỡ nói. Hạ Tưởng cũng có vợ bé à, còn có cả đứa con nữa chứ. Nếu trực tiếp đưa những tấm ảnh này đến ủy ban kỷ luật thì xem hắn còn kiêu ngạo được bao lâu. Phó Tiên Phong lắc đầu cười nói. Cậu nhìn lại xem cô gái trong tấm ảnh là ai. Đàm Long cẩn thận nhìn qua nhìn lại vài lần liền kêu lên sợ hãi. Liên Nhược Hạm của tập đoàn Viễn Cảnh. Chẳng trách lúc trước Hạ Tưởng ra sức nói đỡ cho tập đoàn Viễn Cảnh. Hóa ra là hắn và Liên Nhược Hạm đã có quan hệ mờ ám từ trước. Dừng lại một chút, Đàm Long còn nói. Bất kể cô ta là ai thì nếu báo cáo lên ủy ban kỷ luật, chẳng lẽ lại không trực tiếp lật đổ được Hạ Tưởng sao? Phó Tiên Phong giơ tay thu hồi những tấm ảnh trong tay Đàm Long, lắc đầu nói. Liên Nhược Hạm tuy họ Liên nhưng cậu có biết ba và ông nội của cô ấy là ai không? Đàm Long lắc đầu một cách khó hiểu. Ba của cô ấy tên là Ngô Tài Dương, chú là Ngô Tài Giang, còn ông nội là ai thì có cần tôi nói ra luôn không? Phó Tiên Phong vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn Đàm Long một cái. Đàm Long cảm thấy lạnh cả sống lưng. Gã ngồi xuống ghế, vô cùng khiếp sợ nói. Quả thật rất kinh người, rất khiến người khác khó tin. Phó Tiên Phong gật đầu. Đây đích thực là thân phận thật của Liên Nhược Hạm. Không có bao nhiêu người biết đâu. Nếu tấm ảnh này lọt vào tay người khác và thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Thứ nhất là sẽ bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh áp chế dưới sự gợi ý của Diệp Thạch Sinh và không ai dám đề cập đến việc này. Thứ hai là Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ tung hết sự việc của Hạ Tưởng ra và hắn sẽ bị miễn chức. Nhưng không lâu sau đó, tất cả những nhân viên có liên quan đến sự việc đó có người sẽ bị điều đi hoặc cũng có người không còn được trọng dụng nữa. Bởi vì bọn họ không có ý định chọc giận Ngô gia và Ngô gia sẽ không để cho mọi người biết chuyện của Liên Nhược Hạm. Đàm Long hít sâu một hơi. May mắn là có anh nhắc nhở, nếu không tôi đã đem tấm ảnh này đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh và hậu quả nhận lãnh sẽ rất nghiêm trọng. Phó Tiên Phong cười ha hả nói tiếp. Đừng nói là cậu, nếu chính bản thân tôi mang tấm ảnh đó đi nộp, cho dù Hạ Tưởng có bị miễn chức thì tiền đồ của tôi tại tỉnh Yến cũng xem như xong rồi. Nói không chừng, khi quay về thủ đô thì Ngô gia cũng sẽ kiện chúng ta. Thế thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nắm được thóp của Hạ Tưởng mà lại không dùng được? Lại để cho hắn tiêu diêu tự tại sao? Bị Phó Tiên Phong hù dọa, Đàm Long hoàn toàn nhụt chí, không còn chủ ý của mình. Sự việc của Ngô gia thì phải có người của Ngô gia giải quyết. Bất cứ kẻ nào nhúng tay vào sẽ bị Ngô gia triệt hạ hết. Phó Tiên Phong đã sớm có đối sách của mình. Vào thời điểm mấu chốt,
trực tiếp mang hai tấm ảnh đến Ngô gia. Mượn dao giết người mới là kế sách cao minh nhất. Thời điểm mấu chốt, tại sao không phải là bây giờ? Đàm Long cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt câu hỏi. Nhưng khi lời vừa thốt ra khỏi miệng thì lập tức hiểu ý mà mỉm cười. Hiểu rồi, trước tiên là muốn cho Hạ Tưởng hoàn thành xong công việc của mình rồi mới ra tay. Đến lúc đó chúng ta vừa có thể ngồi mát ăn bát vàng, vừa lấy được công trạng trong việc thành lập quận mới làm của riêng, lại còn có thể một cước đá văng Hạ Tưởng. Một công đôi việc, quả nhiên là diệu kế. Phó Tiên Phong chỉ cười mà không nói gì, nắm chặt tay cười tự đắc nói. Nếu tôi không đoán sai thì Hạ Tưởng muốn mượn việc thành lập quận mới để tiến thêm một bước đảm nhận chức bí thư quận mới hoặc chủ tịch quận, cấp phó giám đốc sở mà thôi. Nếu đến lúc hắn bị đánh bật ra, lại lọt vào tầm chỉ trích của nhiều người thì cậu nói xem chúng ta là những người đứng xem có thể còn có điểm nào không đành lòng nữa. Đàm Long cười ha hả. Từ thành ủy đi ra, Hạ Tưởng đến thẳng trụ sở chính của công ty bất động sản Giang Sơn. Công ty bất động sản Giang Sơn từ lúc thành lập đến nay, sau khi tiếp nhận bất động sản Lĩnh Tiên đã bắt tay vào vận hành và khai thác một hạng mục khu nhà mồ sang trọng của núi Tây Thủy. Mặc dù đã kiếm được doanh thu không ít nhưng vẫn rất khiêm tốn. Ngoại trừ tiếp tục mở rộng khu nhà mồ ở núi Tây Thủy ra thì không mở rộng thêm ở các nơi khác khiến cho những người trong ngành bất động sản tỉnh Yên cảm thấy rất khó hiểu. Khiêm tốn trong tầm mắt của dân chúng chính là một trong những sách lược kinh doanh của Hạ Tưởng. Bởi vì công ty bất động sản Giang Sơn khai thác việc xây dựng khu nhà mồ là việc kiếm tiền đầu tiên. Còn mục đích chính của hắn là bản kế hoạch to lớn trong việc hình thành quận mới. Bởi vì bất động sản Giang Sơn là dựa vào việc xây dựng nhà mồ để lập nghiệp, nhất định là phải tận khả năng khiêm tốn mà làm việc, làm cho người ta quên đi đời trước của bất động sản Giang Sơn. Bởi vì trong suy nghĩ của Hạ Tưởng cho rằng công ty bất động sản Giang Sơn phải ở trong thiết lập quận mới, tung hoành ngang dọc. Cho dù là có thành công, được mọi người tuyên dương trước kia là dựa vào nhà mồ lập nghiệp, tuy nói rằng không là gì nhưng trong nền kinh tế thị trường thì cũng có sự bất lợi. Lực lượng sống trong ngành bất động sản, vẫn là người sống, nhưng đối với kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng thì bất động sản Giang Sơn cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thời điểm bố cục bất động sản Giang Sơn đã đủ chín mùi, hiện tại cũng đến lúc phải báo cáo cuối ngày rồi. Khi đến công ty bất động sản Giang Sơn, người tiếp đón vẫn là cô tiếp tân mặt tròn có diện mạo xinh đẹp với nụ cười thường trực trên môi. Mặc dù Hạ Tưởng đã lâu không đến nhưng cô vẫn còn nhớ rõ Hạ Tưởng, vội vàng mỉm cười hướng về Hạ Tưởng chào hỏi. Hạ Tưởng gật đầu cười. Dạo gần đây đẹp ra nhỉ, sắc mặt hồng hào lên rất nhiều, để anh đoán xem. Có bạn trai. Cô em mặt tròn vừa mừng vừa sợ nói. Chà, làm sao mà anh biết được vậy? Hạ Tưởng còn chưa kịp nói đùa với cô hai câu thì thấy Tôn Hiện Vĩ từ bên trong bước ra, vẻ mặt mờ ám tươi cười nói. Để anh nói cho em biết làm sao mà cậu ấy chỉ cần liếc mắt một cái thì đã biết em có bạn trai. Là bởi vì... Hạ Tưởng vội vàng cắt ngang lời nói của Tôn Hiện Vĩ. Im ngay, không có ngà voi thì đừng có há mồm, răng nanh thật là hiểm. Tôn Hiện Vĩ không có phản ứng gì chỉ hỏi một câu. Cái gì răng nanh? Nhưng sau đó lập tức tỉnh ngộ, vừa tức giận vừa cười nói tiếp. Mắng người mà cũng vòng vo tam quốc, anh thật thích hợp làm nhân viên ngoại giao đấy. Không được, không được. Hạ Tưởng vội vàng khiêm tốn nói. Tôi còn trẻ tuổi, nếu nói làm nhà ngoại giao thì chỉ có mạnh miệng mà thôi. Nhà ngoại giao yêu cầu là tuổi đời phải cứng, tính tình chững chạc, ngoài ra còn có một điểm, da mặt phải dày một chút. Điều quan trọng là khi phát ngôn câu nào phải chắc câu đó. Chứ không được nói câu này lại mang ý nghĩa khác. Lời nói thế nào sẽ mang ý nghĩa khác? Chúng ta nên tỏ vẻ khiếp sợ đối với loại này. Chúng ta nên tỏ vẻ oán giận đối với loại này. Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ vừa đi vừa nói chuyện, biểu đạt sự thông cảm của cá nhân hắn đối với một nhà ngoại giao. Nếu muốn trở thành một nhà ngoại giao có tiêu chuẩn thì điều đầu tiên là không nên có quá nhiều tình cảm. Nhưng thật đáng tiếc, tôi hiện tại tình cảm rất phong phú. Tôn Hiện Vĩ cũng không đơn giản, lập tức hiểu rất nhanh, hai mắt sáng lên nói. Sao, lại mới có thêm người thứ ba à? Hạ Tưởng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Suy nghĩ của anh có thể bình thường lại một chút không? Đúng là con lợn. Hạ Tưởng đã lâu không đến công ty bất động sản Giang Sơn nên khi hắn vừa xuất hiện, đám người Tiêu Ngũ, Chu Hổ đã nhiệt tình mà vây quanh lại, vẻ mặt háo hức.
Công ty bất động sản Giang Sơn tuy là khiêm tốn nhưng thuộc loại hình tuy nhàm chán nhưng phát tài to. Chỉ với sáng kiến xây dựng khu nhà mồ đã khiến cho công ty bất động sản Giang Sơn hơn một năm sau khi đấu thầu đã kinh doanh có lời đến 4, 500 triệu. Điều này khiến cho Tiêu Ngũ kinh ngạc đến khó tin, còn Chu Hổ thì cao hứng đến quên hết tất cả. Chu Hổ khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới lời được mấy triệu. Khi gia nhập công ty bất động sản Giang Sơn, thời gian hơn một năm, số vốn đã tăng lên mấy chục triệu. Hơn nữa y lại còn rất thoải mái, hàng ngày lái xe chạy mấy vòng đến núi Tây Thủy để giám sát một chút tiến độ và chất lượng thi công. Sau đó thì kiếm quán rượu nào đó vào làm vài ly. Cuộc sống giống như thần tiên, còn tiền kiếm được thì cứ vô ào ào như nước. Chu Hổ đối với Hạ Tưởng thì bội phục sát đất, đến bây giờ y mới biết được người thông minh kiếm tiền chỉ dựa vào đầu óc, sáng kiến, là dám vì thiên hạ trước. Chỉ có những người ngu ngốc kiếm tiền bằng cách bán đứng thể lực và nhân cách. Bởi vậy, Chu Hổ hiện tại đối với lời nói của Hạ Tưởng đều rất tôn thờ. Vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện thì đã buông lời khen ngợi Hạ Tưởng lợi hại, quả thực chính là thần tiên hạ phàm, có bản lĩnh biến dở thành hay. Giang Thiên liền khuyên Chu Hổ chăm chỉ làm việc, nói ít lại, không gây chuyện, kiên quyết nghe theo chỉ bảo của Hạ Tưởng. Chu Hổ liền vỗ ngực nói. Muốn hỏi Chu Hổ tôi hiện tại phục người nào nhất thì tôi xin trả lời, không phải là cha mẹ ruột, cũng không phải là cô dì, chú bác, cũng không phải Giang Thiên cậu mà chính là trưởng phòng Hạ. Nghe xong, Giang Thiên thấy dở khóc dở cười. Tuy nhiên Chu Hổ đối với Hạ Tưởng thì nói gì nghe nấy nên rất yên tâm. Hạ Tưởng có thể khiến cho Chu Hổ tâm phục khẩu phục, đối với gã cũng là một sự kiện tốt. Hơn nữa, Chu Hổ hiện tại so với trước kia thì quả thật làm cho người khác yên tâm rất nhiều. Tuy rằng cũng có lúc chợt lên cơn điên, ăn nói khoác lác nhưng cũng không đến nỗi như trước kia. Khi nói mạnh miệng hai câu thì vội vàng câm miệng, nhanh chóng giải thích cho trưởng phòng Hạ. Tuy miệng lưỡi của y lưu loát dẫn đến ăn nói lung tung nhưng mặc kệ như thế nào thì sự tiến bộ của Chu Hổ cũng khiến cho Giang Thiên thấy vui ở trong lòng. Bởi vậy, gã cũng rất khâm phục Hạ Tưởng, liền cầm lấy tay của hắn mà tỏ ý tán thưởng vô cùng. Kỳ thật thì Giang Thiên đã khen lầm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không phải có tâm thu phục Chu Hổ, hắn bận tối mắt tối mũi làm gì có thời gian suy nghĩ đến Chu Hổ. Chu Hổ đối với hắn có sự kính nể hoàn toàn là vì nhân cách và tài trí của hắn có sức hấp dẫn khiến cho Chu Hổ phải thán phục. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng đã sớm thấy được Chu Hổ có thể giáo dục lại lần nữa. Nếu không hắn đã không trọng dụng y. Niềm tin của Hạ Tưởng đối với Tiêu Ngũ thì không cần phải nói. Tôn Hiện Vĩ bình thường thì thời điểm chủ sự ở công ty bất động sản Giang Sơn là nhiều nhất. Nhưng nói đến nhân vật trung tâm của công ty bất động sản Giang Sơn, lại là Hạ Tưởng người ít lộ diện nhất. Tôn Hiện Vĩ cũng rất phục, công ty bất động sản của gã cho đến bây giờ hạng mục kiếm tiền nhiều nhất chính là khu chợ cải phố Thập Lý mà Hạ Tưởng đã gợi ý lần trước. Sau đó gã cũng đã khai thác những chỗ khác nhưng tiền lời lại không bằng phố Thập Lý. Có thể nói phố Thập Lý đối với gã là một mỏ vàng. Số tiền thu được hàng năm không thua gì việc xây dựng mới một khu chung cư loại nhỏ. Xây chung cư loại nhỏ thì phải lo lắng gắng sức, lại hơi phiêu lưu. Còn đối với việc kinh doanh này ở phố Thập Lý thì chỉ cần ở nhà mà thu tiền thôi. Tôn Hiện Vĩ đã suy nghĩ về việc đề nghị Hạ Tưởng sẽ giúp gã tìm một hạng mục kiếm tiền thật tốt khác. Chẳng qua là lần nào Hạ Tưởng cũng từ chối, bảo là chưa đến thời cơ. Hạ Tưởng đã nói như vậy thì gã cũng không muốn hỏi tiếp. Dù sao để có thể tìm được một hạng mục tốt có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hôm nay, Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện tại công ty bất động sản Giang Sơn, Tôn Hiện Vĩ liền theo bản năng mà cảm giác chuyện tốt sắp đến đây. Gã cảm thấy rất hứng thú, cho dù có bị Hạ Tưởng mắng là xuồng xã như heo cũng không sao. Trong triết lý cuộc sống của gã, đàn ông không xuồng xã, thì phụ nữ không đổ. Nên bị cho là xuồng xã như heo. Cũng không cho là chuyện nghiêm trọng. Hạ Tưởng cũng chính là mượn cái da mặt dày của Tôn Hiện Vĩ. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ ngồi của mình, như các vì sao vây quanh mặt trăng, vây Hạ Tưởng vào bên trong. Tiêu Ngũ ngồi trước mặt hắn, hơi cong người lại. Hạ Tưởng liền cười hỏi y. Thế nào, dạo này tình cảm với Phượng Mỹ Mỹ đã phát triển đến đâu rồi? Hạ Tưởng chỉ là thuận miệng hỏi nhưng Tiêu Ngũ lại tưởng là thực, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói. Chỉ mới hôn thôi chứ chưa đi quá xa. Phượng Mỹ Mỹ nói nếu chưa kết hôn thì chưa được làm gì cả. Ha ha! Tôn Hiện Vĩ cất tiếng cười to. Y không nghĩ đến Tiêu Ngũ lại thành thật như vậy.
vừa hỏi một câu đã lập tức giải thích rõ ràng như vậy. Y liền vội vàng hướng Tiêu Ngũ truyền thụ kỹ thuật tán gái tâm đắc nhất của y. Không được, nếu khi kết hôn mới lên giường với nhau thì làm sao mà anh biết cô ấy có còn trinh tiết hay không? Làm sao mà biết được cuộc sống sau hôn nhân của hai người có hòa hợp hay không? Kết hôn là chuyện đại sự cả đời. Nếu chẳng may không hòa hợp thì chẳng phải là không thể cứu vãn sao? Tiêu Ngũ bướng bỉnh nói. Tôi biết Phượng Mỹ Mỹ vẫn còn là con gái mà. Chỉ hôn môi mà biết cô ấy còn con gái. Cậu đúng là thần kỳ. Tôi thật sự khâm phục cậu đấy. Tôn Hiển Vĩ đã trải qua vô số phụ nữ, tự nhận sự hiểu biết của mình về phụ nữ cao hơn so với Tiêu Ngũ. Nói cho anh biết Tiêu Ngũ, đàn bà so với đàn ông còn đáng sợ hơn nhiều. Khi anh và cô ấy quan hệ với nhau, trên giường có vệt máu đỏ thì anh cũng không thể cam đoan là cô ấy chưa từng ngủ với ai hay là đã ngủ rồi sau đó đi vá lại. Kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm, chỉ có anh là lạc hậu thôi. Lúc này Chu Hổ tận dụng cơ hội nói chen vào một câu. Muốn tìm con gái còn trong trắng thì phải đến những vùng nông thôn lạc hậu. Tôi đây khi kết hôn với vợ tôi thì cái gì cũng không biết. Khi tôi hôn môi thì cô ấy còn hất tôi sang một bên. Nói rằng cô ấy rất khỏe, sao lại đi hô hấp nhân tạo cho cổ làm gì? Thế anh bảo rằng cái này là cái gì? Cô ấy biết gọi là hô hấp nhân tạo mà lại không biết hôn môi. Tất cả mọi người đều phá lên cười. Khi nói đến đề tài phụ nữ, Tôn Hiển Vĩ mặt mày hớn hở, liền nghĩ đến một sự kiện thú vị. Lần trước tôi đến công ty của Thù Lê, thấy một cô gái xinh đẹp tên là Lam Miệt, thân hình cũng không thua kém Phượng Mỹ Mỹ. Tôi liền cảm thấy động tâm tư. Muốn đi trêu ghẹo một chút. Nhưng kết quả là cô bé kia thật lợi hại, chả treo lại tôi một câu khiến cho tôi cả nửa ngày cũng không thốt ra lời. Tiêu Ngũ cũng biết Lam Miệt, đồng thời cũng có ấn tượng tốt đối với cô ấy, liền nói. Ai bảo hình ảnh của anh trong mắt Lam Miệt không được tốt? Sai, sai lầm lớn. Tôn Hiển Vĩ lắc đầu, sau đó lại than thở nói. Lam Miệt nói, vừa gặp anh thì đã nhìn thấy cặp mắt trũng sâu của anh. Chút thần thái cũng không có, khẳng định là buông thả dục vọng quá độ. Vậy thì đàn ông như anh chỉ nhìn mà không dùng được, ai mà cần. Mọi người cười phá lên. Tôn Hiển Vĩ mặt mày nhăn nhó nói. Lúc ấy tôi như cảm thấy thiên lôi đánh chúng vậy, dường như có luồng điện chạy ngang người, cả nửa ngày cũng không thể phản ứng được. Cuối cùng không thể nói lại được với Lam Miệt câu nào, liền bỏ của chạy lấy người. Công ty chúng ta không thiếu người đầu gỗ cho nên không cần ở chỗ này để làm vướng bận thêm. Lam Miệt quả thật là một cô gái lợi hại. Từ sau khi cô và Phương Cách phát sinh yêu đương, tính cách mạnh mẽ, cứng rắn bên trong liền bộc lộ ra ngoài. Phương Cách cũng bị cô quản rất chặt. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Lam Miệt quản Phương Cách chặt chẽ như vậy cũng khiến cho Phương Cách tự hạn chế mình, không còn cả ngày lười nhác mà không có một chút mạnh mẽ nào. Vui đùa đã qua đi. Hạ Tưởng liền vào chủ đề chính, nói ra mục đích hôm nay hắn đến đây. Chương 507, hội tụ và gặp lại. Thành phố có hai dự án cần khởi công, một cái là hoàn thành hệ thống thủy lợi, một cái là thành lập thêm quận mới. Đối với việc hoàn thành hệ thống thủy lợi, chúng ta không cần nhúng tay, bởi vì chúng ta không có tư chất thiết lập công trình thành phố, nhưng việc thành lập một quận mới với hàng chục cây M2. Chẳng những đối với thành phố Yến mà thậm chí đối với tỉnh Yến mà nói thì đây là một sự kiện trọng đại. Hạ Tưởng nói một hơi khiến cho mọi người nhiệt huyết dâng trào, suy nghĩ đến việc thực hiện lý tưởng của mình tại một mảnh đất mênh mông, vô bờ. Đây chính là sự kiện làm phấn chấn lòng người. Đối với công ty bất động sản Giang Sơn thì đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Công ty chúng ta có thể mượn cơ hội thành lập quận mới này một bước phút thẳng lên trời hay không? Có thể từ thành phố Yến phát triển ra tỉnh Yến hay không, rồi trở thành một tập đoàn bất động sản lớn trên cả nước, vận mệnh nằm trong hành động lần này. Nằm ở chúng ta có thể có sự nhạy bén mà nắm bắt thời cơ hay không, ra tay một cách quyết đoán, trong quận mới, tìm kiếm chỗ đứng cho mình. Hạ Tưởng một lần nữa nâng cao tinh thần cho tất cả mọi người. Tiêu Ngũ nắm chặt hai tay, vẻ mặt kiên định nói. Anh Hạ, anh hãy nói em làm, anh vạch ra phương hướng cho em. Em sẽ theo đó mà tiến hành. Tôn Hiển Vĩ cười ha hả. Tôi chờ cậu ra tay lần nữa, đã rất lâu rồi, gần được một năm rồi. Rốt cuộc thì cũng nghe được lời nói làm phấn chấn lòng người. Chu Hổ xoa xoa tay cười nói. Tôi là người quê mùa, không có gì để nói, nhưng nếu có hộ nào mà khó cưỡng chế thì tôi sẽ đến giải quyết, cam đoan là sẽ xong ngay.
Hạ Tưởng còn chưa kịp lên tiếng thì chợt nghe bên ngoài một thanh âm truyền đến. Có chuyện tốt mà không gọi tôi nhỉ? Đúng là không phải bạn tốt rồi. Tối nay mọi người phải mời khách đó. Lý Hồng Giang bước vào. Hạ Tưởng trên đường đi đã gọi điện thoại thông báo cho Lý Hồng Giang. Lý Hồng Giang bị kẹt xe nên đến trễ. Sau khi gặp mặt lại không khỏi nói đùa vài câu. Sau đó, Hạ Tưởng lại tỉ mỉ thuật lại việc thành lập quận mới. Quận mới một khi đã được duyệt thì trước tiên phương án quy hoạch được trình qua cho Cục Quy hoạch thành phố. Sau khi được thông qua thì lại chuyển sang cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn. Như vậy thì xem như quận mới đã được thành lập. Lúc này, thành phố sẽ có hai hạng mục quan trọng được tiến hành đồng thời. Thứ nhất là xác định nhân sự và cơ cấu cho quận mới. Đây chính là việc quan trọng nhất. Thứ hai là cần thu hút vốn đầu tư trong cả nước, sàng lọc những xí nghiệp phù hợp với quận mới. Định vị cho quận mới là cái gì? Định vị của công ty bất động sản Giang Sơn trong việc xây dựng quận mới lại là cái gì? Lý Hồng Giang liền mở miệng hỏi điểm mấu chốt nhất, y liền cao hứng nói tiếp. Không được, tôi phải từ chức ở công ty xây dựng số 2, mượn việc thành lập quận mới làm thời cơ tốt để làm một trận lớn. Lý Hồng Giang không ngừng biểu lộ ý niệm phải từ chức ở công ty xây dựng số 2. Hạ Tưởng đã khuyên y bỏ đi ý tưởng này trong đầu. Bước tiếp theo phải nghĩ ra biện pháp thích hợp, đó chính là cho anh làm tổng giám đốc công ty xây dựng số 2. Cho nên đừng nghĩ đến việc từ chức nhé. Một câu nói khiến cho Lý Hồng Giang như mở cờ trong bụng. Y cười ha hả nói. Thật là cảm ơn trưởng phòng Hạ, xem như vị trí tổng giám đốc của công ty xây dựng số 2 đã thuộc về tôi. Tôi lúc đó chẳng phải là đã được thăng chức rồi sao? Nếu có thể được làm nhân vật số 1, thì làm thêm vài năm cũng không sao. Hạ Tưởng liền cười. Chỉ cần anh hết lòng với tôi sẽ giúp anh nghĩ cách. Sau khi cười xong, hắn liền nói tiếp. Những hạng mục trong quận mới là giải trí, thư giãn và nhân văn, các khu hành chính, triển lãm, văn hóa, thể dục thể thao, doanh nghiệp tài chính V làm khu trung tâm của thành phố. Sau khi công ty bất động sản Giang Sơn tiến vào quận mới, thì sẽ lấy việc khai thác nhà ở cho người thu nhập thấp là chính. Tôn Hiện Vĩ cảm thấy khó hiểu nói. Khi hệ thống thủy lợi hoàn thành thì toàn bộ quận mới sẽ ở hai bên bờ sông Hạ Mã. Nếu có thể làm tốt quy hoạch trước thì khẳng định có thể dựng lên những căn nhà và biệt thự sang trọng ở hai bên bờ sông này. Tại sao chúng ta lại không khai thác những khu nhà ở cao cấp và biệt thự mang lại lợi nhuận cao mà lại là nhà ở cho người có thu nhập thấp? Tiêu Ngũ dường như là đã hiểu ra cái gì liền nói. Hay là thay chính phủ giúp đỡ nhân dân? Hạ Tưởng cười gật đầu nói. Đúng, đó chính là thay chính phủ giúp đỡ cho nhân dân, tạo hình tượng cho công ty bất động sản Giang Sơn. Nhưng đó chỉ là việc thứ nhất mà thôi. Còn một suy xét quan trọng khác là, khẳng định có không ít tập đoàn lớn nhìn thấy được triển vọng khu nhà ở cao cấp của quận mới. Cho nên sẽ chen chúc nhau mà chen chân vào. Trong đó chắc chắn tập đoàn Đạt Tài sẽ xuất ra một khoản kinh phí lớn vào cuộc đánh cược này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đi lối tắt mà đầu tư vào loại hình nhà cho người thu nhập thấp một cách có chuyên môn. Không nên coi thường loại hình này, bởi vì khi thành lập quận mới phải trưng dụng đất đai địa phương, sẽ có rất nhiều hộ gia đình trong diện giải tỏa sẽ quay trở lại tái định cư, và cần chính phủ ra mặt giải quyết. Công ty bất động sản Giang Sơn sẽ thay mặt chính phủ giải quyết những việc này. Do đó, chắc chắn sẽ nhận được những chính sách chiếu cố. Tôn Hiện Vĩ nghe xong liền lên tiếng. Cũng là anh biết nhìn xa trông rộng, tính toán lâu dài. Với thực lực của công ty bất động sản Giang Sơn hiện tại thì đầu tư vào khu nhà ở cao cấp cần phải cố hết sức, tính toán cẩn thận. Nếu chẳng may có sơ suất thì khả năng tài chính sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu phát triển mô hình nhà ở cho người có thu nhập thấp thì thu nhập từ thuế và cho vay khẳng định sẽ được ưu tiên chiếu cố đầu tiên. Đến lúc đó, chúng ta vừa tạo ngay được hình tượng cho mình, đồng thời phát triển quận mới đi từ nhỏ đến lớn. Nếu như vậy thì ít nhất cũng cần đến 3 năm để hình thành nên quy mô của nó. Những người còn lại sau khi phân tích mới hiểu được những tính toán lâu dài của Hạ Tưởng nên đều tỏ vẻ tán thành, xem như đã định hướng cho sự phát triển về sau của công ty bất động sản Giang Sơn. Khi đã bàn bạc chuyện đại sự xong, Tôn Hiện Vĩ liền la hét ầm ĩ đòi tụ họp, phải ra ngoài uống rượu. Nói đã lâu rồi mọi người chưa tụ tập lại uống rượu với nhau. Hạ Tưởng không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay. Tôn Hiện Vĩ đề nghị đến nhà hàng Tiêu Giao Cư mới khai trương. Y hứng chí tưng bừng nói. Ở bên cạnh Giao Trì, rất gần chỉ cách hai căn, trong Giao Trì có mấy em xinh đẹp vô cùng,
mà các cô em của Giao Trì đều như tươi ngon mọng nước, mấy cô bên thành phố Yến thì không thể sánh bằng, chỉ một thân da thịt so ra còn kém vài bậc. Hắc hắc, Hạ Tưởng tuy rằng là bị cái tính phong lưu của Tôn Hiện Vĩ làm cho tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng cũng không miễn cưỡng, vẫn là như mong muốn của y, cùng đến Tiêu Giao Cư. Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn, Tiêu Ngũ liền nghe điện thoại, sau đó vẻ mặt ngượng nghịu hướng về Hạ Tưởng xin ý kiến. Phượng Mỹ Mỹ vừa lúc cũng ở gần đây, cô ấy cũng muốn tham gia cho vui. Hạ Tưởng liền nói, cô ấy tham gia cũng tốt, cũng không phải người ngoài. Tôn Hiện Vĩ liền ồn ào. Đúng rồi, mau mời người đẹp đến đây đi chứ. Tiêu Ngũ khó xử nhìn Tôn Hiện Vĩ liếc mắt một cái. Cũng bởi vì có anh ở đây, nên tôi mới không muốn cho Mỹ Mỹ qua đây. Tất cả mọi người liền cười Tôn Hiện Vĩ, Tôn Hiện Vĩ nghiêm nét mặt, có một chút xấu hổ nói. Chẳng lẽ hình tượng của tôi lại xấu như vậy sao? Thôi rồi, hình như hình tượng của tôi đã bị mấy người phá hỏng rồi. Về sau nhất định là phải đạt được hình tượng giống như công ty bất động sản Giang Sơn, tranh thủ tạo ánh hào quang cho mình. Lời còn chưa dứt thì bên cạnh liền xuất hiện một người đẹp đi ngang qua. Ánh mắt Tôn Hiện Vĩ liền dán lên thân hình người đẹp, mọi thứ vừa nói liền quên hết sạch, chỉ lo chăm chú vào dáng người cô gái mà thôi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang Tiêu Ngũ nói. Cậu tự xem mà làm là được, Mỹ Mỹ muốn tới đây, làm quen một chút cũng tốt. Kiếp trước Hạ Tưởng và Phượng Mỹ Mỹ đã từng có một khoảng thời gian dài ở chung với nhau. Giữa hai người tuy không có tình yêu nam nữ nhưng vẫn có tình bạn sâu nặng. Hắn vẫn luôn để tâm mà chiếu cố cô, chỉ tiếc là cô rất bướng bỉnh cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn. Thà một mình giúp Tiêu Ngũ trả hết nợ trong nhà. Kiếp này hắn và Phượng Mỹ Mỹ vẫn chưa có tiếp xúc thật sự. Chỉ có điều hắn vẫn nghe nói mối quan hệ giữa cô ấy và Tiêu Ngũ rất tốt. Hắn cảm thấy vui mừng khi hai người chung quy có thể ở cùng nhau. Hắn nghe Tiêu Ngũ nói qua, Phượng Mỹ Mỹ hiện nay đang đi làm cho một công ty về văn hóa, công việc bình thường. Hắn có ý định muốn Phượng Mỹ Mỹ đến công ty Tào Thù Lê để hỗ trợ. Không bao lâu sau, Phượng Mỹ Mỹ đã đến nơi. Phượng Mỹ Mỹ mặc đồ rất đẹp. Cô mặc một chiếc áo gió màu đỏ cùng với đôi bút cao, quần bó sát người. Vốn thân hình của cô đã chuẩn, lại luyện qua vũ đạo, cho nên đôi bút cao càng tôn vinh thêm cho đôi chân thon dài cộng với vẻ mặt vô cùng xinh đẹp khiến người điên đảo. Khi cô bước vào cửa Tiêu Diêu Cư liền lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Hạ Tưởng khẽ nhíu mày, có lẽ đây là tính cách của cô ấy. Phượng Mỹ Mỹ rất hoành hoang, đi đến đâu cũng luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Phụ nữ có vóc dáng xinh đẹp là điều may mắn nhưng cố ý dùng vẻ xinh đẹp của mình để tạo nên những hiệu quả chấn động thì cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại còn dễ dàng gây nên chuyện. Mà Tiêu Ngũ lại là một người tính tình nóng nảy, y quá yêu Phượng Mỹ Mỹ. Một khi xảy ra chuyện không may, y sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Hạ Tưởng không muốn bi kịch đời trước lại tái diễn, cho nên hắn muốn nghĩ ra biện pháp khiến cho Phượng Mỹ Mỹ kềm chế lại một chút cho thỏa đáng. Hạ Tưởng rất tin vào cái gọi là hồng nhan là nguồn gốc của mọi tai họa. Dù sắc không mê người nhưng người tự mê, Phượng Mỹ Mỹ xinh đẹp hắn nhìn còn muốn động lòng, huống chi là người khác. Phượng Mỹ Mỹ tự nhiên hào phóng, hòa đồng cùng mọi người, cũng không để ý đến trò đùa của Tôn Hiện Vĩ. Khi ánh mắt vô tình lướt sang Hạ Tưởng, cô nhìn chăm chú Hạ Tưởng một lát rồi nói. Vẫn nghe Tiêu Ngũ nhắc đến anh, mục đích em hôm nay cố ý đến đây chính là muốn gặp anh Hạ. Cảm ơn anh Hạ đã chiếu cố Tiêu Ngũ cho đến ngày hôm nay. Tiêu Ngũ cười ngượng ngùng nói. Làm sao mà em thay anh cảm ơn được, trong lòng anh biết là được rồi, cảm ơn thật sự là phải bằng hành động, chứ không phải lời nói suông. Phượng Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Tiêu Ngũ một cái. Anh đúng là không có miệng lưỡi gì cả, có thể nói ra cái gì dễ nghe một chút được không? Em nói thay dùm anh, là để suy nghĩ cho anh. Làm người chẳng những phải làm nên đại sự mà còn phải biết cách ăn nói. Hạ Tưởng mỉm cười nói. Tiêu Ngũ là anh em của anh, đều là người một nhà. Đã là người một nhà thì không nên khách sáo làm gì. Lại đây, Mỹ Mỹ, mau ngồi xuống, muốn ăn cái gì thì cứ tùy ý gọi. Hôm nay Tôn Hiện Vĩ mời khách. Tôn Hiện Vĩ cười ha hả. Đúng, đúng, hôm nay anh mời khách, cứ tùy tiện chọn món. Muốn bao luôn cả cái nhà hàng này cũng không thành vấn đề, chỉ cần có được nụ cười của người đẹp là được rồi. Vung tiền như rác cũng không tiếc.
Chu Hổ ở một bên cũng xen vào một câu. Đồ ngốc, người ta cười thì cũng vì Tiêu Ngũ mà cười. Cậu vung tiền mua niềm vui cho người khác thì có phải là tật xấu hay không? Lý Hồng Giang vỗ vỗ vai của Chu Hổ nói. Ông anh, Tôn Hiện Vĩ là người tốt, tâm tư của cậu ấy rất lương thiện, cậu ấy có lòng muốn giúp người khác và lấy đó làm niềm vui thì là điều tốt chứ sao? Chúng ta nên ủng hộ cậu ấy mới đúng. Chu Hổ hiểu ý, gật đầu liên tục nói. Đúng, phải ủng hộ, nhất định ủng hộ. Nhân viên phục vụ đâu, mang những món ăn và rượu ngon nhất ra đây. Hạ Tưởng cười ha hả. Lão Chu, công nhận dao của anh cũng sắc bén thật, mà chém người cũng nhanh không hề hồ đồ. Chu Hổ ngượng ngùng gãi đầu, nói. Cái đó, không phải đâu, tôi cũng là vì để Hiện Vĩ cao hứng nên mới cao hứng theo. Anh ấy là người giàu có, nếu không gọi đồ ăn, thức uống tốt nhất thì sẽ không biểu hiện được khí phái của anh ấy đâu. Khuyết điểm lớn nhất của Tôn Hiện Vĩ là háo sắc, vừa thấy người đẹp thì làm mất mặt ngay, nay nghe Chu Hổ nói thì ngay lập tức lên mặt. Chu ca nói đúng đấy, nếu tôi đã quyết định mời khách, mà hôm nay lại có người đẹp tham dự thì đừng tính đến chuyện tiền bạc làm gì. Tôi không giống như mọi người đâu, nói trắng ra là mọi người đều có ý đồ với Mỹ Mỹ hết. Phượng Mỹ Mỹ thản nhiên cười nói. Vậy thì phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Tôn rồi. Tôn Hiện Vĩ đắc ý, vinh váo nói. Đừng gọi là Tổng Giám Đốc Tôn, nghe khách sáo lắm. Cứ gọi là Tôn ca đi. Hạ Tưởng ngồi bên cạnh liền đá vào chân y một cái nói. Chú ý hình tượng của mình lại đi. Dù sao thì cũng là anh lớn, đừng khiến người khác chê cười anh. Tôn Hiện Vĩ cợt nhã nói. Người khác ai sẽ chê cười tôi? Nếu có chê cười thì tôi cũng không sợ. Nếu Hạ ca chê cười anh thì sao? Ánh mắt Phượng Mỹ Mỹ biểu lộ ý cười, liếc mắt nhìn Tôn Hiện Vĩ một cái. Tôn Hiện Vĩ thấy sắc mặt Hạ Tưởng hơi xa sầm lại thì trong lòng thiếu tự tin, vội vàng kềm chế lại một chút nói. Anh ấy bình thường cũng sẽ không chê cười anh, tuy nhiên, nếu quả thật muốn chê cười anh thì anh sẽ ngậm miệng lại. Hạ Tưởng nhìn Phượng Mỹ Mỹ với ánh mắt đầy thâm ý, nghĩ thầm rằng Phượng Mỹ Mỹ quả nhiên có con mắt nhìn người. Cách nói chuyện của cô so với tuổi thật thì chín chắn hơn nhiều. Hắn liền gật đầu nói. Không ổn nữa, mau ăn cơm đi. Tôn Hiện Vĩ quả nhiên thức thời mà im bặt. Tuy nhiên, khi đã qua ba vòng rượu, không khí náo nhiệt lại trỗi dậy, nhất là Tôn Hiện Vĩ. Bởi vì có Phượng Mỹ Mỹ ở đây nên y đặc biệt nói nhiều. Cũng may là Phượng Mỹ Mỹ có tài ứng đối, tuyệt không luống cuống, không để cho không khí trở nên tẻ ngắt. Hạ Tưởng cũng không có ý kiến gì. Dù sao khi gặp lại nhau thì phải có sự náo nhiệt và thư giãn chứ. Phượng Mỹ Mỹ có thể ứng phó, sẽ không để cho Tôn Hiện Vĩ làm khó mình. Tôn Hiện Vĩ hôm nay cao hứng không mà có được. Thứ nhất là đã lâu rồi không gặp Hạ Tưởng. Thứ hai là Hạ Tưởng đã mang đến cho y một tin tức quan trọng. Banh là bạn bè gặp nhau, lại còn có sự tham dự của người đẹp thì y khó tránh khỏi vui mừng khôn xiết. Sau khi uống hết một bình rượu, dường như cảm thấy chưa đủ nên quay sang Hạ Tưởng nói. Tôi hướng lãnh đạo xin chỉ thị một chút, tôi cũng muốn tìm một người đẹp tiếp tôi. Không biết lãnh đạo có đồng ý hay không? Hạ Tưởng nghĩ không có gì là không ổn, mặc dù biết người mà Tôn Hiện Vĩ khẳng định gọi đến chính là Tiểu Tam. Dù sao thì tất cả mọi người đều quen thuộc, có thể để Tiểu Tam và mọi người quen biết nhau, cũng là Tôn Hiện Vĩ biểu hiện để mọi người trở thành người một nhà thì hắn cũng không có gì phản đối. Tôn Hiện Vĩ móc điện thoại ra gọi. Chưa được 10 phút thì đã có một cô gái bộ dạng thuần khiết xuất hiện. Cô gái ấy nhìn có vẻ không tồi, nhưng cái chính là hơi gầy. Khuôn mặt, bàn tay đều rất nhỏ nhắn đến tinh khiết, giống như một con búp bê vậy. Cô hướng đến mọi người tự giới thiệu. Em tên là Giai Giai, là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sư phạm. Xin mọi người chiếu cố em nhiều hơn. Còn hướng mọi người cúi chào một cái. Tôn Hiện Vĩ nhìn thấy sự nghi vấn trong ánh mắt mọi người liền cười nói. Đúng vậy, mọi người đều đoán đúng rồi. Giai Giai là người Nhật Bản, tên thật gọi là Aoi. Giai Giai đến đây, ngồi cạnh anh nè. Hạ Tưởng thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm rượu. Thật là muốn làm chuyện ác mà. Tôn Hiện Vĩ tìm một cô bé Nhật Bản còn chưa tính, gọi tên gì không gọi, lại cố tình gọi là Aoi. Hắn liền nén cười, liên tục nói. Tốt, tốt, gọi là Aoi thật tốt, thật sự là một cái tên hay. Không ngờ Tôn Hiện Vĩ lại có mặt thuần khiết như vậy. Y không ngờ cũng không biết Aoi là ai, liền khó hiểu hỏi. Tên Aoi thì có gì tốt?
tôi cảm thấy không dễ nghe chút nào. Cái tên Dai Dai dễ gọi hơn nhiều. Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều lời, liền bưng ly rượu lên nói. Đến đây, mời Hiện Vĩ một ly, vì cậu ấy đã làm vẻ vang cho đất nước. Cạn, tôi kỳ thật cũng vì đất nước nên mới thích Dai Dai. Đúng là chỉ có anh hiểu tôi. Tôn Hiện Vĩ liền nghiêm túc nói. Dai Dai, em còn bạn học xinh đẹp nào không giới thiệu cho các anh ở đây đi. Trưởng phòng Hạ thì không cần. Chu ca, Lý ca, còn có Tiêu ca nữa, sẵn sàng chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình. Hơn nữa, sức khỏe, năng lực của bọn họ cũng không thua kém gì anh. Dai Dai làm ra vẻ rất đáng yêu, dường như không để ý đến lời nói của Tôn Hiện Vĩ còn có ẩn ý khác. Em có hai cô bạn học cũng rất xinh đẹp, tuy nhiên, Tôn ca lại có ba người bạn lận, không đủ chia làm sao bây giờ. Tiêu Ngũ liên tục xua tay nói. Tôi không tham gia, tôi không tham gia. Phượng Mỹ Mỹ nét mặt cảm kích mà liếc mắt nhìn Tiêu Ngũ một cái nói. Không sao, Tiêu Ngũ, làm vẻ vang cho đất nước thì cũng là chuyện tốt, em không ngại đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều cười vang. Phượng Mỹ Mỹ cũng khá hòa đồng, chỉ trong chốc lát đã quen thân với Dai Dai. Hai người thỉnh thoảng lại khe khẽ cười, thầm thì to nhỏ, có khi còn cười to lên vài tiếng. Không khí tụ tập càng thêm náo nhiệt, khiến Hạ Tưởng cũng cảm thấy khó lòng mà thoát ra được. Chỉ chốc lát sau, Phượng Mỹ Mỹ và Dai Dai cùng đứng dậy đi toilet. Tôn Hiện Vĩ muốn đi theo hộ tống hai cô nàng. Phượng Mỹ Mỹ vẻ mặt bớn cợt nói. Cũng tốt, xin mời Tổng Giám Đốc Tôn đứng ở cửa toilet chờ chúng tôi. Nếu trên tay còn có bó hoa tươi thì lại càng thể hiện thành ý biết mấy. Bị Phượng Mỹ Mỹ trêu chọc, Tôn Hiện Vĩ có chút xấu hổ, liền cười to nói. Đâu có, không thành vấn đề. Tôn mỗ tôi cả đời chỉ có hai tham vọng lớn, là sự nghiệp và tình yêu. Nói cho thông tục một chút chính là kiếm tiền và tán gái. Cho dù Mỹ Mỹ là bạn gái của bạn mình đi chăng nữa thì chỉ cần là người đẹp là có thể hưởng được sự đãi ngộ của anh rồi. Nói xong, liền giơ tay làm tư thế mời nói tiếp. Xin mời hai cô gái xinh đẹp. Tiêu Ngũ hơi lo lắng muốn lên tiếng điều gì nhưng Hạ Tưởng lại lên tiếng trước. Đừng lo, Hiện Vĩ rất có chừng mực, cậu ấy không phải là hạng trọng sắc khinh bạn đâu, lại càng không phải là người đáng hổ thẹn. Tôn Hiện Vĩ đi phía trước dẫn đường. Ba người vừa đi khỏi thì những người còn lại cười vang lên. Tôn Hiện Vĩ mặt mày sáng sủa, không ngờ lại hộ tống hai người đẹp đi nhà vệ sinh. Thật sự là một việc nằm ngoài dự kiến mọi người. Mấy người tiếp tục uống rượu, qua 10 phút cũng không thấy ba người trở về. Tiêu Ngũ có chút không yên, đứng dậy nói. Tôi đi xem qua một chút. Hạ Tưởng giơ tay ngăn gã lại nói. Cậu cứ ở lại đây đi, tôi vừa lúc cũng muốn đi toilet, thuận đường kiểm tra luôn. Nghe Hạ Tưởng nói thì Tiêu Ngũ cảm thấy an tâm, liền tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Không bao lâu sau, Hạ Tưởng đã quay trở lại, cười nói. Chúng ta về thôi, Hiện Vĩ uống quá chén nên ói ngay cửa toilet nữ, bị người ta mắng là lưu manh. Hiện nay đang ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Mọi người cười to, Tôn Vĩ lần này thật sự quá mất mặt, muốn làm sứ giả hộ tống, cuối cùng lại biến thành bọn lưu manh gây rối, cũng là tự mình chuốc khổ vào thân. Khi tới đại sảnh mọi người mới phát hiện, Dai Dai ở một bên chăm sóc Tôn Hiện Vĩ, còn Phượng Mỹ Mỹ đang giải thích với giám đốc đại sảnh, bên cạnh còn có mấy người đàn ông đang hùng hùng hổ hổ. Chắc là bạn trai của các cô gái trong toilet nữ mà Tôn Hiện Vĩ đã gây phiền toái. Đám người Hạ Tưởng vừa đến, những người đàn ông đang hùng hổ kia lập tức dịu xuống, nói vài câu rồi bỏ đi. Hạ Tưởng cũng không so đo với bọn họ làm gì, liền giúp đỡ Tôn Hiện Vĩ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy giao trì, nơi mà Phượng Mỹ Mỹ đã từng xảy ra xô xát. Chương 508, không thể buông tha. Ánh đèn sáng rực trên vách tường giao trì thể hiện khí thế hưng thịnh. Hai bên cánh cổng là hai trụ cột kiểu La Mã thật lớn, trên cái trụ đó có một bức điêu khắc Gothic, trên tường còn có một bức phù điêu người con gái xinh đẹp bước ra từ buồng tắm. Dưới sự dày công tái tạo của hiệu quả ánh sáng ngọn đèn, người ta dường như cảm thấy không gian dài vô hạn. Tôn Hiện Vĩ bị gió lạnh bên ngoài thổi qua khiến cho có đôi chút tỉnh táo lại ồn ào đòi đi tính tiền. Khi biết Lý Hồng Giang đã thanh toán trước thì y tỏ ra bất mãn mà than thở vài câu, ngẩng đầu nhìn thì thấy mình đang đứng trước cửa giao trì, nét mặt tỏ ra mờ ám nói. Mọi người, tối nay tôi không trở về nhà đâu, quyết định vì nước mà làm vẻ vang ba lượt. Dai Dai, chúng ta đi ngâm trong dòng nước làm đôi uyên ương thôi.
Dai Dai là con gái Nhật Bản, đặc biệt chỉ biết phục tùng, nên lên tiếng thuận theo, không đợi mọi người xung quanh gật đầu, đi lên trước đỡ Tôn Hiện Vĩ bước vào cổng giao trì. Hạ Tưởng cảm thấy Tôn Hiện Vĩ vẫn còn chưa ổn nên cũng không yên tâm, đồng thời bước qua cổng giao trì, rồi quay đầu lại nói với mọi người một câu. Chờ tôi một chút, tôi đưa anh ấy một đoạn. Giao trì khai trương chưa lâu nhưng đã là trung tâm tắm hơi nổi tiếng nhất của thành phố Yến. Bên trong được trang trí vô cùng xa hoa, đèn treo bằng pha lê, nền nhà được lát bằng đá cẩm thạch, những cột trụ đều có đường kính từ một thước trở lên. Ngoài ra còn có những bức tượng điêu khắc châu Âu, tạo ra sự sang trọng không khác gì trong hoàng cung. Đón khách tại cửa cũng là những cô gái xinh đẹp cao gầy. Các cô mặc một chiếc áo dài sườn xám màu đỏ thẫm, xẻ tà từ đùi trở lên. Do thời điểm này là mùa đông mà lại mặc loại áo xẻ tà, bó sát người này càng khiến người khác cảm thấy mê hồn. Chiếc áo đỏ tươi cộng với làn da trắng như tuyết càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm cho các cô gái. Các cô đứng bên phải bên trái hai bên, mỗi bên bốn người, tổng cộng là tám người. Khi có khách đến sẽ cùng nhau xoay người cúi đầu, cất giọng ngọt ngào hô. Hoan nghênh quý khách đến với giao trì. Quả thật là cảnh đẹp, ý vui cho người hưởng thụ. Kiếp sau của Hạ Tưởng thường hay đến những khách sạn sang trọng, những trung tâm tắm hơi xa hoa. Giao trì tuy rằng cũng khiến cho mọi người lác mắt nhưng trong mắt của hắn thì cũng là bình thường. Hắn cố không thưởng thức cảnh đẹp ở giao trì, chỉ theo sát phía sau Tôn Hiện Vĩ, nhìn y bước vào chỗ đổi giày rồi ngồi chờ ở ghế sofa. Hạ Tưởng chưa kịp tiến lên hỏi y vài câu thì chợt nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nhìn lại thì thấy Phượng Mỹ Mỹ tiến vào. Kiếp trước ở giao trì, hắn cùng Phượng Mỹ Mỹ có gút mắc không thể tháo gỡ. Cô bồi dưỡng tiếp khách ở giao trì, Hạ Tưởng vẫn luôn ủng hộ cho cô. Cũng bởi vì Phượng Mỹ Mỹ mà Hạ Tưởng đã đắc tội với một tên quan liêu. Kết quả là bị lão ta làm cho kinh doanh thất bại. Bởi vậy, đối với giao trì, Hạ Tưởng có một loại tâm trạng phức tạp. Thật không ngờ, Phượng Mỹ Mỹ lại đi theo vào đây. Nguyên vốn tưởng kiếp này cô sẽ không có liên quan gì với giao trì nữa. Chẳng lẽ trời xui đất khiến cô lại bước vào cổng giao trì một lần nữa? Phượng Mỹ Mỹ tò mò đánh giá quang cảnh bên trong của giao trì, có chút khó hiểu hỏi. Không phải đây chỉ là một nơi tắm hơi bình thường của địa phương sao? Bài trí sang trọng như thế này thì làm sao mà thu hồi được vốn về cơ chứ? Cho là một quý ông gọi một nữ tiếp viên, thế thì một ngày phải cần bao nhiêu người để duy trì các khoản chi phí? Hạ Tưởng cũng chỉ ho khan vài tiếng, chứ không trả lời ngay. Phượng Mỹ Mỹ tuy rằng lớn mật, bề ngoài xinh đẹp nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn bên trong của cô là một người bảo thủ và hồn nhiên. Hạ Tưởng không thể giải thích với cô là trung tâm tắm hơi này không chỉ dựa vào vé ra vào cửa để kiếm tiền mà là dựa vào những hạng mục khác không thể nói rõ để tăng thu nhập. Hạ Tưởng chỉ nhìn Phượng Mỹ Mỹ gật đầu mà không nói gì, đến bên cạnh Tôn Hiện Vĩ nói. Ổn không vậy, nếu không ổn thì về nhà ngủ, chứ đừng ngủ qua đêm bên ngoài. Tôn Hiện Vĩ nửa tỉnh nửa say. Nghĩ đến Hạ Tưởng hỏi y về một phương diện nào đó có khỏe hay không thì liền lớn tiếng nói lại. Ổn, tại sao lại không ổn? Đừng nghĩ tôi lớn tuổi hơn anh thì tôi yếu nhé. Tôi còn khỏe như hổ, như sói đấy. Một câu nói khiến cho những vị khách khác phải liếc nhìn Tôn Hiện Vĩ. Hạ Tưởng liền đưa số điện thoại của Tiêu Ngũ cho Dai Dai nói. Trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy làm loạn lên. Có gì thì gọi điện thoại liền cho Tiêu Ngũ đấy. Dai Dai gật đầu. Rồi khom người, vô cùng cẩn thận mà đỡ Tôn Hiện Vĩ xoay người bước đi. Hạ Tưởng nhìn theo hai người rời khỏi cũng dự định quay về. Khi chưa kịp quay đầu trở ra thì nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Phượng Mỹ Mỹ. Buông ra mau, buông cái cánh tay thối của ông ra mau. Hạ Tưởng cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một gã đàn ông bụng phệ đang vươn đôi bàn tay giống như bàn tay lợn bắt lấy vạt áo gió của Phượng Mỹ Mỹ. Khuôn mặt phì nộn khiến người ta liên tưởng đến khuôn mặt của một con heo nở nụ cười, miệng không ngừng nói. Cô em, cô nàng xinh đẹp, người đẹp bé nhỏ. Anh là khách quý ở đây, anh có thẻ giao trì VIP của các em, biết không, là VIP bạch kim, thẻ VIP có thể giảm 30%, loại cao cấp nhất. Chắc chắn cái tên mặt heo đấy đã tưởng Phượng Mỹ Mỹ là tiếp viên của giao trì. Cũng phải, màu áo gió cô mặc và trang phục của tiếp viên của giao trì rất giống nhau. Hơn nữa dáng người cô cũng cao gầy. Nếu không nhìn kỹ thì cứ tưởng cô là tiếp viên tại đây cũng nên. Nhưng vấn đề là, tốt xấu gì thì giao trì cũng là nơi ăn chơi xa hoa. Những khách đến đây đều là những người có ít nhiều lai lịch,
lại có nhiều tiền trong tay, sao lại không thể không biết những tiếp viên tiếp khách bên ngoài đều là những người chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào. Các cô và những tiếp viên massage bên trong không giống nhau. Cho dù là tiếp viên massage nhưng cũng có thứ tự, cấp bậc, chứ không phải tùy tiện là có thể động tay động chân được. Đến trung tâm tắm hơi lại có hành vi lôi kéo, thật sự là rất mất mặt. Có muốn gì thì về nhà, chứ tốt xấu gì thì khi đến trung tâm tắm hơi cũng phải giữ thể diện một chút chứ. Ngay tại tiền sảnh mà lôi kéo một nữ nhân viên tiếp khách thì quả thật nhân cách quá thấp. Phượng Mỹ Mỹ kéo hai tay nhưng không thể thoát khỏi tay của tên mặt heo đó. Trong cơn giận dữ đã nhấc một chân đá thẳng vào bắp chân của tên mặt heo. Tên mặt heo kêu lên đau đớn, giơ tay đẩy mạnh bả vai Phượng Mỹ Mỹ. Phượng Mỹ Mỹ lảo đảo, ngã lăn ra mặt đất, tên mặt heo tỏ ra tức giận, bước đến, nhấc chân lên đỉnh đá, miệng lầu bầu. Mẹ nó, một con nhân viên tiếp khách mà cũng đòi làm cao với bố mày. Có biết bố mày là ai không? Nói cho mày biết nhé, con trai của bố mày là đội trưởng đội hình sự tống cương của Cục Công an đấy nhé. Bố mày là trưởng phòng tống. Mắt nhìn thấy cái chân thối của tên mặt heo kia chuẩn bị đạp lên người Phượng Mỹ Mỹ, chợt nghe một tiếng gầm vang lên. Tôi biết ông là ai? Ông chính là lão Tống khốn kiếp. Còn chưa dứt lời thì thấy một cái chân từ đâu bay đến, đá vào bắp vế của tên mặt heo. Cú đá này so với cú đá của Phượng Mỹ Mỹ thì mạnh hơn, chỉ nghe tên mặt heo kia chu lên một tiếng giống như heo bị chọc tiết, quay cuồng ngã trên mặt đất. Hạ Tưởng đã ra tay đúng lúc, mới tránh cho Phượng Mỹ Mỹ khỏi kết cục bị làm nhục. Phượng Mỹ Mỹ vẫn chưa hoàn hồn, hai tay ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, nét mặt hoảng sợ, run rẩy nói không ra lời. Hạ Tưởng vỗ nhẹ bả vai cô, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, có anh ở đây mà. Một câu nói vô cùng đơn giản Hạ Tưởng thuận miệng nói ra thôi nhưng lại khiến cho Phượng Mỹ Mỹ đang trong cơn sợ hãi cảm thấy trấn tĩnh lại một chút. Cô liếc mắt nhìn Hạ Tưởng, ngực phập phồng không ngừng, giọng hơi run rẩy nói. Cảm ơn anh, Hạ ca, cảm ơn anh đã cứu em. Hạ Tưởng lập tức sửng sốt, tình cảnh trong giờ phút này lại hoàn toàn giống như quay trở về kiếp trước. Cũng là ở Giao Trì, Phượng Mỹ Mỹ cũng mặc bộ đồ như thế này. Cô ngồi ở quầy bar, hai mắt đê mê, nâng ly rượu hướng về Hạ Tưởng nói. Cảm ơn anh, Hạ ca, cảm ơn anh đã chiếu cố cho em. Mà lúc ấy, Hạ Tưởng đang bị Tống Đức Đạo bức bách đến sứt đầu mẻ trán. Cảnh tượng kiếp sau đó có lẽ sẽ không tái hiện lại, nhưng kiếp này, ma xuôi quỷ khiến thế nào, Phượng Mỹ Mỹ chẳng những tiến vào Giao Trì, mà còn không thể né tránh mà được hắn cứu một lần nữa. Mà điều hắn cảm thán nhất chính là Phượng Mỹ Mỹ là nguyên nhân dẫn đến việc Tống Đức Đạo bức hắn vào con đường cùng. Sau khi tái sinh, Hạ Tưởng không phải là không nghĩ đến việc đi tìm Tống Đức Đạo, người mà đã khiến hắn bị mất tiền đồ, phải chịu cảnh mất hết tất cả để trả thù. Chỉ có điều, kiếp này hắn vẫn lo cho sự nghiệp của mình hơn. Sau khi tiến vào được tỉnh ủy, đạt được chức vụ cao, trong lòng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, hắn vốn không phải là người tính toán chi li. Cho nên, hắn cũng đã một phần nào đó quên đi những thương tổn mà Tống Đức Đạo đã gây ra cho hắn. Nếu kiếp này không cùng Tống Đức Đạo có bất kỳ đụng chạm gì, thì chỉ cần lão ta đừng xuất hiện trước mặt hắn, đừng trêu chọc gì hắn thì hắn cũng không cần phải tự hạ thấp thân phận của mình và chấp nhặt làm gì. Chỉ có điều cuộc sống thì thường có những điều nằm ngoài dự đoán của mình. Tôn Hiển Vĩ muốn đến Giao Trì làm vẻ vang cho nước, hắn cũng muốn đến xem một chút, Phượng Mỹ Mỹ lại tò mò tiến vào. Cô ấy mặc áo màu đỏ cộng thêm dáng người cao gầy, không ngờ lại bị Tống Đức Đạo tưởng lầm thành nữ nhân viên tiếp khách. Trong kiếp này, Tống Đức Đạo một lần nữa không thể tránh khỏi cuộc gặp gỡ với Phượng Mỹ Mỹ. Mà Hạ Tưởng lại trùng hợp lần nữa ra tay cứu Phượng Mỹ Mỹ. Đúng là thế sự vẫn còn có những quán tính lớn mạnh khiến cho Hạ Tưởng kiếp này một lần nữa chạm mặt với Tống Đức Đạo. Tống Đức Đạo sau khi bị ngã lăn ra đất, thì liền lập tức nổi trận lôi đình. Cho rằng đứa con nít danh nào không biết trời cao đất dày mà lại dám động thủ. Với cú đá mạnh của Hạ Tưởng, lão cảm giác như chân của mình bị chặt đứt vậy. Lúc này, lão mới tập trung nhìn rõ Phượng Mỹ Mỹ không phải là nhân viên tiếp khách ở Giao Trì, mới hiểu ra rằng là do mình uống rượu say nên nhận lầm người. Nhưng lập tức lão lại nghĩ rằng, là con gái bình thường ai lại đến mấy trung tâm tắm hơi. Lại ăn mặc kiều diễm như vậy, khẳng định không phải là con gái đàng hoàng. Lại nhìn Phượng Mỹ Mỹ so với những nữ tiếp viên của Giao Trì thì có phần xinh đẹp hơn. Tuy rằng đang rất giận dữ nhưng vẫn không khỏi động lòng. Cả một đời Tống Đức Đạo đối với Phượng Mỹ Mỹ thèm nhỏ dãi mà cũng không thể có được.
Hiện tại, vừa thấy Phượng Mỹ Mỹ thì tà niệm đã nổi lên, thẩm mỹ và yêu thích của một người, cũng là có quán tính lớn mạnh không gì sánh kịp. Tống Đức Đạo chống tay đứng lên, đồng thời cũng có hai người đến đỡ lão. Một là bạn đi cùng, một là người khách khác. Hai người vội vàng đỡ Tống Đức Đạo đứng lên, nhỏ giọng khuyên bảo lão nên rời khỏi. Nhưng làm sao mà Tống Đức Đạo đồng ý được? Lão liền bảo người đi cùng gọi điện thoại cho con trai của lão là Tống Cương, rồi sau đó lấy tay chỉ thẳng vào Hạ Tưởng, cả vú lấp miệng em nói. Nhóc con, lại đây xin lỗi tao mau, tao sẽ niệm tình mà tha thứ cho mày một lần, nếu không thì hôm nay mày đừng mong bước ra khỏi cửa. Hạ Tưởng một lần nữa lại chạm mặt với Tống Đức Đạo, nhớ tới kiếp trước của mình cũng bị ức hiếp, rồi lại nhớ đến hành vi háo sắc của lão vừa rồi, trong lòng liền bùng lên cơn giận dữ. Tống đầu heo, vừa rồi ông đã dùng bàn tay heo của mình để nắm quần áo cô gái này. Nếu ông đến đây nhận sai trước mặt tôi thì hôm nay tôi sẽ suy xét mà tha cho ông một lần. Tống Đức Đạo tuy rằng đang phải chịu đựng cơn đau ở đùi, vừa nghe Hạ Tưởng nói như vậy thì ngược lại mỉm cười nói. Mày có biết tao là ai không? Tao là trưởng phòng, có biết chủ của Giao Trì là ai không? Là Trương Quân bạn của tao. Mày đang tính cái gì vậy? Dám đánh tao, lại còn dám hô to gọi nhỏ với tao nữa chứ? Nếu không phải bên cạnh mày đang có người đẹp hiện diện thì tao sớm đã đánh chết mày rồi. Hạ Tưởng nhìn thấy bộ dạng tai to mặt lớn của Tống Đức Đạo, khi nói chuyện thì vênh váo tự đắc với kiếp trước giống nhau như đúc. Tuy chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ nhưng chắc có lẽ do chức vụ quan trọng, có nhiều người cần đến sự giúp đỡ của lão cho nên không tránh khỏi sự ngạo mạn. Vốn những gì không vui xảy ra ở kiếp trước đã phai nhạt, đồng thời cũng không có ý muốn đi tìm Tống Đức Đạo để gây phiền toái, nhưng không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp mặt, bản chất cuồng vọng vô tri vẫn như ngày nào khiến Hạ Tưởng không khỏi nổi giận. Tôi không quan tâm ông là trưởng phòng hay là cục trưởng, cũng không cần quan tâm Trương Quân là ai. Ông vừa rồi đã không biết tôn trọng bạn của tôi. Nếu ông không chịu nhận lỗi thì hôm nay ông cũng đừng mong ra khỏi Giao Trì này. Hạ Tưởng rất ít khi thốt ra những lời nói độc địa. Hôm nay thật sự là vô cùng tức giận nên lần đầu tiên nói nặng như vậy. Tống Đức Đạo giận đến tím mặt. Mẹ nói, cho mày biết thế nào là lễ độ. Đồ tên tiểu tử không biết nặng nhẹ, xem bố mày có dám thu thập mày hay không. Tống Đức Đạo tuổi đã lớn, cộng với thân thể mập mạp như lợn, khi động thủ cũng khó khăn. Ông ta liền nhảy đến trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay đánh vào mặt hắn. Hành động của Tống Đức Đạo trước mặt mọi người xem như hoàn toàn chọc giận Hạ Tưởng. Nếu không phải nghĩ đến lợi ích lớn hơn của mình thì Hạ Tưởng đã sớm cho lão ta một cước làm bể hàm răng của lão ta luôn. Dựa vào truyền thống kính trên nhường dưới, Hạ Tưởng không trả đòn, chỉ có điều nhích qua bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng duỗi chân gạt thân hình của Tống Đức Đạo khiến lão ta không kịp thu thế liền ngã rầm xuống đất. Tống Đức Đạo bị ném lên mặt đất liền tức sôi máu, nghiêng người đứng lên, không kìm được cơn giận mắng. Còn dám trả đòn, cái tên tiểu tử mày chán sống rồi phải không? Mày có ngon thì đừng đi, lát nữa tao sẽ gọi con tao đến thu thập mày. Tên đầu heo đã gây rối tại trung tâm tắm hơi này, lại còn gọi con mình đến chi viện, thật đúng là một gia đình gương mẫu hiếm thấy. Hạ Tưởng hay nghe lão nhắc đến con mình, hóa ra là cái tên đầu heo đó mượn uy danh của con để hù dọa người khác. Thật đúng là ứng với một câu danh ngôn, đả trưởng thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, giao chiến có anh em, xuất trận có cha con hỗ trợ. Sau khi Tống Đức Đạo mắng xong, còn cảm thấy chưa hả giận, lại dương nanh múa vuốt, hướng Hạ Tưởng đánh tới. Hạ Tưởng đang muốn trả đòn, bỗng nhiên từ không trung bay đến một chiếc dép lê, nhằm ngay chính giữa mũi của Tống Đức Đạo, phang cho lão ta mặt đầy máu. Trên lầu truyền đến tiếng giống tức giận của Tôn Hiện Vĩ. Lão chó kia, dám đánh bạn tôi hả? Xem tôi có dám tiêu diệt lão không? Giao Trì tổng cộng có 4 tầng, thiết kế thật đặc sắc. Phía trên đại sảnh chính là sân thượng, có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy đỉnh mái ngói. Tương tự, từ trên lầu có thể nhìn xuống toàn bộ mọi cảnh vật tại đại sảnh. Tôn Hiện Vĩ mơ hồ leo lên lầu 2, nghe được tiếng tranh cãi ầm ĩ phát ra từ đại sảnh. Trong cuộc đời của y yêu thích nhất là sự náo nhiệt, lập tức tỉnh rượu lại phân nửa, cúi xuống lan can nhìn xuống phía dưới. Khi vừa nhìn kỹ thì đột nhiên sợ hãi. Hóa ra là Hạ Tưởng đang giằng co với một người nào đó. Tôn Hiện Vĩ liền giận dữ, có người dám chọc giận Hạ Tưởng thì chẳng khác nào chọc giận y. Trong tình huống cấp bách, y liền cởi chiếc dép lê đang mang ném xuống dưới. Chiếc dép lê đập trúng Tống Đức Đạo, Tôn Hiện Vĩ lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu,
nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Y không giống như Hạ Tưởng, cũng không có cái gì gọi là kính trên nhường dưới, cũng không cần biết Tống Đức Đạo năm nay bao nhiêu tuổi, liền đá một cước vào mông của ông ta, mắng. Lão già kia, tuổi đã lớn rồi mà còn đến những trung tâm tắm hơi, còn không biết mất mặt bao nhiêu một cân. Đã mất mặt rồi mà còn dám gây rối ở đây, thật sự là một lão yêu tinh. Tống Đức Đạo rất béo, cho nên một cước của Tôn Hiện Vĩ chỉ làm cho ông ta loạng choạng chứ không ngã sấp xuống. Vừa mới bị đập trúng cái mũi, nay lại bị đá trúng cái mông, Tống Đức Đạo gần như phát cuồng. Lão ta dùng tay bịt lấy cái mũi, cất giọng hô to. Trương Quân đâu rồi? Mau gọi Trương Quân ra đây, nói là lão Tống bị người ta đánh, yêu cầu ông ấy ra đây thu dọn đám tạp chủng này. Hạ Tưởng cũng nổi giận lên, liền tiến đến tát lão ta hai cái. Một cái là đánh ông bởi vì ông không phải người tốt. Cái tát thứ hai là cho cái miệng đầy ô uế của ông. Người đi cùng với Tống Đức Đạo đều là kẻ nhát gan. Chỉ đứng bên cạnh mà xem chứ không dám bước lên khuyên can, lại càng không dám giúp đỡ. Tống Đức Đạo bị đánh khiến cho đầu óc choáng váng, ngồi dưới đất la to lên. Trương Quân, ông đâu rồi? Mau tới cứu tôi mau, tôi bị người ta đánh kìa. Trong lúc mọi người đang động thủ với nhau, bảo vệ đã nhanh chóng thông báo cho Trương Quân. Trương Quân lại tưởng rằng Tống Đức Đạo ỷ thế hiếp người, khẳng định sẽ không bị gì nên yêu cầu bảo vệ án binh bất động. Khi nào Tống Đức Đạo đánh đủ rồi thì sẽ ra mặt. Nhưng ông ta không nghĩ đến sự việc lại thay đổi quá nhanh. Trong nháy mắt Tống Đức Đạo bị người khác đánh, ông ta cảm thấy sợ hãi, vội vàng ra lệnh cho bảo vệ lập tức bao vây đám người đang đánh nhau lại, không để cho ai rời khỏi. Con trai Tống Hạo của Tống Đức Đạo công tác tại đội cảnh sát hình sự phân cục phía nam thành phố. Tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng đã là phó đội trưởng, chính bởi vì Tống Đức Đạo có tiền nên bỏ ra hàng đống tiền mua cái chức phó đội trưởng cho con trai. Giao chỉ nằm trong phạm vi quản lý của Tống Cương. Cục cảnh sát có hành động gì thì Tống Cương sẽ âm thầm mật báo với Trương Quân. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Trương Quân và Tống Đức Đạo không tồi. Nghe được bảo vệ thông báo Tống Đức Đạo bị người ta đánh đến mặt mũi đầy máu thì cũng không chịu được, từ văn phòng trên lầu 3 chạy xuống dưới để xem xét. Khi vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tống Đức Độ, Trương Quân lập tức nổi giận lôi đình, hướng về Hạ Tưởng quát lên. Là cậu ra tay đánh người, cậu có gan làm loạn tại địa bàn của tôi hả? Xem ra thì không biết ai là người đứng đằng sau giao chỉ phải không? Hạ Tưởng cười cười đáp. Trung tâm tắm hơi này chắc chắn là có liên quan đến công an. Ngài có thể quản lý được giao chỉ, chứng minh cũng có chút lai lịch, là cục công an thành phố hay là tỉnh che chở cho ngài. Nhìn quy mô này thì hẳn là cục công an thành phố hay là tỉnh đều có người cả. Nếu không thì cũng không ổn với công an đâu. Trương Quân sửng sốt, nghĩ thầm rằng người kia là ai? Lại còn biết mối quan hệ của ông ta, lập tức hỏi ngược lại. Lai lịch của cậu là gì? Nói cho rõ ràng, đừng hòng qua mặt người khác. Hạ Tưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Lai lịch của tôi ngài không cần biết, tôi chỉ muốn nói cho ngài biết, Tống Đức Đạo đầu tiên là nắm lấy áo của bạn tôi, lại không biết lễ phép, cử chỉ không văn minh. Ông ta chẳng những không có đạo đức mà miệng còn thốt ra những lời thô tục, lại còn chủ động đánh người. Ngài nói xem sự việc như thế này nên xử lý thế nào. Trương Quân có thể quản lý toàn bộ giao chỉ thì chứng tỏ ông ta cũng là người khéo léo, không phải không biết phân biệt phải trái. Nhưng sự tình ngày hôm nay thì mặc kệ là Tống Đức Đạo có sai trước hay không, vẻ mặt đầy máu của Tống Đức Đạo hiện giờ mới là quan trọng. Các người đánh người còn ở đây lý sự. Được, cứ chờ cảnh sát đến xử lý. Chương 509, bị bắt. Xử lý cái đầu ông đấy. Cái lão đầu heo kia động thủ đánh chúng tôi trước, quả là người hung bạo mà. Nếu là tôi thì đã sớm đánh cho lão đến phải kêu cha gọi mẹ rồi. Đánh vỡ mũi lão ta ra thì mới xứng đáng mà. Trương Quân, ông tránh ra đi, để tôi tẩn lão ấy một trận cho hả giận. Tôn Hiện Vĩ khi hiểu rõ nguyên nhân, sự tình liền oán giận Hạ Tưởng xuống tay không đủ độc, lại thấy Trương Quân rõ ràng là thiên vị Tống Đức Đạo nên không thể nhịn được nữa, xắn tay áo vọt lên trước. Trương Quân không quen Tôn Hiện Vĩ, nhìn thấy bộ dạng của y thì biết y đã uống không ít rượu, lại thấy Tôn Hiện Vĩ nổi giận đùng đùng vọt lại gần, vốn cơn giận đang được kềm chế một phút chốc bốc lên lại, nghĩ thầm rằng cái tên tiểu tử từ đâu đến này đã đánh người lại còn muốn hoành hành tại địa bàn của ông ta. Nếu không cho chúng một bài học thì chúng sẽ nghĩ rằng giao trì là nơi có thể tùy tiện dương oai diễu võ hay sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì ông ta làm sao còn có thể lăn lộn trong ngành nữa?
lão ta lui về phía sau, vung tay lên nói. Bảo vệ đâu, hãy khống chế cục diện, không cho một tên nào chạy thoát được. Sớm đã có chuẩn bị nên mười mấy tên bảo vệ như tiếp thêm dũng khí tiến lên, bao vây Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ bên trong. Ông chủ Trương đã chỉ bảo là khống chế cục diện nhưng ý tứ chính là thu thập bọn họ. Bọn bảo vệ đều là bọn trai trẻ hăng máu, chỉ cần ông chủ có lệnh thì mặc kệ đối phương là ai, cứ đánh trước nói sau. Hạ Tưởng cũng còn đỡ, tung ra vài quyền cước, cản lại cú đánh của bọn bảo vệ, vẫn còn có thể trả đòn. Tôn Hiện Vĩ thì không ổn rồi, chỉ mới vài cái đã bị đánh ngã xuống đất, rồi còn bị mấy tên bảo vệ vây xung quanh đấm đá túi bụi. Tuy nhiên, y vẫn mạnh miệng, một bên trả đòn, một bên mắng. Mẹ nó, có bản lĩnh thì cứ đánh ông nội mày đi. Đánh ông nội một thì lát nữa ông nội sẽ trả lại 10. Ây ra, đồ khốn kiếp, tao sẽ nhớ kỹ mày. Cứ chờ đấy. Tống Đức Đạo vừa lau máu trên gương mặt mình, vừa mắng. Đánh mạnh cho tao, tốt nhất là đánh gãy chân của nó. Sau đó tao sẽ khiến cho tụi mày nằm liệt giường tại bệnh viện ở thành phố Yến này. Cho tụi mày nếm thử lợi hại của bố mày. Trương Quân cũng khí thế nói. Nói mà không biết xấu hổ, cũng không xem đây là chỗ nào. Còn dám ở địa bàn của tao mà dương oai à? Cứ tưởng Trương Quân này dễ bị bắt nạt hay sao? Đừng dừng tay, cứ dạy cho bọn chúng một bài học để lần sau bọn chúng rút kinh nghiệm. Nhìn thấy Hạ Tưởng đang chống đỡ không lại thì đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa thủy tinh xa xỉ bị một cú đá vỡ nát. Ba người từ bên ngoài vọt vào, không nói không rằng, cứ như mãnh hổ xuống núi, hùng hổ vọt vào đám bảo vệ đánh tới tấp. Sự thật là Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang và Chu Hổ ba người cảm thấy có cái gì đó không ổn nên trong tình thế cấp bách mà phá cửa vào cứu viện. Ba người ở bên ngoài đợi, Hạ Tưởng chỉ bảo là vào trong chốc lát nhưng mãi không thấy ra. Chu Hổ trong lúc vô tình mới phát hiện có chỗ không ổn. Tiêu Ngũ thì vừa thấy Hạ Tưởng bị bao vây, lập tức nóng lên, cái gì cũng không quan tâm, gã chê cái cửa xoay quá chậm, liền đá nát cánh cửa thủy tinh mà vọt vào trong. Tiêu Ngũ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, trình độ võ thuật dĩ nhiên lợi hại. Một mình mà hạ đến mấy người, hơn nữa còn xuống tay rất nặng khiến cho bọn bảo vệ khó mà chịu nổi. Kết quả là Tiêu Ngũ vừa ra tay thì tất cả mọi người đã bị gã đánh cho lăn lộn trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Lý Hồng Giang thì lúc trước thường xuyên ở công trường lăn lộn cùng đám công nhân, cũng gây ra không ít vụ ẩu đả đánh nhau. Hôm nay lại có chút rượu trong người, lại thấy Hạ Tưởng bị một số người vây quanh, liền hướng về phía trước hô to một tiếng rồi nhào vào đám người, ba quyền hai chân đấm đá tứ tung. Rồi lại điên tiết quay đầu nhìn thấy Tống Đức Đạo đang ở một bên chỉ trỏ, thì lập tức đấm đá về phía thân hình thịt béo của lão ta. Trương Quân thấy Tống Đức Đạo bị đánh trước mặt mình nên cũng nóng lên, tự mình nhảy tới. Khi tay còn chưa kịp chạm đến người Lý Hồng Giang thì liền cảm giác một cơn đau nhói từ quai hàm truyền đến. Sau đó cảm thấy hoa mắt, chân không đứng vững, nhoáng váng ngã nhào trên mặt đất. Đúng là Chu Hổ khi thấy tình thế không ổn liền cho ngay một cú đấm vào má phải Trương Quân. Chu Hổ là nông dân thứ thiệt, lại có một khoảng thời gian làm công nhân lao động phổ thông tại công trường, thường hay vác gạch hay bê tông nên rất có sức mạnh. Một cú đánh ra không hơn không kém khiến cho Trương Quân choáng váng đến không thấy đường. Trương Quân thấy má phải của mình nóng bừng lên, đau đớn vô cùng, miệng hơi mặn, từ miệng phun ra một cái răng. Trương Quân máu dâng lên não, ở địa bang của mình bị người khác đánh ngã lăn ra đất nên cảm thấy vô cùng mất mặt, liền nhổm dậy, nhảy dựng lên, hổn hển mà hô to. Đánh, đều đánh đến khi sống dở chết dở cho tao, có vấn đề gì tao chịu trách nhiệm cho. Hiện trường đã bắt đầu hỗn loạn, những tên bảo vệ bị đánh ngã trên mặt đất rên rỉ kêu la, còn có những người khách vây quanh đứng xem, dọa cho mấy cô tiếp viên nữ kinh sợ đến mức thất thần. Giọng nói của Trương Quân tuy không ít nhưng đã không còn ai nghe lọt tai. Mười mấy tên bảo vệ xông vào, bao vây Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang và Chu Hổ. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, nhất là khi Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ ra tay, vừa chuẩn vừa độc đã nhanh chóng hạ gục từng tên một, khiến bọn chúng lăn ra đất kêu la, không đứng dậy nổi, vô hình trung tạo nên áp lực tâm lý cho những tên bảo vệ còn lại. Lý Hồng Giang và Chu Hổ tuy ra tay loạn xạ nhưng vô cùng mạnh. Chỉ cần ai chúng phải cú đấm của bọn họ thì cũng đều đau đến không đứng nổi. Lý Hồng Giang sống sung sướng, an nhàn đã lâu, tuy là sức lực vẫn còn nhưng chỉ vài cái đã giảm mất phần sát khí. Chu Hổ thì ngược lại, gã vốn xuất thân từ nông dân hai bàn tay trắng, chỉ mới đến thành phố sinh sống được vài năm,
khí chất nông dân vẫn còn trên người, đối với Hạ Tưởng thì luôn luôn tôn thờ. Khi thấy Hạ Tưởng bị người khác ức hiếp thì so với việc giết gã còn khó chịu hơn. Gã bùng phát lên, chẳng những tăng cường sức mạnh mà hai con mắt cũng đỏ bừng, giống như muốn dọa người ta, đồng thời không khác gì mãnh hổ xuống núi, vọt vào bên trong đám người, luân phiên đấm đá, uy phong lẫm liệt ở bên cạnh bảo vệ Hạ Tưởng, giống như một pho tượng sát thần. Sau trận vật lộn với 5 người, những tên bảo vệ còn lại đều sợ tới mức kinh hồn bạt vía, không dám lên tiếng, liền bỏ chạy tán loạn. Chu Hổ trở nên nổi danh sau một trận chiến. Đánh bọn bảo vệ bỏ chạy, Chu Hổ cũng không buông tha cho Trương Quân, bước lên nắm lấy cổ áo ông ta, tung một quả đấm nữa, mắng. Ông là cái gì mà dám đụng vào lãnh đạo của tôi? Cẩn thận đấy, nếu không tôi đập ông chết đấy. Trương Quân đáng thương đang ngồi dưới đất, lại bị Chu Hổ trái một cú phải một cú đấm đến nổi nhìn không ra mặt người, hai bên má sưng vù lên giống như ổ bánh mì. Tôn Hiện Vĩ là uất ức nhất, bị đánh ngã trên mặt đất rồi còn bị đá cho vài cái. Y chống tay đứng dậy, không quên phủi phủi quần áo, giống như là chưa có việc gì, đến trước mặt Tống Đức Đạo cởi chiếc dép lê còn lại, hướng về cái mặt béo phì của lão ra sức đánh vài cái, rồi nhổ ra bãi nước bọt, nói. Ông là trưởng phòng ở đâu? Ngày mai tôi sẽ tổ chức một đám phụ nữ từ già đến trẻ đến cơ quan của ông tố cáo ông chơi gái không trả tiền. Tôi xem cái loại trưởng phòng ông còn có thể làm tiếp hay không. Mẹ kiếp, có biết chúng tôi là ai không? Còn dám tự xưng là trưởng phòng này nọ, đã từng tuổi này, còn không đáng bằng cái đáy quần đàn bà nữa. Tống Đức Đạo bị đánh đến miệng đầy bọt máu, nói không ra chữ nhưng vẫn cứng đầu cãi lại. Con tao là Tống Cương, nó sẽ đến đây ngay. Tao sẽ chờ xem đám tụi mày bị bắt và nếm thử mùi vị ngồi tù như thế nào. Ngay lúc đó, một hồi còi hụ cảnh sát vang đến. Một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo anh khí vô cùng lo lắng từ ngoài vọt vào. Vừa thấy bộ dạng của Tống Đức Đạo thì hô to lên. Ba, sao ba lại bị đánh đến như thế này? Tên khốn kiếp nào đã gây ra chuyện như vậy? Con sẽ giết nó. Người vừa mới đến chính là con trai của Tống Đức Đạo Tống Cương. Tống Cương lửa giận bừng bừng, duỗi tay lấy khẩu súng lục bên hông, chĩa thẳng vào trán của Tôn Hiện Vĩ hung tợn nói. Tên khốn kiếp, có tin tao bắn chết mày hay không? Tôn Hiện Vĩ bị họng súng đen ngòm dí vào đầu, không ngờ vẫn còn cười được. Nhóc con, mới xảy ra có chút việc mà đã rút súng ra rồi, có đúng mày làm cảnh sát hình sự không đấy? Có biết điều lệ sử dụng súng ống không? Mày bắn chết tao thì chẳng những mày phải đền mạng mà ngay cả người nhà của mày cũng đều liên lụy luôn. Mày phải hiểu rõ chứ. Hạ Tưởng cũng không ngờ Tống Cương lại là hạng người không có đầu óc, mượn súng dí vào đầu người khác, xem ra tố chất tâm lý chưa đủ để vượt qua thử thách. Thân là cảnh sát hình sự, không ngờ lại tùy tiện rút súng ra. Phải biết rằng đây là Trung Quốc chứ không phải là nước Mỹ. Loại hành động nghiêm trọng này sẽ được ghi vào nhật ký công tác. Tuy nhiên, để phòng ngừa Tống Cương vì kích động mà gây ra chuyện ngu ngốc, Hạ Tưởng ra hiệu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Từ phía sau lại xông đến một vài cảnh sát, đó đều là đồng nghiệp của Tống Cương, đồng thời cũng có những cảnh sát nhân dân của địa phương đều chạy đến xem. Xem ra là có người đã âm thầm báo cảnh sát, người cảnh sát nhân dân trước mặt Hạ Tưởng cũng quen, y chính là Lịch Phi. Lần trước, rau quả của Tiếu Dài bị người ác ý kiểm tra và ngăn cấm, Hạ Tưởng đã thay mặt cô giải quyết. Trong đó còn có công lao của Lịch Phi. Lịch Phi cũng vì vậy mà từ phó đồn trưởng trở thành đồn trưởng. Hạ Tưởng sau này cũng không có liên hệ với Lịch Phi. Hắn không nghĩ đến y được điều đến đây, xem ra đã là một đồn trưởng. Lịch Phi gặp lại Hạ Tưởng cũng cảm thấy sửng sốt, tính mở miệng nói cái gì nhưng bị Hạ Tưởng dùng ánh mắt ngăn lại. Lịch Phi hiểu ý, chỉ biết trong lòng Hạ Tưởng đã có tính toán. Những người đồng nghiệp của Tống Cương vội vàng tiến lên khuyên y bỏ súng xuống. Có chuyện nói chuyện, có lý nói lý, động tới súng là không được. Lịch Phi cũng ở một bên, khuyên Tống Cương không nên kích động, không cần phải xé to sự việc lên. Nếu không đến lúc đó ai cũng không thể xong việc. Tống Cương cũng dần dần bình tĩnh lại, cất súng vào, liếc mắt nhìn đám người Hạ Tưởng, sau đó nâng Tống Đức Đạo và Trung Quân dậy rồi hỏi thăm tình hình. Nghe Tống Đức Đạo đổi trắng thay đen, rồi cùng với Trương Quân thêm mắm thêm muối, y cảm thấy lửa giận ngút trời. Giơ tay vẫy mấy người phía dưới, gật đầu một cái nói. Mang tất cả về đồn, rồi thẩm vấn kỹ càng. Tôi hoài nghi bọn họ tàng trữ thuốc phiện. Tàng trữ thuốc phiện là một vụ án hình sự. Ý tứ của Tống Cương hiển nhiên là muốn khống chế đám người Hạ Tưởng trước,
sau đó đưa tất cả mọi người về đồn cảnh sát hình sự rồi sẽ sắp xếp chút giận sau. Không đánh cho tàn phế thì ít nhất cũng phải gây nội thương, làm cho bọn họ 10 ngày nửa tháng cũng không xuống nổi giường. Dám bắt nạt ba của y sao, lại còn ở Giao Trì gây rối. Ai chẳng biết Giao Trì có mối quan hệ với Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố và Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh. Một đám vô danh tiểu tốt, rõ ràng muốn chết mà cũng không nhìn rõ nơi mình muốn chết, cả cha y mà cũng dám đánh, rồi dám ở địa bàn của y gây rối. Thật sự là một đám ngốc nghếch, không được giáo dục. Không biết thành phố Yến là thiên hạ của ai hay sao? Lịch Phi vừa nghe liền phản bác. Xếp Tống, rõ ràng đây là vụ án trị an, anh sao lại ăn nói lung tung biến thành vụ án hình sự vậy? Việc này là do đồn công an chúng tôi quản lý, anh không thể mang người đi. Tôi chính là hoài nghi bọn họ tàng trữ thuốc phiện, có ý kiến gì không? Dưới cơn thịnh nộ, Tống Cương không hề để mắt đến một trưởng đồn công an nho nhỏ. Có vấn đề gì thì trực tiếp tìm cục trưởng mà phản ánh, anh nói với tôi cũng như không. Chẳng lẽ cảnh sát hình sự phá án còn phải báo cáo với cảnh sát nhân dân các người sao? Mang đi. Vài cảnh sát hình sự tiến tới, không nói hai lời, liền túm lấy đám người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không phản kháng, ngược lại còn rất bình tĩnh. Đám người Tiêu Ngũ cũng thuận tình đưa tay ra. Hạ Tưởng không chút hoang mang, gật đầu với Lịch Phi nói. Không cần phải thông báo với Tôn Bá Bá, hiện tại kinh động ông ấy cũng không phải là chuyện tốt. Anh chỉ cần nghĩ biện pháp giúp chúng tôi tối nay không bị gì là được rồi. Ngày mai còn có trò hay để xem. Còn nữa, hãy giúp tôi đưa Phượng Mỹ Mỹ về nhà, nói với cô ấy không cần lo lắng. Chậm nhất là chiều mai chúng tôi có thể ra về. Lịch Phi không dám chậm trễ, nhất nhất làm theo. Y biết khả năng của Hạ Tưởng. Cho dù Tào Vĩnh Quốc không ở thành phố Yến nhưng ảnh hưởng của Hạ Tưởng tại thành phố này cũng không tồi. Điều khác thì y không rõ lắm nhưng y biết ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng có quan hệ khăng khít với nhau. Còn nghe nói bí thư Trần Phong cũng vô cùng chiếu cố Hạ Tưởng. Lịch Phi có lòng khuyên Tống Cương một câu, nhưng Tống Cương vẫn giữ bộ dạng tức giận. Y tính làm người tốt một phen nhưng cái tên Tống Cương kia vẫn không biết Hạ Tưởng là ai, lại cứ vênh váo ngút trời. Cứ nghĩ mình là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự là rất giỏi rồi. Thật là đáng thương, nếu chính cục trưởng của phân cục mà biết người mà Tống Cương bắt là Hạ Tưởng thì chính ông ta cũng phải khẩn trương nhận lỗi mà thôi. Mời thần thì dễ nhưng tiễn thần khó. Tống Cương lần này mày gặp nạn rồi. Lịch Phi ra lệnh thu quân đồng thời đưa Phượng Mỹ Mỹ về nhà. Một số cảnh sát nhân dân không phục lắm nói. Cảnh sát hình sự thì có gì đặc biệt đâu, luôn khinh thường cảnh sát nhân dân chúng ta. Lịch Phi cười ha hả nói. Mọi người cũng đừng tức giận quá. Kỳ thật cũng may là những người vừa rồi do Tống Cương mang đi. Chứ nếu là chúng ta thì đúng là sự kiện phiền toái nhất rồi. Những người kia là ai, có lai lịch như thế nào? Một vài cảnh sát nhân dân hiểu ra lời nói của Lịch Phi có hàm ý khác. Lịch Phi làm ra vẻ thần bí mà khoát tay. Không nói, có nói thì mọi người cũng không biết đâu. Dù sao cũng là người không thể trêu vào. Tôi và Tống Cương cũng không thể trêu vào. Xếp Tôn chúng ta mà thấy thì cũng phải tức giận mà thôi. Các cảnh sát nhân dân kinh ngạc há to miệng nói. Người mà Tống Cương bắt đi không phải là một quan lớn đấy chứ. Không phải quan lớn mà là đại quan lớn. Lịch Phi mỉm cười. Nói về đám người Hạ Tưởng bị nhét vào chiếc xe cảnh sát, đi thẳng tới đội cảnh sát hình sự phân cục phía nam thành phố. Mấy người bị áp giải như phạm nhân đều được đưa đến phòng hỏi cung. Tôn Hiện Vĩ vẻ mặt bình thường, tươi cười nói. Cũng may là buổi tối không ai nhìn thấy. Nếu mà để người ta thấy thì chắc còn mất mặt hơn. Hạ Tưởng cười nói. Mặt của cậu lớn bao nhiêu? Cậu đã quên vụ bí thư tỉnh Yến của chúng ta cải trang đến khách sạn dùng cơm, cũng bị cảnh sát nghi vấn. Việc của chúng ta chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Kỳ thật, nếu là ban ngày, càng nhiều người thấy thì hiệu quả càng chấn động hơn nhiều. Người mà Hạ Tưởng nhắc đến chính là bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Cao Thành Tùng đã cải trang đi khảo sát, từng được truyền tụng tại tỉnh Yến. Mấy người lúc đầu thì ở cùng một chỗ, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tách ra đưa tới những căn phòng khác nhau, chuẩn bị tiến hành thẩm vấn. Đối với Hạ Tưởng thì đặc biệt chiếu cố hơn, đích thân Tống Cương tự mình đến hỏi cung. Hạ Tưởng nhìn bốn phía xung quanh căn phòng rồi nhìn ra ngoài. Vì căn phòng sắp xếp cho hắn không phải tầm thường, vừa có đồ bịt mặt lại để đánh. Vừa có một khoảng không gian đủ rộng để tập chống đẩy, hít đất. Đúng rồi,
gần cửa còn đặt một cái bồn rửa mặt, rồi còn có cùm chân nữa chứ. Không ngờ những thứ này đều có ở phân cục cảnh sát này. Khăn bịt mặt, xà chống đẩy, chậu rửa mặt, cùm chân đều có đủ. Cũng may là Tống Cương không cho hắn một ly nước sôi, nếu không còn có thể chết vì uống nước. Người trong nước quả nhiên có trí tuệ vô cùng, đến cái chết cũng chết bất ngờ, có sáng tạo, có thẩm mỹ. Hạ Tưởng sau khi cảm thán xong, nghĩ thầm rằng nếu không phải hắn trong lòng chắc chắn, lại thấy qua tấm màn đen trong lúc công an thẩm vấn được thông dụng vạch trần ở đời sau, thì sau khi tiến vào quả thật là có sự lo lắng đề phòng. Lúc nào cũng phải đề phòng, một khi không cẩn thận thì liền bị cái đồ gì đó vượt xa trí tưởng tượng kết thúc tính mạng của mình. Tống Cương chỉ hỏi Hạ Tưởng vài câu, rồi bắt đầu ép hắn thừa nhận việc tàng trữ thuốc phiện. Hạ Tưởng biết rằng, Tống Cương tuyệt đối muốn hãm hại hắn. Nói không chừng còn muốn vụ oan giá hỏa. Mặc kệ là bọn họ có thừa nhận hay không thì ngày mai khẳng định là thuốc phiện sẽ xuất hiện trên người bọn họ. Chỉ hỏi vài câu thì Tống Cương liền mất đi kiên nhẫn, hai mắt đỏ bừng nói. Thằng quỷ, tao mặc kệ mày là ai. Hôm nay mày đã ở trong tay tao thì đừng nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài. Mày đã chọc vào ba tao, chọc vào Trương Quân, đều là những người mà mày không thể trêu vào. Chờ một chút, tao sẽ cho mày nếm thử chút hương vị sống không bằng chết, cho mày cảm giác hối hận vì đã đầu thai làm người. Tống Cương nghiến răng nghiến lợi, vẫy tay một cái, lập tức có hai người tiến vào, chuẩn bị ép chặt Hạ Tưởng vào ghế. Còn chưa kịp cột Hạ Tưởng thì điện thoại của Tống Cương đã vang lên. Tống Cương đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi trở về thì sắc mặt rất khó coi, nói. Mời được cục trưởng phân cục biện hộ cho mày, được, xem ra cũng có mặt mũi. Tuy nhiên, mặc kệ như thế nào, tao phải cho mày biết tay trước đã. Dầm, đánh nó cho đến khi nào khai mới thôi.